Ngươi cười cái gì? Ngô Thiên Khải rất thất vọng, trước khi đến vẫn còn có chút mong đợi, không nghĩ tới Khương Phàm lại không chịu nổi một kích như thế. Ta rất kích động, đây mới là chiến đấu mà ta mong đợi. Khương Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đau nhức kịch liệt đang kích thích thần kinh toàn thân, cũng kích thích đến chiến ý của hắn. Răng rắc, Ngô Thiên Khải đạp tan mặt đất, lần nữa lao đến Khương Phàm. Ta từ trước tới giờ không so võ, ta chỉ biết giết người. Khương Phàm nhúc nhích hai vai, nắm chặt hai tay, hai mắt mở ra, trong chốc lát, khí thế tăng vọt. Một tiếng giống to như lôi đình, hắn đến Ngô Thiên Khải. Hắn không có hóa thân chu tước, mà là kích phát bản thân, trong tâm hải. Ầm ầm, huyết khí cuồn cuộn, tuôn ra trái tim, trùng kích mạch máu. Huyết khí mãnh liệt lại nóng hổi, giống như dung nham, quét sạch toàn thân, nhóm lửa chiến ý, kích thích ra tiềm lực toàn thân hơn. Thương thế cả người Khương Phàm nhanh chóng khép lại, khí tức tiếp tục tăng vọt. Ngô Thiên Khải ở đối diện, trong lúc đẩy trường, lại giật mình trước thay đổi của Khương Phàm. Khương Phàm gầm thét, tóc ngắn bay lên, thực lực tăng vọt gấp đôi. Cảnh giới ngang nhiên bước vào tứ trọng thiên. Cánh tay phồng lên, móng vuốt mở rộng, lực lượng sau khi tăng gấp bội đã đạt tới trăm vạn cực cảnh. Bành! Trăm vạn đấu với trăm vạn, quyền kình đấu với nội kình. Khương Phàm run rẩy cánh tay, lại lần nữa tung bay ra ngoài. Nhưng, Ngô Thiên Khải cũng bị ngăn chặn lại đòn tấn công. Hắn! Khương Phàm đột phá. Cảnh giới của Khương Phàm thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh giới của Khương Phàm thay đổi, khí tức cũng thay đổi, hắn ăn đan dược sao? Gian lận, đây là gian lận. Diễn võ trường nhanh chóng oanh động, đều rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm đã thay đổi. Trong sương phòng, rất nhiều người đều nhíu mày. Cảnh giới đúng là đột phá, mà lại như là tùy thời muốn lui về, nhưng hắn đang ngoan cố duy trì. Cái này hiển nhiên chính là kích phát tiềm lực đến để thăng sức chiến đấu. Nhưng, đan dược gì có thể đẩy tam trọng thiên lên tứ trọng thiên? Đây chính là sơ giai vượt qua đến trung giai. Có đủ tư cách hay không? Khương Phàm bay lên, trong chốc lát lại rơi xuống đất, lần nữa huy động lực lượng, hai tay phồng lên, so với trước đó càng mạnh, càng cuồng hơn. Ngươi ăn đan dược. Khuôn mặt Ngô Thiên Khải có chút động, hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Hai cái móng vuốt của Khương Phàm căng cứng, huyết khí bốc hơi, tử khí lượn lờ, cuồng dã đánh về phía Ngô Thiên Khải. Đây là chiêu thức bá đao thức, bị hắn biến thành quyền thuật. Bành! Lần thứ hai va chạm, như lôi đình bạo hưởng, như núi đá đối oanh, thanh chấn lôi tràng, oanh minh không dứt. Khương Phàm tháo chạy lần thứ hai. Ngô Thiên Khải cũng lần nữa bị ngăn chặn, nhưng, lại đến đây. Gương mặt Khương Phàm trở nên cuồng nhiệt, hai tay đỏ lên, lần thứ ba đụng tới. Phụng bồi! Khắp người Ngô Thiên Khải lấp lóe kim quang, hai tay càng hừng hực, lực lượng nhanh chóng tăng cường. Bành! Bành bành bành! Lần lượt va chạm, lần lượt oanh minh, lần lượt tháo chạy tung bay. Lần thứ tám! Khương Phàm cuồng loạn gào thét, điên cuồng nhấc lên lực quyền mang theo tử khí thảm liệt hung hăng ngạnh kháng cùng bàn tay Ngô Thiên Khải. Lần này, Khương Phàm lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng Ngô Thiên Khải lại không phải đứng yên, mà là lảo đảo lui lại. Toàn trường bất ngờ, Khương Phàm lại còn đang thay đổi mạnh. Đây là đan dược gì, không sợ dược hiệu quá mạnh, nổ chết hắn sao? Giết! Khương Phàm kích thích lần thứ 9, trùng kích huyết mạch, kích thích da thịt, chiến trụ cánh tay trong hai tay phóng thích nhiệt lượng nóng hổi. Giết! Ngô Thiên Khải giống to, kích phát huyết mạch, phối hợp với lực quyền, nhấc lên bạo kích kinh khủng. Oanh! Như kinh lôi, như núi lở. Hai người va chạm nhau lần thứ 9, không gian đều nổi lên gợn sóng. Lần thứ 10, lần thứ 11, mãnh liệt đối oanh, dữ dội lại dã man, lại còn đang nhóm lửa kích tình ở toàn trường. Rất nhiều người đều đứng lên, nhiệt huyết sôi trào, hô to lấy lại đến. Oanh! Va chạm lần thứ 15, khí thế hai người đều đạt tới đỉnh phong, giống như hai con man thú đang phát cuồng va vào nhau. Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Khương Phàm, Ngô Thiên Khải đều tháo chạy, sau khi liên tiếp nảy lên mấy chục mét, ai cũng không có thể đứng lên nữa, mà là trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng không, trong lúc Khương Phàm nảy lên hắn bất chợt đứng dậy, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, triệt để hóa thân thành chu tước yêu thể. Kim quang mãnh liệt, thánh viêm sôi trào, thái dương thánh văn vần quanh toàn thân. Hắn vỗ cánh gáy to, dùng nhanh nhất tốc độ kích thích hơn 100 loại thú ấn trong khí hải.
Trong chớp mắt, liệt diễm ngập trời, thú giống thành đàn. Hơn 100 con mãnh thú cường thế hiện lên, phảng phất dục hỏa mà sinh, thanh thế kinh người, lại như vượt qua không gian mà đến, thú uy cuồn cuộn. Bầu không khí toàn trường lập tức tăng vọt, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn đám mãnh thú sinh động như thật kia. Bọn họ vừa kích động lại càng khiếp sợ. Đây là tốc độ thi triển gì thế này? Diễn dịch võ pháp có thể làm được đến trình độ này sao? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà đã tạo ra được như vậy số lượng yêu thú như thế. Linh văn lấp lóe trên trán Khương Phàm, cường thế khống chế hơn 100 con mãnh thú, tràn ngập đất trời lao đến Ngô Thiên Khải. Mãnh hổ, hùng sư, cự tượng, phảng phất thú triều thật lớn, nhấc lên thanh thế kinh khủng. Nhưng, bọn chúng không có trực tiếp tấn công Ngô Thiên Khải, mà là lúc phóng tới lại nhanh chóng va chạm vào nhau, giao kích dã man, uy thế cũng kéo dài tăng vọt, cuối cùng giống như viên tinh cầu mãnh thú, kéo lấy kinh thế uy mãnh, kéo lấy cả hết thảy khí thế hủy diệt cường đại, đánh về phía Ngô Thiên Khải. Sau khi Ngô Thiên Khải rơi xuống cũng đã nhanh chóng thuận thế đứng dậy. Hắn thật bất ngờ khi thấy Khương Phàm đột nhiên bộc phát thực lực, nhưng cũng kích phát ra chiến ý trong hắn. Trận chiến này, coi như có chút chờ mong. Ngô Thiên Khải vươn người đứng dậy, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, thân hình lần nữa tăng vọt, đạt đến 8 mét, tử khí mãnh liệt thủy lao ra. Càng uy mãnh càng cường thế hơn. Ngô Thiên Khải lắc cánh tay một cái, kim mân phát sáng, tử khí cuồn cuộn, nhấc lên khí tức cuồng bá. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường, còn vượt lên trên cả thanh triều bách thú của Khương Phàm. Tất cả mọi người la thất thanh, thấy rõ tử khí xung quanh Ngô Thiên Khải hội tụ thành một con mãnh hổ, hùng tráng uy nghiêm, hung mãnh đáng sợ, khí tức kia đơn giản là quá kinh khủng, phảng phất diệt thế hung thú. Theo Ngô Thiên Khải mãnh liệt vung đánh, mãnh hổ gào thét, phóng lên tận trời. Bạch hổ. Trong sương phòng, rất nhiều đại biểu các thế lực kinh hô. Đây cũng không phải võ pháp mãnh hổ bình thường, mà là ngưng tụ ra, bạch hổ. Ngô Thiên Khải là huyết mạch thiên phẩm, cũng chính là đạt đến huyết mạch hỗn độn. Hỗn độn, nguyên khí vạn vật, có thể thông qua diễn biến cực hạn, hình thành hình thái thần tổ vạn vật, thậm chí có thể sinh ra uy thế tương tự. Đây tuyệt đối là bạch hổ. Trên diễn võ trường, mãnh hổ gào thét, nhanh chóng phóng tới, chấn động khủng bố quét sạch toàn trường, tất cả thú linh văn cách bình chướng đều bị kích thích, ngay cả Hàn Ngạo ở phía ngoài cũng đều cảm nhận được áp bách bức người. Ầm ầm, bách thú kinh thế quyền nổ tung, liệt diễm sụp đổ, cuồn cuộn khắp trời cao, hư ảnh bách thú tái hiện, liên miên bị chôn vùi, tràng diện thảm liệt đến rung động. Bạch hổ hoành hành, băng diệt hết thảy tất cả. Khí thế cường đại, chấn nhiếp toàn trường. Tứ trọng thiên thì như thế nào? Ngươi là thánh văn, tu luyện thánh pháp, ta là thiên phẩm, thi triển thiên pháp. Ngô Thiên Khải giống to, chiến ý dâng cao, hắn đạp trên tử khí phóng lên, cánh tay phải tráng kiện khoa trương, giống như là bàn tay bạch hổ, một kích mãnh liệt khiến cho cả không gian đều rung chuyển, nhấc lên tử khí kinh khủng, che mất Khương Phàm. Đây đúng là hình thái bạch hổ, mà còn sinh ra uy lực bạch hổ rất vi diệu, cường đại vô địch. Thiên pháp. Khương Phàm sôi trào nhiệt huyết, chiến ý cuồn cuộn, hắn không có tránh né, mà là dương cánh gáy to, trước người nhanh chóng hiển hiện phù trận thần bí khổng lồ, trải rộng ra mấy chục mét, phù trận cuồn cuộn liệt diễm, kim quang hừng hực như mặt trời, ở giữa lại lấp lóe huyết quang, ngưng tụ thành hình dáng thần điểu. Ầm ầm, phù văn xoay tròn, hình thành khí tức thôn vệ kinh khủng. Trong chớp mắt, cả mảnh trời đều thanh minh, bạo tạc trước đó đã làm tán loạn tử khí mãnh hổ và bách thú liệt diễm. Bây giờ lại đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đã bị pháp trận thôn phệ. Toàn trường kinh hô, đây là võ pháp gì? Pháp trận tăng vọt ánh sáng, kịch liệt xoay tròn, diễn biến ở bên trong một lần nữa trở về khí tức nguyên bản. Khương Phàm vỗ cánh lao xuống, cuồng kích phù trận trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, phù trận nhanh chóng diễn biến, tiếp tục áp xúc, vần quanh đến bên trên hai cái móng vuốt của Khương Phàm. Chu Tước Bác Thiên Thuật phối hợp quy nguyên thuật hấp thu năng lượng khủng bố, uy thế lại lần nữa tăng vọt. Ngô Thiên Khải cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn đã giết tới không trung, tránh cũng không thể tránh, càng không nghĩ đến sẽ phải tránh né. Hắn kích phát huyết khí, ngang nhiên huy động bàn tay bạch hổ, mãnh kích đập vào mặt móng vuốt cường đại. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm xung quanh móng vuốt bạo động, giống như phiến biển lửa đang phóng thích, quét sạch trời cao. Móng vuốt của Khương Phàm khuấy động xé rách địa uy thế khủng bố. Cùng Ngô Thiên Khải giết chóc, cánh tay rắn chắc va vào nhau. Trong chốc lát, toàn thân Ngô Thiên Khải run rẩy, cánh tay phải máu thịt be bét,
thân thể hùng tráng từ trên trời rơi xuống, hung hăng đập vào trên lôi đài. Lôi đài lay động mãnh liệt, giống như muốn sụp đổ. Toàn trường quá bất ngờ, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người khó có thể tin được mà nhìn qua Khương Phàm đang đứng giữa không trung. Đây là võ pháp gì? Hắn đang cướp đoạt thế công của Ngô Thiên Khải, ngay cả bọn người Ngô Kình Thương đều bị kinh hãi. Khương Phàm cưỡng ép tăng thực lực lên, bọn hắn không để ý. Bởi vì Ngô Thiên Khải là thiên phẩm, toàn lực bạo phát xuống hoàn toàn có thể triệt tiêu chênh lệch cảnh giới. Mà loại này vượt cảnh giới này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, thời gian vừa đến, Khương Phàm sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó sẽ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên thi triển võ pháp, thật sự là đã kinh động đến bọn hắn. Người của Đại Tự Tại Điện đâu? Đã chết hết rồi sao? Trong xương phòng Chí Tôn Kim Thành, Hứa Như Lai đột nhiên hô to. Khương Phàm ăn đan dược, cưỡng ép tăng thực lực lên, chẳng lẽ các ngươi mù sao? Hắn không có ăn đan dược. Bên trong Đại Tự Tại Điện truyền đến thanh âm già nua, quanh quẩn khắp toàn trường, rõ ràng truyền đến bên tai mỗi người. Không có, vừa mới bắt đầu hắn vẫn là tam trọng thiên, bây giờ lại là tứ trọng thiên, các ngươi là mù thật, hay là cố ý giả mù? Xin mời Hứa Vĩnh Thọ, quản giáo tốt tộc nhân của mình. Mẹ kiếp, còn không cho nói. Hứa Như Lai giận. Nhưng, càng kỳ quái là, các xương phòng đều rất trầm mặc. Bởi vì các đại biểu những thế lực kia đều nhìn ra vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm, không có vội vã phán đoán. Trên diễn võ trường, trận đấu vẫn tiếp tục, không có bất kỳ sự ngừng lại nào. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Sau khi Ngô Thiên Khải rơi xuống, trong nháy mắt đã huy động lại lực lượng, đùi phải tráng kiện giống như roi sắt đánh lên trời. Kim Mân lấp lóe, khuấy động tử khí, giống như thần binh trọng khí, không gian đều bị nhấc lên gợn sóng. Khương Phàm đã giết tới, hắn muốn nhân cơ hội đánh đối thủ trọng thương, không nghĩ tới Ngô Thiên Khải lại phản ứng bén nhọn như vậy. Trong chớp mắt, Khương Phàm căng cứng hai cánh giống như là thiên đao bổ tới. Ầm ầm, bạo hưởng kinh khủng khuấy động diễn võ trường, không gian rung động. Khương Phàm tung bay, Ngô Thiên Khải tháo chạy. Ngô Thiên Khải mượn nhờ cơ hội tháo chạy, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Toàn thân lượn lờ kim quang, nhanh chóng khép lại hai tay rách dưới. Khương Phàm ở giữa không trung cưỡng ép giữ vững thân thể, dương cánh oanh minh, liệt diễm bạo động, hai cánh như đao, lại lần nữa lao đến Ngô Thiên Khải. Hai người tăng vọt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào, đều đánh ra cảm giác, cũng đánh ra cuồng tính. Ngô Thiên Khải phóng lên tận trời, một mảnh phù văn huyễn lệ lan tràn ở dưới chân, mỗi một bước dẫm xuống đều bộc phát ra uy thế hủy diệt, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Phàm. Kỳ Lân chiến bộ, lấy huyết mạch thiên phẩm. Khí tức hỗn độn, kích phát ra tới kỳ lân chiến kỹ chân chính. Trọng lực trận vực nhanh chóng tăng cường, thẳng tới 300 lần. Răng rắc, mặt đất đều bò đầy vết nứt. Nhưng, Khương Phàm cuồng dã gầm thét, uy thế kinh người khuấy động huyết mạch, trùng kích hai tay. Phần thiên quyết, thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Âm âm, liệt diễm kinh khủng khuấy động toàn trường, nương theo lực lượng cường đại hủy diệt vạn vật, hoắc loạn càn khôn, bạo động hơn ngàn mét. Trọng lực trận vực cường đại nhanh chóng tan rã. Tốc độ Khương Phàm không hề giảm, phóng lên tận trời, trực diện với Ngô Thiên Khải. Toàn trường xôn xao, lần nữa chấn kinh. Đây lại là võ pháp gì? Đây là cái khí thế gì? Khương Phàm lấy ở đâu nhiều tuyệt kỹ khủng bố như vậy? Ngay cả bọn người Hàn Ngạo và Lâm Nam đều trừng to mắt, trong mấy tháng này, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì mà bọn hắn không biết? Khương Phàm gáy to. Hai cánh kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, ngang nhiên đánh về phía Ngô Thiên Khải. Ngô Thiên Khải mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không có bất cứ đình chỉ gì, toàn thân cuồn cuộn tử khí, kỳ lân phía sau kêu gào to rõ, chân thực lại cường thịnh, đánh tới phía Khương Phàm. Chu Tước gáy to, kỳ lân gào thét. Hình ảnh hết sức rung động, đánh thẳng vào thị giác của tất cả mọi người. Trong trận bạo tạc mãnh liệt, Khương Phàm và Ngô Thiên Khải đều tháo chạy. Tốt! Ngô Thiên Khải giết tới hưng phấn, không đợi sau khi hạ xuống ổn định, hắn lại lần nữa nhấc lên tử khí. Tử khí bạo động, khí tức hỗn độn khuấy động. Một con côn bằng khổng lồ dương cánh bay lên, xuất hiện ở phía sau hắn, phần uy thế kia quá kinh khủng, khuấy động hủy diệt cực mạnh trùng kích đến không gian. Bình chướng lung lay sắp đổ. Khương Phàm ở trên không liên tục vỗ cánh, giữ vững thân thể đồng thời lại nhấc lên Chu Tước Quy Nguyên Thuật. Trận pháp màu vàng trải rộng ra ở phía trước. Thần bí phức tạp,
lộng lẫy sáng tỏ, đường vân thần điểu màu đỏ xoay tròn, dẫn dắt pháp trận cướp đoạt toàn bộ năng lượng trên lôi tràng. Liệt diễm tán loạn, tử khí kỳ lân trước đó nhanh chóng hội tụ lại. Thần điểu xoay tròn, huyết khí phun trào, để tất cả năng lượng lại trở về nguyên lực. Toàn trường kinh ngạc, sự khiếp sợ hiện lên ở trên mặt của tất cả mọi người. Mặc dù đã thấy qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lần nữa thật sự vẫn khó có thể tin nổi, đây rốt cuộc là võ pháp gì? Pháp trận sau khi luyện hóa năng lượng đã trực tiếp khoác đến hai cánh Khương Phàm. Hai cánh phun trào năng lượng, xuất hiện lít nha lít nhít vòng xoáy, trong mỗi cái vòng xoáy đều giống như có chu tước đang tiếng gáy to, năng lượng khuấy động khủng bố. Chu tước bác thiên thuật, đạt tới cực hạn. Ngô Thiên Khải tăng vọt chiến ý, cũng kéo lấy năng lượng côn bằng quán chú toàn thân. Trong chớp mắt, kim quang bạo động, bắp thịt toàn thân đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, hắn phảng phất hóa thân thành côn bằng chân chính, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lướt qua lôi tràng, cuồng bạo lao đến Khương Phàm. Hai cánh Khương Phàm sáng chói đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng được, hắn mở ra hư không, quét ra vết tích đáng sợ, lấy uy lực phá hủy vạn vật, nghênh kích Ngô Thiên Khải. Ầm ầm, một kích này hư không đều chấn động đến vặn vẹo, giống như chống trận rách dưới, phát ra tiếng oanh minh kỳ dị, ngay sau đó chấn động đã trùng kích bình chướng trên lôi tràng, để bình chướng vô hình đều hiển hiện ra, như tùy thời muốn sụp đổ, đám người trên khán đài kinh hãi bối rối lui lại. Lúc này, những người trong sương phòng đều đứng lên, không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Ngô Thiên Khải cường đại trong dự liệu, khí tức hỗn độn diễn khí tức vạn vật, thi triển ra vi diệu uy lực yêu tổ, cường hãn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, bọn hắn khó mà tiếp nhận được Khương Phàm lại có thể chính diện ngạnh kháng cùng Ngô Thiên Khải lại không hề rơi vào thế hạ phong. Giờ khắc này, bọn hắn đều có phán đoán, Khương Phàm không phải ăn đan dược, rất có thể là đã vận dụng một loại bí thuật nào đó. Nếu không, hắn không thể nào tiếp tục duy trì thực lực tứ trọng thiên, lại còn có thể tỉnh táo nghênh chiến, liên tiếp thi triển võ pháp siêu cường. Nhưng, bí thuật có thể làm cho cảnh giới đột phá. Tên Khương Phàm này rốt cuộc đã lấy được từ nơi nào? Trên diễn võ trường, Khương Phàm cùng Ngô Thiên Khải lùi lại vài trăm mét, miệng mũi chảy máu, tóc tai bù xù, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên cả hai đều đã hứng chịu trọng thương. Bọn hắn bốn nhìn nhau, toàn bộ thấy được chiến ý điên cuồng của nhau. Khương Phàm không có thất vọng, thực lực huyết mạch thiên phẩm xác thực quá mạnh. Ngô Thiên Khải điên cuồng càng kích động, bởi vì huyết mạch Hỗn Độn Tử Phủ từ đầu đến cuối vẫn đang bí mật phong tồn hắn, hắn ngoại trừ chém giết cùng những yêu nghĩ kia, thì chính là luận bàn cùng trưởng bối, chưa từng gặp được đối thủ trong đồng cấp như vậy. Hỗn Độn Chiến Khu, Ngô Thiên Khải hét lớn, toàn thân hài cốt kịch liệt nhúc nhích, mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, còn có cả hai cánh tay tráng kiện. Toàn trường xôn xao, ai nấy đều thấy được, đây không phải năng lượng diễn biến, mà là xương thịt thật sự. Các tộc nhân Hỗn Độn Tử Phủ đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo lại hâm mộ, đây mới thực là huyết mạch hỗn độn, có thể kích phát nguyên khí vạn vật hỗn độn, diễn biến ra tổ lực vi diệu, còn có thể kích phát tiềm lực thân thể, diễn biến của bản thân. Trạng thái mạnh nhất của huyết mạch hỗn độn thậm chí có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Giống, Ngô Thiên Khải ngang nhiên lao đến Khương Phàm, hai tay phía trước bộc phát cường quang màu vàng, nhấc lên hình thái bạch hổ, khuấy động năng lượng kinh khủng. Đầu cùng hai tay phía sau thì khống chế khí tức hỗn độn, diễn dịch ra võ pháp cường đại. Khương Phàm cảm thấy áp lực giống như nghẹt thở, nhưng cũng kích phát ra chiến ý cao vút. Nếu muốn kiểm tra tiềm lực của mình, vậy thì không thể nói có e ngại hay rút lui. Hắn vỗ cánh điên cuồng công kích, thẳng tiến không lùi. Mà khi kéo dài chiến ý cùng điên cuồng, rốt cuộc cũng kích thích ra uy lực chiến hồn thuần dương chính thiên hỏa. Chu tước linh nguyên gáy to trong khí hải. Một khí thế hỗn tạp hung liệt cùng bá đạo quét sạch toàn thân, kích thích tinh huyết kim hoàng, lại còn kích phát tiềm lực, bản thân, hơn. Oanh! Khương Phàm đã tăng thực lực gấp bội, trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt. Nếu như không phải chu tước yêu thể quá mức đặc thù, loại này kéo dài tăng vọt thật sự có khả năng dẫn nổ Khương Phàm. Tuy nhiên, loại kéo dài tăng cường này cũng mang đến cho thân thể phụ tải siêu cường, đau đớn khó nhịn. Khương Phàm đang gào thét trong đau đớn. Cũng đang điên cuồng trong bạo tẩu. Chiến ý cường đại, lần nữa kích thích thuần dương chính thiên hỏa. Khí tức của hắn lại mạnh hơn. Trong sương phòng, gương mặt đại biểu các nơi lần nữa có phản ứng, bây giờ hoàn toàn có thể xác định, Khương Phàm đang dùng bí thuật kích phát tiềm lực, mà không phải là đan dược. Hắn làm sao làm được?
Trong sương phòng của Vô Hồi Thánh Địa, rất nhiều trưởng lão đều khó mà tin nổi. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, đuổi giết Ngô Thiên Khải. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, tại sau lưng ngưng tụ thành vòng xoáy liệt diễm. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, không ngừng liên tục cướp đoạt lấy năng lượng toàn thân Khương Phàm. Ngô Thiên Khải chân đạp tử khí, hai đầu gào thét, bốn tay cuồng vũ, chiến ý sôi trào đến cực hạn. Khoảng cách hơn ngàn mét, hai người lại lao tới trong chốc lát. Chu Tước Yêu thể hùng uy vô biên, uy thế cường đại kia đã phá tan hết thảy, tràn ngập cả tòa diễn võ trường. Ngô Thiên Khải cuồng bạo trùng kích hai tay phía trước, khuấy động uy lực bạch hổ, hai tay cơ hồ muốn nổ tung. Cùng lúc đó, hai tay sau lưng diễn dịch ra kỳ lân chiến khu cường đại, bởi vì kỳ lân chiến kỹ là của tử phủ truyền thừa, hắn đã vô cùng quen thuộc đối với kỳ lân, giờ phút này lấy khí tức hỗn độn diễn dịch kỳ lân cơ hồ giống như một con kỳ lân chân chính, tràn ngập uy thế thật lớn. Ầm ầm, Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Phàm bạo kích năng lượng, ngạnh kháng hai tay bạch hổ của Ngô Thiên Khải. Gần như là đồng thời, vòng xoáy liệt diễm sau lưng bất chợt nổ tung, cường quang chói mắt đến cực hạn, từng mặt trời vọt ra, tổng cộng có 8 cái. Bên trong mỗi cái lại khuấy động Chu Tước Yêu Hỏa, Sát Lục Chi Hỏa, M Linh Ác Hỏa, Thái Dương Tinh Hỏa, Đại Địa Thú Linh Viêm, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa. Bọn chúng hiển hiện hình thái của riêng mình, lại cùng nhau diễn dịch hình dáng Chu Tước, toàn lực chống lên Thái Dương Thánh Quyền. 8 mặt trời, giao thoa oanh kích. Bát Hoang Liệt Dương Quyền. Ta, tự sáng tạo. Khương Phàm dữ tợn, Chu Tước Bác Thiên Thuật bạo kích hai tay bạch hổ trong chốc lát, 8 loại liệt dương oanh kích kỳ lân, hình thành hủy diệt thảm liệt, che mất hắn cùng Ngô Thiên Khải. Đây là thời điểm hắn bế quan sau 2 tháng, tu luyện phần thiên quyết, nhận dẫn dắt, dung hợp thương nhật băng quyền cùng thái dương thánh quyền cùng ưu thế của bản thân, diễn dịch đi ra võ pháp cường đại, Chu Tước Linh Nguyên có thể thôn phệ tất cả liệt diễm, kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng. Lần nữa chấn kinh toàn trường. Rất nhiều người cho dù thích ứng với tầng tầng lớp lớp võ pháp cường đại, nhưng vẫn cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đây mới là chiến đấu, đây mới là võ pháp, đây mới là cuộc chiến đỉnh phong. Khương Phàm ngửa mặt tung bay, lông vũ toàn thân bay lên, máu thịt be bét, sau khi rơi xuống mặt đất đã liên tục nảy lên. Nhưng, hắn lại vỗ cánh gáy to, lần nữa bay lên trời, giống như nổi điên xông tới Ngô Thiên Khải. Bát Cấm Thánh Thiên Quyết có thời gian hạn chế, hắn cần phải nhanh đến cực hạn. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Khương Phàm cuồng kích, ngang nhiên xông vào sâu trong năng lượng bạo tạc, trải rộng ra pháp trận cường đại, điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng đang bạo động. Trong này có năng lượng hắn thả ra, càng có khí tức hỗn độn. Năng lượng giống như thủy triều vội vã biến mất, mãnh liệt rót vào pháp trận. Pháp trận mạnh mẽ có thể làm vạn vật trở về nguyên thủy, bao gồm cả khí tức hỗn độn. Ngô Thiên Khải bị đánh lui vài trăm mét, chật vật ngừng lại, thời điểm ngẩng đầu, vừa hay lại nhìn thấy một màn rung động này. Tốt thay cho Khương Phàm ngươi. Lần đầu tiên Ngô Thiên Khải cảm nhận được chấn kinh, sự cường đại của người này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải thực lực mà chí tôn thánh phẩm có thể hiện ra được, càng không phải là thánh pháp mà hắn hiểu. Khương Phàm vỗ cánh, mặc giáp trụ đồ trận ngang nhiên lao đến Ngô Thiên Khải, tốc độ quá nhanh, phảng phất trực tiếp rạch ra hư không. Hai cánh ánh sáng vô biên, phun trào năng lượng cường đại cơ hồ muốn vượt qua cực hạn chịu đựng của Khương Phàm. Ngô Thiên Khải tránh cũng không thể tránh, trong thời gian rất ngắn cường thế kích thích hai tay bạch hổ. Khí tức bạch hổ khuấy động, cánh tay bành trướng gấp đôi, huyết khí toàn thân cũng giống như đang hội tụ ở nơi này. Ầm ầm, răng rắc. Khương Phàm lao tới trong nháy mắt, cuồng bạo trùng kích, một kích Chu Tước Bác Thiên Thuật này hoàn toàn mạnh gấp 3 lần so với trước đó. Ngô Thiên Khải run rẩy hai tay, ứng thanh nổ nát vụn, chấn động kinh khủng trùng kích quét sạch toàn thân, mang theo hắn rời khỏi mặt đất, tháo chạy hơn ngàn mét, đập vào trên bình chướng, đổ ra máu tươi màu tím bắt mắt. Ngô Thiên Khải bị thương rồi. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Những truyền nhân của hỗn độn tử phủ đã đứng dậy toàn bộ, gom lại phía trước. Thật mạnh. Ngô Kình Thương lắc lư ánh mắt, cảm nhận được chấn kinh. Trước đó suy đoán Khương Phàm trưởng thành đến tam trọng thiên là dựa vào đan dược và linh dịch, còn rất không phục, rất khinh thường, nhưng giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng đã tỉnh táo. Khương Phàm khẳng định là đã đạt được cơ duyên phi phàm, còn không chỉ là một cái, sự cường hãn này đã vượt xa hắn, không phải đơn giản là chênh lệch cảnh giới như vậy. Nếu như hắn còn muốn khiêu chiến Khương Phàm, trừ phi hoàn thành thăng hoa huyết mạch, mở ra huyết mạch hỗn độn.
Hàn Ngạo hoảng hốt, Khương Phàm làm Ngô Thiên Khải trọng thương rồi. Hắn cảm giác đầu mình ông ông, giống như là đang nằm mơ. Sau khi Khương Phàm đánh lui Ngô Thiên Khải, phải thừa thắng truy kích. Nhưng, hai cánh tiếp nhận lực lượng gấp 3, đã là cực hạn, đang cuồng bạo trùng kích ngược vào cơ thể, vỡ nát xương cốt, bị thương nặng. Mà, kéo dài nghiền ép tiềm lực, trạng thái tinh thần cũng đều đã đến cực hạn. Hai cái đầu của Ngô Thiên Khải cùng gào thét, hai tay cuồng vũ, hắn sôi trào lên tử khí mạnh nhất, điên cuồng khuếch tán ở xung quanh. Thời điểm khi Khương Phàm đứng ở chỗ đó, toát ra sự suy yếu, hắn lại đang ở ngoài ngàn mét phóng thích tử khí, toàn thân lấp lóe kim quang, đường vân giống như muốn tách rời cơ thể mà bay lên, từng luồng khí tức hỗn độn dâng trào ra, khuấy động tử khí. Hỗn độn, nguyên lực vạn vật khắp đất trời, bởi vậy mà tới, thế giới luân khuếch, bởi vậy và thai nghén. Ngô Thiên Khải đang cưỡng ép kích phát huy lực huyết mạch, không để ý tiêu hao mà diễn dịch truyền thừa mạnh nhất của hắn. Hỗn độn ấn, tử khí bạo động kịch liệt, thanh thế rung động, bên trong lại xuất hiện nhiều loại hình ảnh. Có yêu thú, có nhân tộc, có linh còn có ma, thậm chí còn có cây rừng cùng sông núi. Các hình ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại nhanh chóng va chạm, sụp đổ hoắc loạn. Ngay sau đó, tử khí ngưng tụ ở trước người hắn, nhanh chóng xoay chuyển, cường thế diễn biến, cuối cùng biến thành một viên quang cầu. Khí tức hỗn độn bao quanh phía dưới, phảng phất một thế giới tân sinh. Hình ảnh rung động để toàn trường đều bất ngờ. Cái này hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn hắn đối với võ pháp, càng là áp đảo tất cả các thánh pháp. Thậm chí có người còn hoảng hốt, đây chính là thực lực chân chính của thiên kiêu hoàng tộc sao, quá kinh khủng. Hỗn độn ấn. Lâm Thiên Lộc cũng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy áo nghĩa chí cao của hỗn độn tử phủ. Đây vẫn chỉ là linh hồn cảnh tam trọng thiên mà đã diễn biến ra được thế này, nếu như đến niết bàn cảnh, thậm chí cao hơn, thì loại diễn dịch này sẽ khủng bố đến trình độ nào. Hỗn độn ấn, ta lại có thể nhìn thấy hỗn độn ấn. Trong các xương phòng, đại biểu các thế lực đều cẩn thận quan sát. Bọn người Ngu Bá Khoan kiêu ngạo nhưng lại nghiêm trọng, trước khi trong tộc Ngu Thiên Khải phái tới, lo lắng lớn nhất chính là Ngu Thiên Khải có thể bị ép phóng thích toàn lực, sau đó hiện ra hỗn độn ấn hay không. Dù sao Vương quốc Hắc Ám cũng tụ tập quá nhiều thế lực, toàn lực phóng thích chẳng khác nào bại lộ tất cả thực lực cùng sát chiêu của Ngu Thiên Khải. Tuy nhiên, cuối cùng là cũng phải kết thúc. Hỗn độn ấn vừa ra, Khương Phàm chắc chắn sẽ phải thua, không nghi ngờ được. Nhưng, Khương Phàm ở nơi đó sau khi hơi do dự thì cũng phóng xuất ra một kích cuối cùng. Sở dĩ do dự là hắn không biết trạng thái của mình có thể phóng xuất ra hiệu quả gì, lại có thể chết ở chỗ này hay không. Nhưng, loại do dự này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, hôm nay chính là liều mạng. Một kích cuối cùng, diễn dịch lực lượng cực hạn. Ầm ầm. Toàn thân Khương Phàm bạo động tử khí, chiến trụ bao trùm lấy hài cốt cùng huyết nhục bên mãnh liệt phóng thích ra, phóng lên tận trời, liên tục không ngừng, hóa thành đao cương kinh khủng. Ngay sau đó, hồn lực, huyết khí, linh hồn toàn thân đều bạo động toàn diện, cũng hóa thành năng lượng cường thịnh, trùng kích ra đao cương màu tím. Đây là khai thiên thức, tiềm lực toàn thân, hoàn chỉnh kích phát ra trong chớp mắt. Dung hợp toàn diện, phóng thích cực hạn. Trước đó đều cần tàn đao chỉ dẫn. Bây giờ thực lực cường đại, huyết mạch thức tỉnh, hắn hoàn toàn có thể bằng vào chiến trụ đến phóng thích. Sở dĩ kiêng kỵ là bởi vì trạng thái bây giờ quá đặc thù. Linh vũ khổng tước, hồn lực chiến y còn đang ở trên linh hồn. Tinh huyết kim hoàng đang sao động toàn thân. Linh hồn được chiến hồn kích thích, đang sôi trào. Tiềm lực đang tăng gấp bội phóng thích ra ngoài, ngay cả huyền hoàng thạch đều đang bay lên trong khí hải. Một khi toàn diện kích phát ra đến, uy lực kia sợ rằng sẽ có thể thương tổn đến cả Khương Phàm, thậm chí có nguy hiểm đến tính mệnh. Ầm ầm, đao cương oanh minh, dài đến 50 mét, không ngừng hấp thu lực lượng toàn thân Khương Phàm, ở phía trên uốn lượn ra đường vân kinh khủng. Mà, thật sự còn xuất hiện đường vân cùng loại với khổng tước, lại dây dưa cùng hình thái chu tước, cũng xuất hiện thần uy vô tận đến từ tinh huyết kim hoàng, càng có huyền hoàng mẫu khí do huyền hoàng thạch thả ra. Không gian vặn vẹo, chấn nhiếp tâm phách người ta. Toàn bộ ánh mắt chuyển đến Khương Phàm, không dám tin vào mắt mình. Hắn còn có võ pháp càng mạnh hơn sao? Đây là đang thiêu đốt mình sao? Hỗn độn ấn. Ngô Thiên Khải gầm thét, khống chế hỗn độn ấn đánh về phía Khương Phàm. Hỗn độn ấn giống như một tiểu hành tinh đang thai nghén, khuấy động khí tức kinh khủng. Những nơi nó đi qua, không gian giống như đại mạc kịch liệt chập trùng,
phát sinh cảm ứng thần bí cùng vùng thiên địa này. Khai thiên thức, toàn thân Khương Phàm vỡ nát, máu tươi chảy ngang, giống như pho tượng lọt vào một trọng kích, vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn điên cuồng lại ngoan cường ổn định đao cương đang kịch liệt lắc lư, lần lượt mãnh liệt chém về phía hỗn độn ấn. Đao cương bạo động, nháy mắt đã tới. Cường quang chói mắt, tử khí cuồn cuộn, bên trong khuấy động chu tước yêu hỏa, hồn uy khổng tước, tinh huyết kim hoàng, còn có khí tức huyền hoàng, mà bản thân nhận kích phát, một kích này cơ hồ đã rút khô toàn bộ tiềm lực của Khương Phàm. Ầm ầm, đao bổ ấn quyết, nháy mắt bạo kích, nhấc lên năng lượng kinh khủng. Xa xa nhìn sang tựa như một thanh thiên đao tuyệt thế chém chết hành tinh, kinh khủng đánh vào thị giác mỗi người, toàn trường đều đang hồi hộp. Ngay sau đó, ầm ầm, hỗn độn ấn vỡ nát, đao cương lắc lư kịch liệt, suýt chút nữa đã bị chôn vùi, nhưng cường thế phách trảm, kéo lấy đao khí, đánh về phía Ngô Thiên Khải ở bên ngoài mấy trăm mét. Rốt cuộc gương mặt Ngô Thiên Khải cũng có phản ứng, hắn không được mà nhìn hỗn độn ấn sụp đổ. Ngô Thiên Khải. Trong xương phòng truyền ra tiếng Ngô Chính Hùng gầm thét. Ngô Thiên Khải lập tức bừng tỉnh, điều động kim quang toàn thân hội tụ về hai tay, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời, ngưng tụ lại tử hồn đao. Kim mân quấn quanh, trải rộng đao thể. Tử khí cuồn cuộn, khuấy động huyết khí, đây là võ pháp cường đại mà mỗi vị truyền nhân hỗn độn tử phủ đều có thể thi triển, lấy huyết mạch Ngô Thiên Khải, uy thế sẽ càng mạnh. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới mình đã toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn ấn lại có thể bị bổ ra. Đây tuyệt đối là chiến đấu ngoài ý muốn nhất từ khi sinh ra đến nay. Cho nên, ngay tại thời khắc này, hắn phản kích vẫn chậm. Tử hồn đao vừa thành hình, trong chốc lát vẫn còn không có ổn định, khai thiên đao cương liền va chạm tới, trùng kích kinh khủng đánh vỡ tung tử hồn đao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tử hồn đao nhanh chóng dẫn bạo. Uy thế cường đại nổ tung hai tay Ngô Thiên Khải, vỡ nát lồng ngực hắn, thân thể cao lớn cũng bị đánh bay lên, ngửa mặt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khai thiên đao bổ ra hỗn độn ấn đã dẫn phát năng lượng như cuồng chiều, cuốn tới phía hắn. Tràng diện vô cùng rung động, giống như hành tinh sụp đổ hình thành năng lượng hoắc loạn, có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Ngô Thiên Khải chật vật ổn định, toàn thân căng cứng, ngạnh kháng năng lượng. Kết quả có thể nghĩ. Thân thể hùng tráng của hắn bị chấn động kịch liệt, huyết nhục văng tung tóe, bị đánh bay ra ngoài, vừa mới rơi xuống đất lại lần nữa quay cuồng, hung hăng va chạm bình chướng. Khương Phàm bổ hỗn độn ấn ra. Đại biểu các thế lực trong các xương phòng đều hô hấp dồn dập, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Coi như Khương Phàm là tứ trọng thiên, thế nhưng, đây chính là hỗn độn ấn. Tất cả mọi người tại diễn võ trường đều đứng lên, lo lắng nhìn quanh trong năng lượng bạo động, có một số người có cảnh giới thấp. Thậm chí thấy không rõ hình ảnh bên trong lắm. Ngô Thiên Khải, nhận thua, hay là nhận lấy cái chết? Khương Phàm ngưng tụ pháp trận, trải rộng ra trăm mét, lần nữa cướp đoạt lấy năng lượng đang bạo động như sóng chiều to lớn. Toàn thân Ngô Thiên Khải be bét máu thịt, chật vật không chịu nổi, hắn kịch liệt thở dốc, ngắm nhìn Khương Phàm, ta nhận thua. Cái gì? Các tộc nhân tử phủ đang chuẩn bị cổ động cho Ngô Thiên Khải đều ngây ngẩn cả người. Nhận thua? Bị đánh cho hồ đồ rồi sao? Nói mê sảng cái gì vậy? Ngô Thiên Khải, người còn có thể đánh. Tại sao lại nhận thua? Ngô Bá Khoan trầm giọng quát tháo. Ta nhận thua. Ngô Thiên Khải thở sâu, khôi phục thân thể rách dưới. Nhận thua. Hắn vậy mà thua. Khương Phàm lại thắng, lấy chí tôn thánh phẩm, thắng thiên phẩm. Khương Phàm đã thi triển những võ pháp gì thế? Hắn so với lúc trước đã mạnh hơn nhiều lắm. Một năm này Khương Phàm đều đã trải qua những gì, tất cả võ pháp của hắn đều có thể trực tiếp đối kháng bí thuật truyền thừa của Ngô Thiên Khải. Toàn trường oanh động, mặc dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng thật sự là vẫn khó có thể tin nổi, càng có chút không tiếp nhận được kết quả này. Trong xương phòng trên đài cao, toàn bộ đều trầm mặc, vẻ mặt bọn hắn rất nghiêm trọng. Ngô Thiên Khải so với bọn hắn mong muốn đúng là rất ưu tú, nhưng Khương Phàm lại có thể chính diện áp chế. Đây chính là ngạnh chiến thực sự, mà hai người cũng không có đụng tới vũ khí đặc biệt gì, là so đấu cơ thể cùng võ pháp thuần túy. Khương Phàm tản ra pháp trận, lấy thương thế cùng trạng thái của hắn, kỳ thật không luyện hóa được những năng lượng này, bây giờ. Tuy nhiên chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, mà, bản thân, đã bắt đầu biến mất, trở lại huyết hải, khí tức của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. A, à, rất nhiều cường giả đều chú ý tới điểm ấy, lại sinh ra hoài nghi ban đầu.
Khương Phàm là ăn một loại đan dược nào đó kích phát tiềm lực sao? Thế nhưng, vì sao các thế lực khắp nơi trong xương phòng không có nói ra dị nghị? Ta mặc dù nhận thua, nhưng không tính ước định. Ngô Thiên Khải đứng trên lôi đài, chữa trị thương thế, cũng đang khôi phục khí thế. Ngươi muốn chơi xấu? Khương Phàm nhíu mày. Ta nhận thua, không phải bởi vì ngươi thật sự thắng ta. Nếu như ta kiên trì, hôm nay cả hai đều sẽ bị tổn thương. Ta nhận thua là bởi vì ngươi có thể lấy chí tôn thánh phẩm liều mạng với huyết mạch thiên phẩm ta đây. Ngô Thiên Khải đã đánh đến tận hứng, cũng thua rất thản nhiên. Nếu như Khương Phàm rất bình thường, hắn không để ý gì mà sẽ ngược chết hắn. Nhưng, Khương Phàm quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể chính diện chém giết cùng hắn, mạnh đến nỗi có thể trọng thương hắn, mạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Nếu như dưới tình huống này hắn còn dây dưa không ngớt, coi như cuối cùng có thắng, cũng không có gì để có thể kiêu ngạo. Khương Phàm nhìn một lát Ngô Thiên Khải, bỗng nhiên có chút thưởng thức. Người này coi như có chút tư thái thiên phẩm. Ước định, ta muốn cái thứ ba. Ta thay hỗn độn tử phủ tiếp nhận. Ngô Thiên Khải quay người rời khỏi, đi xuống lôi đài. Ngô Thiên Khải. Bọn người Ngô Thiên Đạo đang muốn khuyên can, lại bị Ngô Thiên Khải đưa tay chặn lại, hắn gánh chịu nổi cái tên võ hầu. Thắng. Bọn người Hàn Ngạo và Lâm Nam đều có cảm giác không thật, giống như về tới cuộc chiến võ hầu hơn một năm trước kia. Khương Phàm đã ở dưới tình huống mà tất cả mọi người không coi trọng, sáng tạo ra kỳ tích. Trong xương phòng, bọn người Lâm Thiên Lộc trầm mặc lại nghiêm trọng. Bọn hắn không hề hưng phấn, cũng không có bất cứ kiêu ngạo gì, mà là một cảm giác phức tạp không nói rõ được. Bọn hắn thấy được Khương Phàm cường đại, cũng nhìn thấy từ trong lòng Khương Phàm lộ ra mạo hiểm, điên cuồng, cùng dã tâm. Thánh địa, không thích hợp với hắn, cũng không dung được hắn. Lâm Thiên Lộc bỗng nhiên có cảm giác, có lẽ, đây chính là nguyên nhân ban đầu Khương Phàm liên tục cự tuyệt thánh địa. Đứa nhỏ này rất rõ ràng mình cũng không thích hợp với thánh địa. Võ hầu. Không biết là ai hô một tiếng, bầu không khí toàn trường nhanh chóng sôi trào lên. Võ hầu. Võ hầu. Đây mới là võ hầu của vương quốc Hắc Ám, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, mới xứng với cái tên võ hầu. Khương Phàm, danh xứng với thực. Khương Phàm ăn đan dược, sau khi khôi phục chút huyết khí đã đi xuống lôi đài, lộ ra nụ cười thản nhiên với Hàn Ngạo. Thế nào, đặc sắc không? Không đụng một cái, làm sao biết cực hạn của mình? Bất cứ chuyện gì, làm rồi lại nói, tuyệt đối không nên sớm ám chỉ mình, ta làm không được. Người đây đều là võ pháp gì, học lúc nào, học với ai? Hàn Ngạo bước nhanh đuổi kịp Khương Phàm. Ta đã nói với ngươi, đi ra thêm một chút, cơ duyên thật sự là đều ở bên ngoài. Tiểu võ hầu của ta, ngươi lại thắng. Ngươi thắng Ngô Thiên Khải. Ngươi thắng huyết mạch thiên phẩm. Trong căn phòng ở tầng cao nhất, Hướng Vãn Tình cực kỳ gợi cảm, chớp mắt với Khương Phàm đang đi tới. Ngươi biết lúc ngươi thắng, có bao nhiêu mê người không? Hướng điện chủ, tiết chế một chút. Khương Phàm bất đắc dĩ. Tiết chế cái gì? Hướng Vãn Tình khẽ liếm hàm răng, cảm giác câu hồn đoạt phách trực kích linh hồn. Ôn Tuyền tiên cảnh. Nhớ lại cái gì chưa? Khương Phàm đi đến gian phòng của Lý Dần. Vẻ mặt Lý Dần có chút kích động. Hai bộ võ pháp, một bộ là Tiểu Quang Mang Thánh Pháp, một bộ là Linh Tê Kiếm Điển. Đều là Thánh Pháp. Khương Phàm cười chúc mừng, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, vì sao không có dung hợp ký ức của Lý Tịch. Hai bộ võ pháp này đều rất huyền diệu, nhưng... Nhưng cái gì? Ta lại cảm thấy rất quen thuộc, thật giống như đã nắm giữ bí quyết bên trong rồi. Bọn chúng đều theo kiếm linh văn dung nhập thân thể ngươi. Quen thuộc cũng là chuyện bình thường. Sư phụ, vào ngày ta mất đi ý thức đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Dần thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ, thậm chí có chút cảnh giác. Vì sao hắn không biết gì mà lại hôn mê, linh nguyên khí hải lại có chuyện gì? Những chuyện này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã chuẩn bị xong. Tin tưởng ta, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đến đây, coi ta là làm mục tiêu, dùng chiến đấu để quen thuộc linh văn của ngươi. Đúng rồi, sư phụ, ngươi thắng rồi. Lúc này Lý Dần mới kịp phản ứng. Thắng, tới đi, ta cùng ngươi luyện mấy ngày, sau đó ta lại phải rời khỏi. Sư phụ, xin chỉ giáo. Lý Dần hô to một tiếng, kích phát linh văn giết tới. Không cần sợ làm bị thương ta,
có bao nhiêu thực lực thì thi triển bấy nhiêu thực lực. Khương Phàm bồi tiếp Lý Dần diễn dịch võ pháp, cũng đang quan sát một ít vẻ mặt và trạng thái của hắn. Liên tiếp 3 ngày, cuối cùng Lý Dần đã dung nhập Thiên Dương kiếm văn vào bên trong Bất Tử Điều linh văn cũng ổn định tại Đại Thừa Thánh Phẩm. Võ pháp lúc trước của hắn cùng với võ pháp mới dung nhập cũng đều bởi vì song linh văn gia tăng mà trở nên càng thêm cường đại. Thực lực tổng hợp, tăng lên gấp 3. Tuy nhiên, Khương Phàm xác thực không có nhìn thấy bất cứ vết tích gì của Lý Tịch Từ trên thân Lý Dần. Ngoại trừ linh văn thay đổi, thực lực thay đổi, Lý Dần vẫn là Lý Dần kia. Đan Hoàng suy đoán, nói. Lý Dần đối với thôn phệ Lý Tịch hẳn chỉ là cơ thể cùng linh văn, cũng không bao gồm cả linh hồn. Khả năng linh hồn của Lý Tịch đã biến mất, cũng có thể là giấu ở sâu nhất trong thân thể Lý Dần. Hẳn là như thế. Khương Phàm nhìn Lý Dần đang ngồi xếp bằng minh tưởng, bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn ở lại Vương quốc Hắc Ám thật thích hợp sao? Nếu thật muốn tính toán ra, từ khi Lý Dần sinh ra ý thức đến bây giờ, mới chỉ 3 năm ngắn ngủi mà thôi, tương đương với hài tử 3 tuổi, chính là thời kỳ mấu chốt tạo thành tính cách. Bây giờ trong thân thể lại ẩn giấu linh hồn ngạo mạn Lý Tịch kia, mặc dù không có hiển hiện ra, nếu như trong lúc vô hình sinh ra ảnh hưởng thì sao? Dù sao Khương Phàm cũng muốn rời khỏi chừng 10 năm, đến lúc đó Lý Dần lại biến thành dạng gì, còn có nhận người sư phụ là hắn này hay không? Dẫn hắn đi. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chuyến đi đến địa ngục, mang theo Lý Dần. Hắn muốn tại thời điểm tìm kiếm dược liệu cũng thuận tiện dạy bảo Lý Dần. Bồi dưỡng Lý Dần, tận nghĩa vụ sư phụ chân chính, thuận tiện quan sát Lý Dần, hiểu rõ Lý Dần. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trực tiếp nói với Lý Dần. Ta muốn đi một nơi nguy hiểm, có thể sẽ mất rất nhiều năm, người có nguyện ý đi cùng ta cùng không? Sư phụ nguyện ý mang theo ta. Lý Dần cảm thấy ngoài ý muốn lại chờ mong. Sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Tốt, ta dẫn người đi. Khương Phàm thu Lý Dần vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, giới thiệu cho yêu đồng ở bên trong, sau đó rời khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh, bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ. Hắc ám thâm không, trong cung điện rộng rãi tại Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Phàm mỉm cười, thản nhiên đánh giá đại điện hùng vĩ cao ngất, còn có các tộc nhân tử phủ đằng đằng sát khí. Ngươi thật sự là không sợ chết sao? Nơi này ngươi cũng dám đến. Ngô Thiên Đạo nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Khương Phàm. Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, Ngô Thanh Giao, Ngô Kình Thương cũng còn không có rời khỏi Vương quốc Hắc Ám, sau khi biết được Khương Phàm đến bái kiến, toàn bộ đã chạy tới đây. Người một nhà, đừng khẩn trương như vậy. Khương Phàm cười nhạt nói. Làm càn. Toàn bộ tộc nhân, thị vệ tử phủ đều gầm thét, thanh chiều ù ù chấn động cung điện, rất nhiều cái bàn cũng hơi run rẩy. Đại công tử Ngô Bá Khoan uy nghiêm nhìn Khương Phàm. Ngươi là không có đánh đủ. Tới đây muốn bị đánh. Khương Phàm nói. Lần này đánh tận hứng, sau này có cơ hội lại đánh. Ngô Bá Khoan nhíu mày, rất không thích tư thái nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực lại ngạo mạn này của Khương Phàm. Đừng tưởng rằng thắng Ngô Thiên Khải liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi là linh văn, cao nhất cũng chỉ như thế này. Chúng ta là huyết mạch, tuyệt đối không chỉ như thế này. Ngô Thanh Giao nói. Hắn không có thắng Ngô Thiên Khải. Là Ngô Thiên Khải không muốn khi dễ người, thưởng hắn một bộ mặt. Khương Phàm cười lắc đầu. Hoàng tộc phải có chút tư thái hoàng tộc, thắng được cũng phải thua được. Ta một không có gian lận, hai không chơi xấu, thắng được là quang minh chính đại, các ngươi có thể không phục, nhưng không cần thiết coi ta là kẻ thù. Ngươi có gian lận hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Ngô Thiên Đạo vẫn cảm thấy lúc ấy Khương Phàm tăng vào thực lực là có vấn đề lớn. Đường đường là hoàng tộc. Đừng vô tri như thế, biện pháp tăng thực lực lên không chỉ có đan dược, còn có võ pháp. Võ pháp gì, nói ra nghe một chút. Ha ha, chúng ta vẫn nên nói chuyện cháu ngoại của các ngươi đi. Ngươi muốn chết. Đám người vỗ bàn tức giận la mắng, nhớ tới Ngô Khuynh Thành bị hắn lăng nhục, bị ép sinh con liền không nén được lửa giận. Bọn hắn đường đường là hoàng tộc, cho tới bây giờ đều không có uất ức qua như thế, nhưng tên hỗn đản này hết lần này tới lần khác là đệ tử thánh địa. Trên lưng còn có cái danh võ hầu. Bắt không được, càng giết không được. Ngô Kình Thương trầm giọng nói. Khương Phàm, người nói thật, Khuynh Thành rốt cuộc thế nào? Sống ở một nơi rất tốt. Nàng thật sinh con rồi. Người hoài nghi năng lực của ta.
Hỗn độn tử phủ có thể khoan nhượng ngươi mang Ngô Khuynh Thành đi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện ngươi lăng nhục nàng, tổn thương nàng. Ngươi hiểu rõ chí tôn Kim Thành chúng ta không? Hứa Như Lai đưa Khương Phàm đến trước cửa không gian của bọn hắn, nhưng không có đi vào mà kêu gọi các tộc nhân tùy hành đến. Có hiểu qua. Khương Phàm cũng không có vội vã đi đến. Hiểu bao nhiêu? Chí tôn Kim Thành ở Tây Bắc Tân Hải của Thương Huyền, đều có sức ảnh hưởng tại đại lục Thương Huyền cùng Hải Dương. Còn gì nữa không? Chí tôn Kim Thành truyền thừa đã lâu, nghe nói có trên vạn năm, ban đầu quật khởi trong Hải Dương, dựa vào gần Thương Huyền đại lục, cuối cùng được Thương Huyền tiếp nhận, trở thành hoàng tộc của Thương Huyền. Còn gì nữa không? Còn có cái gì ta cần đặc biệt hiểu sao? Hứa Như Lai vẫn không có lên trên cửa không gian, ngược lại ngồi xuống trên xiềng xích bên cạnh, vỉnh khóe miệng lên cao ngạo nói. Người biết hai chữ hoàng tộc có ý nghĩa như thế nào không? Người biết lực ảnh hưởng cùng thực lực của hoàng tộc không? Hẳn là mạnh hơn so với thánh địa. Ha ha, không chỉ là mạnh, mà là mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu như không phải thánh địa có thanh danh tốt, bọn hắn ở trong mắt hoàng tộc căn bản không đáng để nhắc tới. Khương Phàm cười. Ngươi muốn hù dọa ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, có thể khiêu chiến hoàng tộc, chỉ có hoàng tộc. Nếu như ngươi không phải, như vậy, kết quả khiêu chiến chỉ có một, chết. Nhưng bây giờ ta còn sống rất tốt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy chúng ta cứ nhìn xem, ai sống càng lâu. Khương Phàm nhìn cánh cửa không gian chậm rãi khép kín, nói. Chúng ta là đi, hay là trò chuyện tiếp một lát? Hứa Như Lai cố ý kéo dài thời gian. Ngươi hiểu qua luân hồi bí cảnh chưa? Hiểu qua. Khương Phàm nhìn hắn không có ý muốn đứng dậy, cũng ngồi xuống bồi tiếp bên cạnh. Hiểu bao nhiêu? Luân hồi bí cảnh ở Xích Chi Đại Liệt Cốc tại Tây Bắc Bộ, Thương Huyền, nhưng trong này chỉ là con đường, bí cảnh chân chính ở trong hư không. Bên trong phạm vi khổng lồ, lại u ám hỗn loạn, hoàn cảnh phức tạp. Nơi đó sở dĩ gọi là luân hồi bí cảnh, là bởi vì tràn ngập lực lượng luân hồi thần bí. Tại nhiều chỗ, người đã chết, linh hồn sẽ được bảo toàn. Có nhiều chỗ, sẽ còn vô duyên vô cớ chết đi, linh hồn trực tiếp tiến vào luân hồi. Mà có nhiều chỗ, thậm chí sẽ có vong hồn cổ lão bay ra. Hứa Như Lai ha ha cười. Còn có một số nơi ẩn giấu đi vết nứt không gian. Có nhiều chỗ, vết nứt kia lại đột nhiên xuất hiện, giống mưa to bao phủ thiên địa. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nghe đến mấy cái này, còn muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Ngươi không sợ, biến mất, một cách, thần bí. Những nơi nguy hiểm kia đều là bị cấm khu đặc biệt vòng đi ra, chỉ cần ta không vào đó liền không chết được. Trừ phi, các ngươi ta kéo vào. Hứa Như Lai cố ý chậm rãi nói chuyện phiếm cùng Khương Phàm hơn 3 giờ, mới đứng dậy nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Nghi thức hoan nghênh đã chuẩn bị xong. Khương Phàm cười nhạt nói. Ha ha. Hứa Như Lai chỉ cười cười, không nói gì thêm. Bọn hắn thông qua cửa đá, đi đến tế đàn không gian. Không gian bạo động năng lượng, bao phủ bọn hắn, cuốn vào hư không. Lần này thời gian vượt qua kéo dài rất lâu, cuối cùng đã xuất hiện ở bên ngoài Tây Bắc Tân Hải mấy trăm ngàn dặm. Một tòa đại thành nguy nga màu vàng đang chiếm cứ kéo dài trên đường ven biển. Nửa bên ở lục địa, nửa bên trong hải dương. Nó không chỉ có khổng lồ rộng rãi, mà từ ngoài tường thành đến các loại kiến trúc bên trong, cơ hồ tất cả đều là vàng son lộng lẫy, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng vô tận. Lóa mắt, sáng chói, giống như mặt trời rơi xuống mặt đất, rọi khắp nơi vạn dặm sơn hà. Gần đó, thuyền lớn của bọn họ ở trên biển cả, thậm chí đều là nguồn sáng để thuyền phán đoán phương hướng đi. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, chỉ cần thấy được kim quang liền biết ở đâu là lục địa. Chí tôn Kim Thành là hoàng tộc cao ngạo, còn có chuyện phân biệt đẳng cấp rất nghiêm khắc, bắt đầu từ tường thành đến trong thành thị, tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng so một tầng lại cao hơn, đến mức chí tôn Kim Thành nhìn lại cứ như một ngọn núi khổng lồ chiếm diện tích rất lớn, trung tâm nhất là ở tầng thứ 9, cách mặt đất tới 9.900 mét. Khương Phàm và Hứa Như Lai xuất hiện ở tế đàn không gian. Chính là ở vào tầng thứ 9. Nơi này là cấm địa chí tôn Kim Thành, chỉ có tộc nhân Hứa gia mới ở chỗ này. Ngay cả các cung phụng cường đại khác, cũng đều không có tư cách đi lên. Xung quanh tế đàn bố trí cấm chế cường đại, tùy thời có thể chặt đứt con đường không gian. Ba tòa bệ đá lơ lửng giữa không trung,
ở phía trên là các lão giả tóc trắng phơ cuộn lại ngồi tại đấy, tản ra khí thế cường đại như đại dương. Khương Phàm, hoan nghênh đến Chí Tôn Kim Thành. Hứa Như Lai mở ra hai tay, cất tiếng cười to. Khương Phàm, hoan nghênh. Phía trước tế đàn không gian tụ tập số lượng lớn các thanh niên nam nữ, ngoài miệng nói hoan nghênh, nhưng ánh mắt của từng người đều rất hung ác. Một nữ tử mặc áo xanh cao gầy đi đến phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Phàm mấy lần, có chút ngẩng đầu, nói. Đến nhà làm khách, có quà tặng không? Đan dược ngươi dùng để tăng thực lực lên đánh bại cái chủng loại như Ngô Thiên Khải kia đâu, đưa ta mấy viên. Một vị thiếu niên bên cạnh vểnh khóe miệng lên cười lạnh. Hắn làm sao lại thừa nhận ăn đan dược được, mặt mũi thánh địa nha, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn cả. Khương Phàm đã ngờ được Hứa Như Lai kéo dài thời gian, chính là vì làm cái này. Ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ của thánh địa, không có tư cách làm khách của hoàng tộc các ngươi. Dẫn đường đi, ta muốn đi luân hồi bí cảnh. Chậc chậc chậc, biết điều như vậy rồi, còn đệ tử nhỏ nhỏ của thánh địa, ngươi là sợ sao? Chớ khẩn trương. Người đường đường là võ hầu, có tư cách làm khách. Võ hầu, cái tên thật là uy phong, ta nghe cũng cảm thấy sợ sệt. Ha ha ha, đám tử đệ Chí Tôn Kim Thành tùy ý cười nhạo Khương Phàm. Khương Phàm cười lắc đầu. Nếu như không có nghi thức hoan nghênh gì khác, đưa ta đi luân hồi bí cảnh. Nếu như còn có, cứ bắt đầu nói, ta phụng bồi tới cùng. Hứa Như Lai đi xuống lôi đài, nói. Không có ý gì đặc biệt. Rất nhiều người của Kim Thành chúng ta một mực nghe nói tên của ngươi, còn không có thấy tận mắt ngươi. Trước khi đi luân hồi bí cảnh, muốn mời ngươi phần mặt mũi, cùng mọi người quen biết một chút. Luận võ sao, cùng một bộ mưu kế với hỗn độn tử phủ, có thể thay cái gì đó tươi mới hơn không? Chúng ta không luận võ. So cái gì? Đừng nghĩ Chí Tôn Kim Thành chúng ta thô lỗ dã man như vậy, chỉ là quen biết một chút. Hứa Như Lai ngoắc ngoắc tay với Khương Phàm, thúc giục nói. Mau xuống đây, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Đây lại là chiêu trò gì? Khương Phàm hiếu kỳ, Hứa Như Lai nói. Ngươi ngay cả luân hồi bí cảnh cũng dám đến, không dám ở Chí Tôn Kim Thành ăn bữa cơm. Phụng bồi. Khương Phàm đi xuống tế đàn không gian, cũng muốn xem bọn hắn chuẩn bị cho hắn cái gì. Ha ha, đi. Hứa Như Lai phất tay, mang theo Khương Phàm leo lên xe kéo xa hoa màu vàng trước mặt. Chơi vui vẻ. Bọn người nữ tử áo xanh đưa nhìn bọn hắn rời khỏi. Bọn hắn không đi. Khương Phàm thoáng cảnh giác. Bọn hắn không tiện. Vẻ mặt Hứa Như Lai tươi cười, không che giấu được sự hưng phấn kia. Xe kéo phun trào cuồng phong, phóng lên tận trời. Sau khi rời khỏi tầng thứ 9 đã lao xuống phía trước, một mực vọt tới tầng đầu tiên ở phía ngoài nhất. Xe kéo tượng trưng cho Hứa gia vừa mới rơi xuống, đường đi náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, số lượng lớn thành dân cúi đầu lui lại. Biểu đạt tôn trọng. Xe kéo xông qua đường phố phồn hoa, tiến vào khu Hải Dương, ép qua hải triều chập trùng, đi tới một tòa tửu lâu xa hoa lơ lửng trên mặt biển. Tửu lâu mặc dù nhìn rất xa hoa, nhưng so với các tửu quán, cửa hàng xung quanh khác trên mặt biển lại có vẻ rất an tĩnh. Có tư cách tới chỗ này, giống như vô cùng ít ỏi. Tửu lâu ở trên mặt biển chỉ có một tầng, hướng xuống lại có 9 tầng. Cả tòa tửu lâu tường ngoài đều là rèn đúc từ lưu ly. Ánh sáng thấu triệt, có thể trực tiếp nhìn thấy hải triều mãnh liệt ở bên ngoài, còn có cá bơi thành đàn. Trong phòng dưới tầng thứ 9, lưu ly làm tường, chân châu trải đất, số lượng lớn hải ngư tỏa ra hơi nước nồng đậm, trườn trên không trung, vô cùng đặc sắc. Một đám nữ tử thân mặc y phục đơn bạc nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng, các nàng có dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt chọc người, điệu múa nhẹ nhàng linh động, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trong phòng đã có 3 nam tử đang chờ ở đó. Một người chính là Hứa Thiên Kỳ, ngồi trên tảng đá mát mẻ nhắm mắt dưỡng thần. Hai người khác thì ôm nữ tử trong ngực, ngồi trò chuyện uống trà. Người đâu, đến đây, hoan nghênh võ hầu của chúng ta. Hứa Như Lai đẩy cửa phòng ra, cao giọng hô to. Hứa Thiên Kỳ mở mắt, con mắt hiện ra huyết quang quét tới. Hai nam tử khác lại không để ý tí nào, tiếp tục ôm nữ tử, tùy tiện trêu chọc, hai tay sờ loạn. Khương Phàm đưa ánh mắt sáng tỏ đảo qua gian phòng. Ngoại trừ những nữ tử yêu diễm kia, không có phát hiện được nguy hiểm khác, nhưng khi hắn nhìn về phía hai nam tử kia, biểu hiện lại hơi thay đổi. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Thiên Kỳ, người đã quen biết, vị này là Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú linh văn. Vị này là Hứa Nguyên Giáp,
cũng là thánh phẩm thú linh văn. Bọn hắn là huynh đệ. Hứa Như Lai đi đến gian phòng, một bên giới thiệu, một bên mời Khương Phàm ngồi xuống. Khương Phàm vẫn đứng ở nơi đó không hề động đậy, lông mày càng nhăn càng chặt. Hứa Nguyên Khôi hình thể hùng tráng, mặt mũi tràn đầy khí tức ngang ngược, nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Phàm, hắn đang nắm vuốt chiếc cằm thon của mỹ nữ trong ngực mình, thưởng thức rượu ngon mà nàng ngậm trong miệng. Hứa Nguyên giáp cao gầy điêu luyện, đáy mắt lấp lóe ý lạnh, cũng không để ý đến Khương Phàm, bàn tay to lớn thô lỗ hoạt động trong ngực và trên người nữ tử. Khương Phàm không biết hai người kia, nhưng nữ tử trong ngực, vậy mà lại cực kỳ giống Lâm Nam và Thương Hàn Nguyệt của Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn. Thất thần làm gì, không quen sao? Đùa bỡn nữ tử mặc dù là thú vị cấp thấp, tuy nhiên ngẫu nhiên hưởng thụ một chút vẫn rất thoải mái. Hứa Như Lai tà ác cười cười, ngồi xuống bàn bên cạnh. Đến đây, ngồi xuống. Đều là nam tử, không có gì phải ngượng ngùng. Các nàng là ai? Sắc mặt Khương Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ các loại mưu kế bị tính toán với mình, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là chuyện ác tâm như vậy. Cô nương ở ngôi tử lâu này sao, một trong 9 người đứng đầu, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mấu chốt là sẽ hầu hạ người. Hứa Như Lai nói xong, bỗng nhiên hạ giọng. Người cảm thấy các nàng giống Lâm Nam cùng Thương Hàn Nguyệt của Vô Hồi Thánh Địa hay không? Hô hấp Khương Phàm dần dần gấp rút, trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Ta cảm thấy rất giống, tộc nhân Hứa gia chúng ta cũng cảm thấy rất giống, cho nên. Ha ha, thường xuyên có người đến hân hạnh chiếu cố. Một số thời khắc còn phải sớm hẹn trước mấy ngày. Kỳ thật còn có người có dáng dấp giống với Cơ Lăng Huyên và Na Yêu, tuy nhiên hai người này là giống nhất, phục vụ thoải mái nhất. Ta mặc dù không có hứng thú gì đối với nữ tử, nhưng sau khi hưởng qua một lần, vẫn thường xuyên tưởng niệm. Một lần có ấn tượng khắc sâu nhất, là sau khi giao thủ luận bàn cùng Thương Hàn Nguyệt tại Vương quốc Hắc Ám, sau khi trở về ta đã đi thẳng đến nơi này, lần kia suýt chút nữa ta đã mệt chết. Hứa Như Lai nói xong, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp đều cất tiếng cười to. Nữ tử trong ngực bọn hắn cũng đều đầy thẹn thùng nhúc nhích thân thể. Khương Phàm hít thật sâu một hơi, cũng lộ ra nụ cười có mấy phần vặn vẹo, không nghĩ tới những công tử hoàng tộc các ngươi đây đam mê vẫn rất đặc biệt. Ai lại không có chút đam mê, ngươi không phải cũng dùng qua Ngu Khuynh Thành sao, còn làm ra hài tử, đam mê này của ngươi cũng rất dã nha. Tới đây, ngồi xuống, đừng lề mề. Hứa Như Lai vỗ bên cạnh chỗ ngồi, kêu gọi Khương Phàm. Không cần, chúng ta đều đã biết, cần phải trở về. Khương Phàm cưỡng chế lửa giận, không nhìn tới hai nữ tử kia. Mặc dù chỉ là giống mà thôi, nhưng cảm giác ác tâm này quá khó chịu. Hứa Nguyên Khôi hừ lạnh. Giả thanh cao cái gì, chúng ta chỉ là chơi đùa nữ tử tử lâu, thế nhưng ngươi lại dùng đến nữ tử tử phủ, nghe nói ngươi còn làm ra hai hài tử. Ha ha. Thật ra ngược lại ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Hứa Nguyên Giáp cũng nhếch miệng cười lạnh. Chúng ta cho rằng ngươi ưa thích như thế này, cho nên đặc biệt an bài chỗ như vậy. Tất cả mọi người là sói, đừng giả bộ là dê, tới đi, từ từ mà hưởng thụ. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một lễ vật đặc biệt. Hứa Như Lai nâng tay lên, vỗ vỗ. Một cái cửa ngầm sau tấm bình phong chậm rãi kéo ra, bên trong có một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đi ra. Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, như thác nước mềm mại lại sáng bóng, da thịt trắng nõn, giống như mỹ ngọc, cả người lại mặc váy dài màu trắng, hiển thị rõ đoan trang cao quý. Đôi mi như vẽ, đôi mắt lấp lóe như sao, trội hơn dưới sống mũi là cái miệng nhỏ đỏ hồng. Bờ môi ít ỏi, khẽ mím môi lại cong lên mang theo nụ cười yếu ớt có chút ai oán. Khương Phàm nhìn dung nhan nữ tử, trong lòng lập tức luồn lên cơn tức giận. Giống hay không? Ha ha! Hứa Như Lai cười, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cũng cất tiếng cười to. Ha ha, giống. Khương Phàm cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra tiếng cười lạnh. Nữ tử này, vậy mà lại giống với Vô Hồi Thánh Chủ. Hứa Như Lai nói. Vậy cũng chớ thất thần, nơi này không có người ngoài, cứ việc hưởng thụ. Hôm nay ngoại trừ cùng ngươi quen biết một chút, còn muốn cùng ngươi làm quen một chút, dù sao giữa chúng ta cũng không có nhiều thâm thù đại hận như vậy. Cáo từ. Khương Phàm quay người muốn rời khỏi, cửa phòng lại ầm ầm đóng lại, một đạo như lưu quang bình chướng tràn ngập gian phòng. Hứa Như Lai cười lạnh, ra hiệu với nữ tử. Vị bằng hữu này của ta có chút thẹn thùng, người dẫn hắn tới, cố gắng mà hầu hạ. Công tử, ta tên Như Ý. Nữ tử chậm rãi hành lễ,
điềm đạm nho nhã, thuần khiết mỹ lệ, giống như một đóa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Nếu như ngươi muốn ta buồn nôn, ngươi thành công rồi, thả ta rời khỏi. Khương Phàm có chút không khống chế nổi cơn tức giận. Nhưng, hắn vô cùng hoài nghi đám người này cố ý kích thích hắn, làm ra chuyện gì đó quá kích, sau đó thừa cơ khống chế hắn, thậm chí tra tấn hắn. Mặc dù hắn là đến, chịu chết, nhưng không phải nơi này. Công tử ghét bỏ như ý sao? Nữ tử dáng dấp yểu điệu đi đến chỗ Khương Phàm, đưa tay muốn kéo hắn lại. Đừng đụng vào ta. Khương Phàm hất cánh tay ra. Ha ha, không thả ra thì sao? Chúng ta trợ hứng cho ngươi trước. Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cười xấu xa hai tiếng, sau đó nắm lấy y phục của trong ngực nữ tử mình, thô lỗ xé mở. Nữ tử kinh hô, nhưng không có kháng cự, mặt mũi lại đầy thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đủ rồi. Khương Phàm hét lớn, trên mặt hiện ra gân xanh. Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ngươi không thích, hay là cảm thấy chúng ta không có thân quen đến trình độ này, không quen. Tốt, như vậy đi. Như ý thuộc về ngươi, ngươi giấu nàng ở trong nhẫn không gian của ngươi, suy nghĩ thời điểm dùng, tìm một chỗ không người vụng trộm dùng. Mặc dù như ý là lão bản của nơi này đã xuất ra tinh lực rất lớn mới tìm được, tuy nhiên. Nơi này vượt qua đại lục cùng Uông Dương, thương thuyền mua bán cường thịnh, muốn tìm một nữ tử bộ dáng tương tự cũng không phải khó như vậy. Khi Hứa Như Lai đang nói chuyện, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp đã bắt đầu hưởng dụng. Thô lỗ lại thuần thục. Bọn hắn còn cố ý hai nữ tử kéo tới bên cạnh, để Khương Phàm nhìn rõ ràng hơn. Khương Phàm quay người, cố gắng khắc chế lửa giận. Hứa Thiên Kỳ ở bên cạnh mở miệng. Sau khi ngươi thu hoạch được phong hào võ hầu, đại tự tại điện ra mặt điều giải, hy vọng chúng ta không cần bởi vì vậy mà trở mặt cùng Vô Hồi Thánh Địa, cũng hy vọng chúng ta có thể đối đãi với võ hầu ngươi đây thật bình thường. Chúng ta bên này tiếp nhận, sau này cũng không bởi vậy mà chế tài Vô Hồi Thánh Địa. Không có thương hại người của Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Lần này Hứa Như Lai phí hết tâm tư mời ngươi đến, còn cần phương thức tư mật giữa nam tử này, đã coi như buông xuống tư thái, chủ động cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu như ta là ngươi, sẽ tiếp nhận phần ý tốt này, như một nam tử, ngồi xuống, chơi đùa nữ tử, uống chút rượu, ân oán xóa bỏ. Như thế này, chờ ngươi tiến vào luân hồi bí cảnh, cũng có thể bớt chút phiền toái. Nếu như ngươi thực sự không có ý tứ, vậy thì mang như ý đi, đây cũng là ngươi đã tiếp nhận ý tốt của Hứa Như Lai. Nếu như ngươi không chịu, chính là cự tuyệt hòa giải cùng Chí Tôn Kim Thành, chờ sau khi tiến vào luân hồi bí cảnh, chỉ sợ ngươi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như các ngươi thật sự muốn giải quyết ân oán, đầu tiên hãy thả những nữ hài tử này đi. Đáy mắt Khương Phàm lóe ra tia sáng tàn nhẫn, nếu như không phải còn có mấy phần lý trí, bây giờ hắn thật sự muốn xoay người. Giết đám hỗn đản này, đốt đi tòa tử lâu này. Hứa Thiên Kỳ nói. Đừng giả bộ, người cũng đã động tới Ngô Khuynh lên, mình là người như thế nào, chính người rõ ràng nhất, chúng ta cũng rõ ràng nhất. Khương Phàm không nguyện ý lại ở chỗ này thêm một phút đồng hồ nào. Chúng ta không có gì để nói, ân oán càng không khả năng xóa bỏ được. Để cho ta đến luân hồi bí cảnh, có ngoan chiêu gì, cứ tới, Khương Phàm ta phụng bồi tới cùng. Người khẳng định muốn đi. Hứa Như Lai cười lạnh. Nếu như các người thật sự là nam tử, cũng đừng chơi loại buồn nôn này, đến luân hồi bí cảnh, như một nam tử thật sự mà săn giết ta. Thả hắn đi. Hứa Như Lai hô lớn một tiếng. Bình chướng lay động, im ắng tản ra. Khương Phàm kéo cửa phòng ra muốn rời khỏi, nhưng lúc này, Hứa Như Lai đứng trong phòng nâng tay lên, dùng sức vỗ vỗ. Cửa ngầm sau tấm bình phong lại lần nữa rộng mở, một nữ tử cao gầy mỹ lệ đi ra. Áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, có một khí chất siêu trần thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt của nàng giống như mang theo một tầng hơi nước, nhìn đến khiến người ta động tâm, môi đỏ tuyệt mỹ, sáo ngọc óng ánh sinh huy, cả hai tương xứng hai bên tai, như là họa cảnh. Thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế, cho dù không có nở nụ cười, nhưng cũng có một loại mỹ cảm ưu nhã. Hứa Như Lai đánh giá nữ tử. Ngươi chính là Thanh Vận cô nương. Nghe bọn hắn giới thiệu, người rất giống nữ tử của Khương Phàm, Dạ An Nhiên. Ta chưa thấy qua Dạ An Nhiên kia, chỉ nghe nói nàng đã đi qua Nguyệt Hoa Thiên Bảo, dung mạo khí chất được mọi người truyền là thiên nhân. Khương Phàm đang đi ra bỗng nhiên dừng lại, trong lòng hung hăng nhảy một cái, quay đầu nhìn sang. Một nữ tử mềm mại đang đi đến bên cạnh Hứa Như Lai, thân thể giống như ngọc liễu, nhẹ nhàng mà non mềm,
toàn thân là một bộ áo trắng, đẹp giống như tiên tử từ trong tranh đi ra. Thướt tha tú lệ tới cực điểm, khí chất xuất trần. Bất luận là khí chất hay là ngoại hình đều giống Dạ An Nhiên như đúc. Chợt nhìn, Khương Phàm thậm chí còn nghĩ là Dạ An Nhiên tới đây. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn Khương Phàm ở ngoài cửa, nở nụ cười xinh đẹp, đầu ngón tay dương nhẹ, tháo vạt áo đơn bạc ra, nhu hòa nằm xuống trong ngực Hứa Như Lai. Đóng cửa. Hứa Như Lai vung tay lên, ôm lấy nữ tử thô lỗ ấn vào trên mặt đất. Bọn rác rưởi các ngươi. Khương Phàm lên cơn giận dữ, nháy mắt đã bộc phát. Hài cốt toàn thân run rẩy, hóa thân thành chú tước yêu thể, người khoác thái dương chiến y, sôi trào liệt diễm phóng tới gian phòng. Nhưng, một cái gì đó rất quái dị đột nhiên nổ lên trong đầu, hắn kêu thê lương thảm thiết, lâm vào hôn mê. Lúc Khương Phàm tỉnh lại, hắn đang nằm trong rừng cây ẩm ướt. Hắn xoa đầu đang muốn ngồi xuống, bất chợt đau đớn từ cổ chân chỗ truyền đến. Còn có tiếng tạch tạch chói tai đang quanh quẩn trong núi rừng. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Một con lợn rừng xấu xí đang gặm cắn cổ chân của hắn. Cút ngay. Khương Phàm nâng khắc chân, đạp bay lợn rừng. Một bên vận chuyển đại diệu thiên kinh chữa trị vết thương ở chân, một bên chống người lên quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này lờ mờ âm lãnh, trong không khí phiêu đãng mùi máu ẩm ướt, ngẫu nhiên còn như có tiếng khóc lóc, tiếng nói nhỏ từ đằng xa truyền đến, để cho người ta dùng mình. Luân hồi bí cảnh, đám kia hoàn khố ta ném vào đây sao? Khương Phàm chưa từng bực bội qua như hôm nay. Bọn công tử ca chí tôn kim thành này thật sự đã cho hắn mở rộng tầm mắt, vậy mà lại làm ra chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy. Còn thích thú mời hắn đi qua. Các ngươi muốn chơi, ta bồi tiếp. Trước khi chết, ta nhất định phải giết đủ. Sau khi Khương Phàm khép lại vết thương ở chân, Triệu Gia Tàn đao đi lên phía trước, cũng không có đi được mấy bước mà dưới chân lại có cái gì đó mềm nhũn, giống như dẫm lên thứ gì. Khương Phàm huy động kinh khí, thổi tan lá khô thật dày, thình lình xuất hiện ra một khuôn mặt trắng bệch. Dạ An Nhiên. Khương Phàm giật mình, tiếp đó tỉnh ngộ lại, đây là nữ tử trong tử lâu kia. Nàng đã chết, mình đầy thương tích, bộ dáng thê thảm, bị tươi sống hành hạ đến chết. Mà, toàn thân không hề che đi chút gì, cứ như vậy mà tùy ý ném xuống đất. Khương Phàm liên tiếp hít một hơi, làm thế nào cũng đều không tỉnh táo lại được. Bọn súc sinh này. Khương Phàm thu thi thể vào nữ tử thanh đồng tiểu tháp, ngưng tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, ánh mắt như điện, quét mắt nhìn đến sơn lâm rậm rạp. Cách đó không xa, một đám bạch hầu nhi đang chạy trốn, túc điểu trong rừng kinh bay. Trên một ngọn núi đá cách ngoài ngàn mét có một con đại hổ toàn thân đen kịt đang gào với sơn lâm, hùng tráng uy mãnh, sát khí như thủy triều, vô cùng dọa người. Lại nhìn về nơi xa, có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên vách núi, nhắm mắt minh tưởng. Xung quanh lơ lửng mấy trăm đến hơn ngàn chuôi lợi kiếm, sắp xếp ra kiếm trận, nghiêm mật bảo vệ hắn. Khương Phàm bay đến mấy ngàn mét trên không trung, rốt cuộc cũng đã phát hiện mục tiêu. Bên ngoài mấy chục dặm, một cái tượng Phật trang nghiêm to như núi cao, quét ngang rừng rậm, dọn dẹp khí tức huyết sát cuồn cuộn ở nơi đó. Đó là Thánh Phật Hứa Như Lai. Sát khí vô cùng nồng đậm, giống như con sông trùng kích, bên trong còn có số lượng lớn oan hồn đang rít gào. Thanh thế khủng bố. Vạn tướng Phật sát. Hứa Như Lai đã đạt tới linh nguyên cảnh đỉnh phong, toàn thân tăng vọt Phật quang, Phật tượng to lớn càng chân thực, càng uy nghiêm, đứng ngạo nghễ đất trời, rung động cả dãy núi, mặt ngoài toàn thân hắn lan tràn ngàn vạn đường Phật văn, thần bí phi phàm. Giữa thiên địa vang lên âm thanh ngâm vịnh hùng hậu, mặc dù phiêu miểu mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ lại giống như thấu cả lòng người. Ầm ầm. Phật tượng dâng lên Phật trưởng vô tận đánh về phía sát khí trước mặt. Sát khí bạo động, vô số oan hồn kêu thảm. Đối mặt với Phật quang thánh khiết, bọn chúng không có chút vùng đất hoàn thủ nào. Cuồn cuộn sát khí bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rất nhanh đã hội tụ, lui đến thạch động trong rừng rậm. Thánh Phật Hứa Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, người khoác Phật y, dứt khoát đi đến. Thánh Phật! Khương Phàm vào tới nơi này. Khương Phàm! Thánh Phật quay đầu. Bình tĩnh trang trọng, tên đệ đệ điên kia của ngươi đâu? Chuyện của hắn, ta mặc kệ. Các ngươi đồng tâm cùng hồn, chuyện của hắn, chính là chuyện của ngươi. Hắn là ma, trong lòng còn có ác niệm, ta là Phật, phổ độ chúng sinh. Chúng ta khác nhau. Ngươi ngay cả đệ đệ sinh đôi của ngươi đều độ hóa không được, nói gì phổ độ chúng sinh. Ngươi ngay cả chí tôn kim thành ô trọc tà ác đều thanh lý không được, nói gì Phật quang phổ chiếu. Ta độ ta.
có thể độ người, có thể độ chuyện. Bây giờ như vậy, tương lai cũng là như vậy. Bây giờ, ta chỉ có thể phổ độ thế nhân. Thánh Phật nói xong liền đi đến hang đá. Tay trái hắn xen lẫn Phật văn, ngưng tụ thành một người Tí Hon màu vàng ngồi xếp bằng, nở rộ khí tức thánh linh vô tận, xua tan hắc ám, đốt cháy oan hồn. Tay phải lơ lửng 5 viên pháp châu, nhanh chóng vần quanh, nhấc lên cương phong, mỗi viên đều sán lạn như tinh thần, khuấy động uy thế hủy diệt cường thịnh. Nơi đó là nơi nào? Khương Phàm khẽ nhíu mày, do dự một chút, lại đuổi đến. Sơn động ẩm ướt âm u, khí tức huyết sát giống như mãnh thú cuồng bạo, táo bạo trùng kích. Thánh Phật nhanh chân đi về phía trước, khống chế kim nhân áp chế hắc ám, cưỡng ép tiến đến bên trong. Giống. Một nữ quỷ tóc tai bù xù đột nhiên lao ra, gào thét thê lương, oán niệm cuồn cuộn, trong chớp mắt, toàn bộ hang đá đều chảy ra huyết thủy, khiến cho người khác phải dùng mình. Chấn. Thánh Phật nâng tay phải lên, 5 viên pháp châu tăng vọt ánh sáng, một hóa thành 2, 2 phân thành 4, 4 lại sinh 8, 5 viên pháp châu, bằng tốc độ kinh người diễn biến trên 100 viên, cuồng bạo xông về nữ quỷ, cứ thế mà đánh nát. Nữ quỷ chết thảm, khí tức huyết sát mãnh liệt lui lại mấy chục mét. Ngay cả huyết thủy trên hang đá đều tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, sát khí bạo động, rung động hang đá, một con cự mãng ba đầu rít gào lao ra, toàn thân máu thịt be bét, thiêu đốt lên minh hỏa đáng sợ, tiếng rít thê lương giống như là sóng âm chiêu hồn, để Khương Phàm theo sát phía sau Thánh Phật đều đau đầu muốn nứt, giống như linh hồn muốn bị xé nát. Chấn! Thánh Phật tiếp tục đi tới, Phật Châu còn không có trở về lại lần nữa bạo kích, cuồng liệt oanh sát cự mãng ba đầu. Sau khi gian nan quét ngang về phía trước vài trăm mét, hang đá chợt sáng tỏ thông suốt. Phía trước lại là một cái hồ máu khổng lồ dưới mặt đất, kịch liệt cuồn cuộn, dâng lên huyết khí tanh hôi. Số lượng lớn oan hồn ở khắp nơi bên trong hồ máu bay lên, tiết rít gào lại liên tục vang lên, vô cùng chói tai để cho người ta đau đớn không chịu nổi. Trên huyết hồ mặt, không gian vặn vẹo, giống như bị huyết khí ăn mòn, vô cùng mỏng manh. Thỉnh thoảng sẽ có huyết sắc quỷ dị xé rách hư không, mỗi lần như vậy đều sẽ có số lượng lớn sát khí tuôn ra, nương theo đó là số lượng oan hồn kinh người. Rất nhiều oan hồn trong hồ máu cũng sẽ phóng tới không trung ngay lúc này, muốn đụng vào vết nứt. Nơi này là nơi nào? Khương Phàm kinh dị. Huyết nhãn, con đường tương liên cùng địa ngục. Toàn thân Thánh Phật tỏa ra ánh sáng thần thánh, xua tan khí tức huyết sát nồng đậm. Nơi này có thể trực tiếp tiến vào địa ngục. Tử hồn có thể, người sống thì khó. Nếu đã xông vào, huyết nhục sẽ thối nát, hài cốt tan rã, nhẹ thì chỉ còn hồn phách, nặng thì thần hồn câu diệt. Nơi này thật sự có con đường kết nối. Nơi này chính là kết nối cửu u thâm không, nơi chủ trưởng luân hồi. Có rất nhiều oan hồn đang giãy giụa, sẽ thông qua vết nứt, thẩm thấu đến nơi đây, nơi này rất nhiều vong linh, cũng có thể thông qua vết nứt, trùng nhập luân hồi. Thánh Phật trở lại nhìn Khương Phàm. Ngươi không nên tới nơi này, thánh quang của ta có hộ thể, mà ngươi. T. Một thanh âm quái dị đột nhiên truyền đến sau lưng Khương Phàm. Khương Phàm giật mình quay người, kích thích liệt diễm cuồn cuộn mãnh liệt, liền muốn phản kích. Nhưng, phía sau hắn không phải oan hồn, mà là một vết nứt đỏ lòng quỷ dị đột nhiên mở ra. Vết nứt vặn vẹo hỗn loạn, giống như chân thực gần ngay trước mắt, lại như là tồn tại ở trong hư không. Giống. Một thanh âm hùng hậu bỗng nhiên xô ra khỏi vết nứt, nương theo là khí tức huyết sát âm trầm, chôn vùi liệt diễm, phóng tới Khương Phàm. Khương Phàm quả quyết rút lui, nhưng trong cái khe lại nhanh chóng xông ra một bàn tay to lớn, một tay bóp lấy linh hồn Khương Phàm. A! À, Khương Phàm đau đớn kêu thảm, cực lực giãy giụa. Nhưng, thân thể đang lùi lại, linh hồn vẫn sống sờ sờ mà rời khỏi ra. Không! Ra đầu Khương Phàm sắp vỡ. Ý thức thúc giục thân thể, phóng tới linh hồn đang giãy giụa. Không không không. Hắn là muốn chết ở chỗ này, nhưng không phải chết thật sự. Hắn thật vất vả mới từ luân hồi phục sinh, tuyệt đối không thể lại tiến vào luân hồi. Nhưng, oan hồn từ bốn phương tám hướng đều xông lại, tranh nhau chen lấn vào vết nứt, cũng che mất hồn phách Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng suy yếu, lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được giá lạnh cùng tuyệt vọng vô tận, nhưng cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất liền không còn ý thức nữa. Không! Khương Phàm kêu to ngồi xuống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân rét run. Ngươi đã tỉnh!
Một thanh âm âm trầm vang lên trong góc. Khương Phàm có chút hoảng hốt, lập tức trông qua. Ngươi quá vọng động rồi. Một lão phụ khô gầy từ trong góc đi tới, mặt mũi bà nhăn nheo, già nua không còn hình dáng, một đôi mắt lóe ra ý lạnh sâu thẳm để cho người ta dùng mình. Bạch Nguyệt Túc lão. Khương Phàm vội vàng sờ lên thân thể, cảm giác chân thực để hắn thoáng thở phào, còn tốt, thật còn sống. Nhưng, đầu lại nhói nhói một trận, nhịn không được mà đau đớn than nhẹ. Người đi luân hồi bí cảnh, vì sao không cho chúng ta biết? Bạch Nguyệt Túc lão đi tới, đưa cho hắn một viên đan dược. Ăn đi, từ từ điều trị. Linh hồn của ngươi bị thương rất nghiêm trọng, liên lụy đến mệnh mạch của ngươi. Ta muốn đi lịch luyện, không nghĩ tới. Khương Phàm ăn vào đan dược, xoa cái đầu. Hắn không có nói cho Vô Hồi Thánh Địa là bởi vì hắn muốn đi, chịu chết tự mình hành động sẽ dễ dàng hơn, cũng càng dễ dàng thi triển. Ngươi hiểu rõ nơi đó không? Ngươi biết nơi đó nguy hiểm không? Ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng. Lâu như vậy sao? Nếu như không phải Thánh Phật cứu được ngươi, ngươi có khả năng đã chết ở nơi đó. Cũng may người của Đại Tự Tại Điện đi theo vào luân hồi bí cảnh, cảnh cáo Chí Tôn Kim Thành không được tổn thương ngươi, Thánh Phật mới ngươi đưa ra tới. Ta. Khương Phàm xoa đầu, lại càng vò càng đau đớn, giống như đầu óc đều bị đốt nóng lên, đầu muốn nổ tung. Hồn phách của ngươi bị kéo ra ngoài, bây giờ đang cùng thân thể của ngươi dung hợp một lần nữa, cảm giác đau đớn là bình thường. Tập trung lực chú ý, luyện hóa đan dược, có thể làm dịu chút đau đớn. Tạ ơn ngài. Khương Phàm nằm ở trên giường, luyện hóa đan dược. Nhưng đầu quá đau, đau đến mức ý thức hắn hỗn loạn, bực bội khó chịu. Ta đã phái người đi thông báo thánh chủ, tính toán thời gian, mấy ngày nay đã đến. Khương Phàm, ta có thể cảm thấy được ngươi có bí mật. Từ lúc ngươi mang M Minh Mộc ra ở Đại Hoang ta đã biết. Ngươi từ lúc bắt đầu đã không nguyện ý gia nhập thánh địa, sau khi tiến vào thánh địa, lại tránh ở chung với chúng ta, cũng hẳn là có liên quan cùng những bí mật này. Ta có thể hiểu được ngươi, sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng, ngươi chung quy vẫn là đệ tử thánh địa, mà thánh chủ lại coi ngươi là đệ tử quan trọng nhất, chí ít ngươi vẫn nên nói với nàng. Trong đôi mắt u lãnh của Bạch Nguyệt hiện lên vài tia phức tạp, buông xuống hai bình đan dược, đứng dậy rời khỏi. Ngươi tốt nhất vẫn nên suy nghĩ một chút đi, chúng ta không phải người ngoài của ngươi, cũng hy vọng ngươi xem chúng ta là người thân. Ta làm bạn với thánh chủ đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nàng như vậy dung túng qua một ai, nàng thật sự rất quan tâm ngươi. Khương Phàm có chút hoảng hốt, trong lòng có mấy phần xúc động, nhưng, cảm giác đau nhói rất nhanh đã chật ních đầu, để hắn đau đớn không chịu nổi. Tra tấn dài đến 3 ngày, Khương Phàm gần như sụp đổ, nhưng sau khi liên tục sử dụng một bình đan dược, miễn cưỡng có chỗ làm dịu, chí ít đến có thể chịu được. Sư phụ! Khương Phàm mệt mỏi kêu gọi, kết quả là một trận trầm mặc lâu dài. Lại bị thương rồi. Đúng vậy, hồn phách đều suýt chút nữa bị kéo ra ngoài. Sư phụ hẳn là cũng nhận lấy tổn thương. Khương Phàm tiếp tục xoa cái đầu căng đau, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đến tâm phiền ý loạn. Ta là thế nào? Từ khi tiến vào Chí Tôn Kim Thành liền trở nên rất chật vật. Rõ ràng vẫn luôn một mực cảnh giác, tại sao có thể như vậy? Không nên chứ. Tại thời điểm ở Tửu Lâu, làm sao lại hôn mê? Loại kia tràng diện mang tới kích thích xác thực rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể trở thành hôn mê được. Chúng độc sao? Ta cũng không đi vào mà. Khương Phàm. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu. Sư phụ. Khương Phàm nao nao, đang muốn kêu gọi, trong đầu lần nữa truyền đến đâm nhói bén nhọn. A. Khương Phàm cầm lấy bình thuốc thứ hai, đổ ra viên thuốc, sau khi ăn vào lại từ từ luyện hóa. Cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Khương Phàm chậm chậm, nhẹ nhàng thở ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Vô Hồi Thánh Chủ đi tới, mặt như phủ băng. Lại tìm đường chết đi. Thánh Chủ. Khương Phàm chống thân thể lên. Lại cầm lấy bình ngọc, đổ ra viên thuốc. Luôn luôn không chào hỏi liền đi, rốt cuộc trong lòng ngươi có thánh địa hay không, có hai chữ quy củ hay không. Đi thì đi, cho phép ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ngươi không phải mỗi lần đều là tự mình giày vò bản thân nửa sống nửa chết. Nếu như không phải là bởi vì đại hoang ấn, ta đã sớm ngươi đánh ra ngoài. Vô Hồi Thánh Chủ đi tới, thô lỗ bắt lấy cổ tay, yên lặng cảm nhận một lát, một tay ném ra.
Khương Phàm đắng chát cười nói. Ta không muốn gây phiền toái cho thánh địa. Chuyện ngươi trêu đến còn thiếu sao? Vô hồi thánh chủ ngồi bên giường, trầm mặt nhìn một lát. Bây giờ là thời điểm thầy trò chúng ta nên nói chuyện rồi. Thánh chủ, ta thật không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chỉ là... Khương Phàm không phải không hòa vào thánh địa, mà vẫn là cố ý duy trì một khoảng cách. Bởi vì hắn nhất định muốn rời khỏi, cũng nhất định sẽ đi một con đường sinh tử tung bay máu đầy trời, hắn không nguyện ý có quá nhiều liên lụy với nơi này, càng không muốn rước lấy tai họa cho thánh địa. Chỉ là cái gì, chỉ là chúng ta không xứng để hiểu rõ ngươi. Thánh chủ, ngươi chuyển giao bất tử thiên bia, đã nói với ta sao? Ngươi khiêu chiến hỗn độn tử phủ, đề cập với ta sao? Ngươi đến chí tôn kim thành, đề cập với ta sao? Ngươi chỉ cân nhắc hậu quả cho chính ngươi, ngươi có cân nhắc qua hậu quả mang tới cho vô hồi thánh địa sao? Ngươi là quá ích kỷ, là quá kiêu ngạo, căn bản không có để chúng ta vào mắt. Vô hồi thánh chủ càng nói càng nghiêm khắc, cũng là thật giận. Ta, Khương Phàm cúi đầu xuống, không biết nên đối mặt làm sao, giải thích thế nào. Vô hồi thánh chủ yên lặng nhìn hắn một hồi, sắc mặt hơi chậm. Trong lòng ngươi có thánh chủ là ta đây hay không? Có. Ngươi có tôn trọng thánh chủ ta đây không? Tôn trọng. Hôm nay ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời cho ta. Đầu tiên, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Phần thiên tước. Đừng có giả ngu với ta. Thực lực ngươi biểu hiện ra cũng không phải là thứ mà phần thiên tước có thể làm được. Phần thiên tước là mãnh cầm rất đặc biệt, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phẩm linh văn. Ta thức tỉnh thánh phẩm, tiềm lực cao là. Vô hồi thánh chủ thô lỗ chặn ngang. Nói thật, hôm nay ta chỉ nghe lời nói thật. Ta, nói, ta không thể nói. Vậy cũng chớ nhận thánh chủ ta đây nữa. Thánh chủ, ta thật không thể nói. Một cái linh văn mà thôi, có cái gì không thể nói. Đây là bí mật của ta nhất định phải giữ bí mật. Ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm, ta là thánh chủ. Càng là sư phụ của ngươi, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không xứng một cái tín nhiệm của ngươi. Khương Phàm trầm mặc, do dự. Rốt cuộc nói hay là không nói. Thánh chủ đương nhiên đáng để tin tưởng, cũng là người rất được. Nếu như nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, bí mật này đối với mình mà nói quá quan trọng, dính đến toàn bộ thần triều, dính đến đám người thiên hậu bỏ ra, dính đến ngàn năm chờ đợi. Nếu như không phải người đặc biệt quan trọng, lại là người có liên quan, hắn thật không muốn nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vô hồi thánh chủ trầm giọng nói. Ta chờ ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Thánh chủ. Khương Phàm nghĩ đến thần triều, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới sứ mạng của mình, nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt. Ngay một khắc này, một âm thanh lại xuất hiện ở trong đầu. Gấp rút lại cao vút. Khương Phàm. Hả? Khương Phàm nao nao, đầu lại đau đớn một hồi. Vô hồi thánh chủ khẽ thở dài. Uống thuốc. Khương Phàm cầm lấy bình ngọc, đổ thuốc ra, há mồm liền muốn ăn hết. Nhưng, Khương Phàm bỗng nhiên lại có một cảm giác quái dị, giống như là lạ ở chỗ nào đó. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, ý thức lại đau đớn một hồi để cho hắn bực bội. Vô hồi thánh chủ nói. Tốt. Tốt, đừng làm đau đớn như vậy, linh văn xem như bí mật của ngươi, trước tiên ta không buộc ngươi nữa, chờ tương lai ngươi muốn nói lại nói. Nhưng chuyện thứ hai, ngươi nhất định phải trả lời ta. Khương Phàm ăn hết đan dược. Ngài nói, vô hồi thánh chủ nói, ngươi là làm thế nào thắng được Ngô Thiên Khải, những võ pháp kia ngươi đều học từ chỗ nào? Ta có thể tăng cường thực lực gấp 2 lần, không phải đan dược, là bởi vì võ pháp đặc thù. Khương Phàm không chần chờ, chút bí mật nhỏ ấy vẫn có thể chia sẻ cùng thánh chủ. Võ pháp gì? Bát cấm thánh thiên quyết. Ngươi học từ chỗ nào? Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thật sự có thể tăng thực lực gấp bội, lấy ra cho ta xem một chút. Cái này thuộc về loại hình truyền thừa, chỉ có thể do chính ta tu luyện. Những võ pháp khác thì sao? Coi như ngươi tăng thực lực gấp đôi, tu luyện chung quy vẫn thánh pháp. Làm sao có thể ngạnh kháng cùng thiên pháp của Ngô Thiên Khải? Những cái này đều là bí mật của ta. Lại là bí mật. Thật. Khương Phàm nghĩ đến truyền thừa liền nghĩ đến yêu tổ Chu Tước, chờ tương lai huyết mạch hắn mạnh hơn, Chu Tước Bác Thiên Thuật cùng Quy Nguyên Thuật sẽ còn tăng cường theo,
chờ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, những võ pháp này thậm chí có thể xé rách thần linh. Thế nhưng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, ý thức lại lần nữa hoảng hốt. Hắn hoảng hốt, lo lắng kêu gọi xuất hiện lần nữa. Khương Phàm, tỉnh dậy đi. Tỉnh. Khương Phàm có chút giật mình, ý thức lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng lần này, Khương Phàm không có khống chế, mặc cho đau khổ kịch liệt kích thích trong đầu. Ngươi làm sao thế? Vô hồi thánh chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, cầm bình thuốc đưa cho hắn. Mau ăn thuốc. Khương Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, đau đớn hoắc loạn trong đầu. Vô hồi thánh chủ cứng rắn đút lấy thuốc. Mau ăn thuốc, linh hồn của ngươi đang dung hợp thân thể, rất yếu đuối. A. À, Khương Phàm ôm đầu quỳ gối trên giường, mặc cho đau đớn kích thích ý thức. Khương Phàm, tỉnh lại. Thanh âm lần nữa quanh quẩn trong đầu, lo lắng lại rõ ràng. Là giọng của Đan Hoàng. Rốt cuộc Khương Phàm cũng rõ ràng, hắn hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, ý thức gian nan tiến vào thanh đồng tiểu tháp. Cảnh tượng bên trong rất mơ hồ. Giống như cái gì cũng có, lại hình như cái gì cũng bị mất. Hắn mơ hồ thấy được bóng dáng yêu đồng, cũng nhìn thấy Lý Dần đang minh tưởng tu luyện. Nhưng, bộ thi thể kia đâu? Luân hồi bí cảnh thu vào, cùng loại với thi thể Dạ An Nhiên đâu? Uống thuốc. Vô hồi thánh chủ đổ ra đan dược liền muốn nhét vào trong miệng Khương Phàm. Ta ăn đại gia ngươi. Khương Phàm đột nhiên nâng một bàn tay chụp về phía vô hồi thánh chủ. Răng rắc. Vô hồi thánh chủ vỡ nát, giống như là pho tượng, vỡ thành hòn đá, gào thét lên tung bay ra ngoài. Không gian chấn động, kịch liệt vặn vẹo. Gian phòng tùy theo đó mà cũng vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều giống như đổ sụp trước mắt của hắn. Trong chớp mắt, ý thức hắn hoảng hốt lại một lần nữa về tới luân hồi bí cảnh. Thiên địa lờ mờ, rừng rậm ẩm ướt. Cuối tầm mắt, thánh Phật Hứa Như Lai thi triển thánh pháp, quét ngang rừng rậm, xua tan khí tức huyết sát tà ác. Đây là... Khương Phàm hoảng hốt, lại nhanh chóng bừng tỉnh. Toàn thân hắn khuấy động liệt diễm, hóa thân thành chu tước yêu thể, phóng lên tới bầu trời, lao đến chỗ thánh Phật. Thánh Phật bỗng nhiên quay người, đáy mắt chợt hiện ý lạnh, khống chế kim Phật dâng lên cường quang đầy trời, như thủy triều như biển cả, bao phủ thiên khung. Trong chớp mắt, hơn mấy ngàn vạn Phật trưởng bạo động, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Phàm. Khương Phàm người khoác chiến y, xé nát Phật trưởng, lao đến thánh Phật. Khương Phàm, người dám giết ta. Thánh Phật hét lớn. Chết. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, hai cánh chấn kích, uy lực thảm liệt khuấy động thiên khung, đối diện đánh vỡ nát thánh Phật. Thánh Phật vỡ vụn, Phật quang bị chôn vùi, thế giới mênh mông phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Khương Phàm trở lại Tửu Lâu. Cửa phòng đang từ từ khép kín, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn bẩn thỉu bên trong. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp đã nằm nhoài trên thân hai nữ hài, nâng cao eo thô lỗ chà đạp. Mà Hứa Như Lai lại ôm lấy nữ hài trong ngực, hung hăng đặt ở trên mặt bàn, xốc hai chân lên liền muốn bắt đầu. A! À, Khương Phàm lên cơn giận dữ, nhưng lần này lại không có hôn mê nữa, hắn lần nữa hóa thân thành chu tước, sụp ra cửa phòng, xôi trào liệt diễm giết đến. Dám ở Chí Tôn Kim Thành gây sự, người muốn chết. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Như Lai, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ đứng dậy, trợn mắt nhìn. Toàn bộ biến mất cho ta. Khương Phàm cuốn lên liệt diễm, hoành kích gian phòng, vô tình chém giết tất cả mọi người. Bọn người Hứa Thiên Kỳ kêu thảm vỡ nát, ngay sau đó cả phòng sụp đổ, nước biển chảy ngược vào Tửu Lâu, vỡ nát các bức tường lưu ly, đánh thẳng vào mọi thứ ở bên trong. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng bên tai. Nhưng, Khương Phàm bị triệt để bao phủ, trong chốc lát, ý thức trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng biến mất. Khương Phàm, tỉnh lại, Khương Phàm, Khương Phàm. Giọng Đan Hoàng vội vàng kêu gọi ở trong đầu, một lần lại một lần. Khương Phàm dùng sức lung lay đầu, mở mắt. Bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây. Cung điện màu vàng, mặt đất màu vàng đều hiện ra hào quang màu vàng. Hắn, còn đang ở tầng thứ 9 của Chí Tôn Kim Thành, còn đang ở trên tế đàn không gian. Xung quanh tế đàn đứng đầy người, tất cả đều là tộc nhân Hứa gia. A, à, những thanh âm kinh ngạc liên tiếp xuất hiện, mọi người ở xung quanh tế đàn đều khó mà tin được khi nhìn thấy Khương Phàm đột nhiên tỉnh lại. Làm sao hắn tỉnh lại được?
không phải đã kéo hắn vào tam trọng mộng cảnh sao, làm sao còn có thể tỉnh lại. Đáng chết, còn kém một chút. Linh văn của gia hỏa này có bí mật gì, vậy mà ở trong mộng cảnh đều cắn chết cũng không hé miệng. Đám người thấp giọng nghị luận, đều cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất kỳ quái. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, hắn cau chặt lông mày. Các ngươi đã làm gì ta? Ta đã nói, mọi người muốn hiểu biết thêm về ngươi. Hứa Như Lai cau mày, làm sao lại đột nhiên tỉnh lại, là chỗ nào kích thích đến hắn sao? Khương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba bệ đá lơ lửng xung quanh tế đàn, lão nhân phía trên kia đang dẫn dắt mê vụ mỏng manh trở về thân thể, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra dị dạng. Mộng cảnh. Bọn hắn kéo ta vào trong mộng cảnh. Chẳng lẽ, thời điểm ta đi ra tế đàn đã rơi vào trong mộng cảnh rồi? Mà lúc ta đi theo Hứa Thiên Kỳ xuống lôi đài, một khắc này, chẳng khác nào chính thức đi đến trong mộng mà người khác tạo ra. Toàn thân Khương Phàm ớn lạnh, vốn cho rằng Hứa Như Lai trong vương quốc hắc ám cố ý kéo dài thời gian là vì chào hỏi các tộc nhân chí tôn Kim Thành đến nhục nhã hắn khiêu chiến hắn, không nghĩ tới lại là tạo ra mộng cảnh, chờ hắn nhập mộng. Sốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Đan Hoàng thở phào. Ta rơi vào trong giấc mộng của bọn họ, có đúng không? Sắc mặt Khương Phàm rất khó coi, thật là khó lòng phòng bị. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà vẫn còn bị tính toán. Ngươi không chỉ là rơi trong mộng, ngươi là từ trong mộng rơi vào trong mộng, lại rơi vào trong mộng, trong mộng, trong mộng. Đây cũng là mộng trong mộng do ác mộng linh văn biên chế, rơi mộng càng sâu, càng là dễ dàng trầm luân. Nghe nói loại mộng cảnh này năng lượng cao nhất đạt tới tầng thứ 9. Nhưng chỉ cần có thể rơi vào tầng thứ 5 liền rất có thể sẽ vĩnh viễn ở tại nơi này, không về được nữa. Ngươi sẽ sinh sống, trưởng thành ở trong mộng mà bọn hắn tạo nên, bọn hắn cho ngươi chỉ dẫn gì thì ngươi làm cái đó, hoàn toàn biến thành con rối. Toàn thân Khương Phàm bất chợt lạnh lên. Sư phụ, cảm ơn ngài, nếu không phải vậy ta. Lần này không phải ta, là chính ngươi tỉnh lại. Bọn hắn hẳn là muốn điều tra tất cả bí mật của ngươi, nhưng bí mật của ngươi quá sâu, quá khắc cốt, đưa tới cảm xúc kháng cự, cũng cho ta cơ hội. Nếu không, từ thời điểm ngươi rơi vào tầng thứ 2 mộng cảnh, ngươi đã nghe không được giọng của ta nữa. Hứa Như Lai nhìn về phía ba vị lão nhân đứng dậy trên đài cao. Ba vị lão nhân chậm rãi lắc đầu, đã tỉnh, gây nên cảnh giác, lại muốn hắn kéo vào trong mộng, cần thêm cơ hội. Nhưng, ngay cả bọn hắn đều khó mà tin được. Làm sao Khương Phàm lại đột nhiên liền tỉnh lại được? Bọn họ đều là ác mộng linh văn, tu luyện là bí thuật thượng cổ, cửu trọng môn. Nhất trọng môn đại biểu một tầng mộng cảnh, cửu trọng môn tương đương với 9 tầng mộng cảnh. Bọn hắn biên chế mộng cảnh vô cùng xảo diệu, dẫn dắt Khương Phàm đến xâm nhập từng bước. Vì để càng nhanh càng bình ổn tiến vào mộng cảnh tầng thứ 2, bọn hắn đã dùng thủ đoạn cực đoan lại kích thích ở trong tầng đầu tiên. Ngay sau đó là mộng cảnh tầng thứ 2. Cũng là dụ phát ra chuyện Khương Phàm sợ nhất. Tiến vào tầng thứ 3, bọn hắn xảo diệu vận dụng chuyện, linh hồn bị xé rách, đưa tới, đau đầu, đến quấy nhiễu Khương Phàm, cũng thông qua chuyện, mớm thuốc, tiếp tục tăng cường chiều sâu mộng cảnh, bảo đảm Khương Phàm ngủ say. Bình thường mà nói, hai tầng mộng cảnh đã có thể khống chế loại, cuồng chiến tranh, như Khương Phàm đây dễ dàng bị kích thích. Để bảo đảm mọi vấn đề, bọn hắn còn cưỡng ép dẫn vào tầng thứ 3, là Khương Phàm mở ra tam trọng môn. Kết quả, vậy mà hắn lại thức tỉnh tại tầng thứ 3. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Sốt cuộc Khương Phàm có bí mật gì, có thể làm cho hắn sinh ra mâu thuẫn tâm tình mãnh liệt, tiến tới sụp đổ mộng cảnh, tầng tầng trở về. Khương Phàm đi xuống tế đàn không gian, đối xử lạnh nhạt rằng co với Hứa Như Lai, đạo đãi khách của chí tôn Kim Thành rất mới lạ, ta đã lĩnh giáo được rồi. Ngươi thích thì tốt, loại đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Hứa Như Lai cảm thấy rất đáng tiếc, đã thấy sắp móc ra được bí mật của Khương Phàm rồi, vậy mà để vụt mất. Khương Phàm ta làm việc, thích có qua có lại, các ngươi đã khẳng khái như thế, ta nhất định hồi báo thật tốt. Khương Phàm nhìn chằm chằm mắt Hứa Như Lai thật lâu, mặc dù đều là mộng cảnh, nhưng cảm giác này đến bây giờ vẫn còn xoay quanh ở trong lòng, buồn nôn, bực bội. Thiếu nữ áo xanh đi đến phía trước. Sốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Ngươi thật sự muốn biết. Nếu như người muốn nói, bản cô nương không để ý mà nghe một chút. Kỳ thật không phải phần thiên tước. Đó là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt chú ý, bí mật linh văn có thể cắn chết tại trong mộng cảnh tầng 3, tuyệt đối không đơn giản.
Tên là Thủy Tổ Điểu, tuy nhiên ta biến dị, gọi Thủy Tổ Văn. Chính là ta có thể áp chế tất cả các linh văn, cũng là tổ tông của tất cả các linh văn. Đám người Hứa Gia chăm chú nghe, đang muốn kinh ngạc với hai chữ Thủy Tổ, Khương Phàm lại toát ra một câu. Chính là các ngươi, phải gọi ta là tổ tông. Đám người Hứa Gia thẹn quá hóa giận. Khương Phàm, ngươi sống đủ rồi sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào không, cũng dám làm càn. Khương Phàm cười lớn. Ta đột nhiên cảm giác Hỗn Độn Tử Phủ cũng không có ghê tởm như vậy. Cùng bọn gia hỏa âm hiểm hèn hạ các ngươi đây so ra, bọn hắn vẫn còn rất quang minh lỗi lạc. Thiếu nữ quát, ngươi dám lăng mạ chí tôn kim thành chúng ta. Khương Phàm cười lạnh, các ngươi còn cần bị người khác lăng mạ, chính các ngươi có bao nhiêu buồn nôn, tự mình không rõ ràng. Thiếu nữ phân phó ở hai bên, nếu ngươi muốn phương thức chiêu đãi của Hỗn Độn Tử Phủ, thành toàn cho ngươi. Lên cho ta, một thiếu niên tháo vát đi tới. Ngươi đã có thể khiêu chiến thiên phẩm, có dám vượt cấp khiêu chiến hay không? Ta đâu chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi còn có thể tiếp nhận quần chiến. Khương Phàm đưa tay, lớn tiếng mời. Đến đây, không muốn mặt, liền đến bấy nhiêu cho ta. Thiếu nữ hét lớn. Tác thành cho hắn, lên cho ta. Dừng tay. Mấy lão nhân lập tức thét lên ra lệnh. Nhưng hơn 10 vị tộc nhân Hứa Gia đã kích hoạt linh văn, triển khai vây bắt đối với Khương Phàm. Khương Phàm động thủ, mặt đất dưới chân nổ tung, chạy như thỏ, lao đến phía trước một người. Người chọn lầm người. Người kia dữ tợn, vung ra một quyền, cường quang tăng vọt, lôi điện kinh khủng giống như muốn xé rách không gian. Khương Phàm nháy mắt đã tới, tay phải như vuốt, không nhìn đến lôi đình nóng nảy, cứ thế mà đánh vào, đùng đùng bắt lấy một bàn tay to lớn của nam tử. Lực lượng vượt qua 800.000 cực cảnh bộc phát trong nháy mắt. Răng rắc, bàn tay nam tử vỡ vụn, máu thịt be bét, cánh tay phải run rẩy, xoay tròn tại chỗ. Khương Phàm nhanh chân phóng tới, một tay bóp lấy cổ tay vỡ vụn của nam tử, hung hăng quăng về phía trước. Nữ tử đang muốn giết tới phía trước tay chân đã vội loạn, cuống quýt tránh né. Bành! Nam tử bị đập ầm ầm trên mặt đất, không đợi phản kháng, Khương Phàm đã huy động một chân, thẳng đến chỗ nách, đồng thời tay phải bỗng nhiên kéo một cái. Răng rắc! Phốc phốc! Chỗ nách hoàn toàn vỡ vụn, xương cốt huyết nhục đều nhận trùng kích cực hạn, gần như là vỡ nát. Khi cánh tay đang bị lôi kéo trong chốc lát, lại bị xé rách xuống tới. À! Nam tử kêu gào thảm thiết, quay cuồng đầy đất, mọi người xung quanh quá sợ hãi. Đến đây, đều cho ta, đến đây. Khương Phàm hét lớn, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt, hắn mạnh mẽ đâm tới, lao đến các cường giả chí tôn kim thành. Ngăn hắn lại, đều lên cho ta. Thiếu nữ mặc áo xanh quát, giết. Toàn bộ truyền nhân chí tôn kim thành tức giận nhào lên, ngưng tụ võ pháp, điên cuồng vây bắt. Răng rắc. Khương Phàm đạp đất, trọng quyền hoành kích, đánh đến ngực một nam tử. Răng rắc giòn vang, áo giáp cùng hộ tâm cốt của nam tử vỡ vụn, máu tươi dâng trào, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Hai loại năng lượng ở hai bên như cuồng chiều kéo đến đều dung chuyển không gian như đại mạc nổi lên gợn sóng, nhưng Khương Phàm đã ngưng tụ chiến y ngạnh kháng, mượn chiều dâng va chạm. Xoay chuyển trên phạm vi lớn, rơi vào trước mặt một nữ tử. Lùi xuống cho ta. Hai mắt nữ tử lấp lóe cường quang, tuôn ra hai thanh huyết kiếm chân thực, đâm đến mi tâm của Khương Phàm. Khương Phàm vung mạnh quyền kích nát, xoay chuyển ở tại chỗ, nhấc ngang đùi phải đánh đến ngực nữ tử. Răng rắc. Chỗ mềm mại bị vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, nữ tử kêu thảm bay ra ngoài. Chấn cho ta. Một người từ trên trời giáng xuống, bầu trời hoàn toàn mờ mịt. Là phù văn hoa mỹ, xen lẫn thành hình dáng man hùng đáng sợ, như núi cao che đậy Khương Phàm. Cùng lúc đó, hai đoạn roi lôi điện kích xạ phóng tới, tráng kiện cứng cỏi, quấn quanh cơ thể Khương Phàm, muốn khống chế hắn lại. Nơi xa, một người kéo căng trường cung, lấy sát khí đen kịt ngưng tụ hắc tiễn, khóa chặt Khương Phàm, nháy mắt bạo kích, những nơi đi qua, không gian đều mở ra vết tích. Thời khắc sống còn, lực lượng toàn thân Khương Phàm tăng vọt, trực tiếp kích phát bản thân. Đạt tới 100.000 cực cảnh. Răng rắc. Roi lôi điện quấn quanh hắn vỡ vụn. Tại lúc hắc tiễn giết tới, trong chốc lát, Khương Phàm đã phóng lên tận trời, giống to như sấm, trọng quyền đánh vỡ nát phù văn đại hùng, liệt diễm nổ tung dưới chân, tốc độ tăng vọt, lực quyền cuồn cuộn, trùng kích nam tử ở không trung. Nam tử muốn né tránh nhưng đã không kịp, bị trọng quyền của Khương Phàm xuyên qua khoang bụng, kêu thảm bay ra ngoài. Đều tránh ra cho ta.
Một nam tử hùng tráng lao đến Khương Phàm, dương cương bá khí, mang theo cương khí vô tận như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Đám người biến sắc, hốt hoảng lui lại. Toàn thân nam tử vặn vẹo hài cốt, trong lúc phóng tới đã hóa thân thành một con man ngưu hùng tráng, toàn thân đen kịt, cơ bắp quay quanh giống như mãng xà, cương khí cùng sát khí cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Oanh! Mặt đất sụp đổ, man ngưu vô cùng dũng mãnh, bá khí vô biên, đạp trên sát khí phóng lên trời, cái sự dã man trùng kích kia phảng phất muốn đánh bầu trời. Đây là Khai Sơn man ngưu, có được huyết mạch cực kỳ khủng bố, có thể phá hủy đại địa, đâm lùng thiên sơn, có thể quét ngang hết thảy tất cả mọi thứ. Hắn là chi thứ Hứa Gia, Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú văn, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Khương Phàm vỗ cánh lao xuống, vòng ra một quyền, tử khí ngút trời, như sông lớn cuồn cuộn, cường thế lại đầy khí thế. Ầm ầm, bầu trời run rẩy, thanh âm cuồng liệt điếc tai, giống như hai chiến binh đánh tới cùng một chỗ, cương khí, tử khí bành trướng, bao phủ mấy ngàn thước trên trời cao. Khương Phàm bay lên, cưỡng ép ổn định. Khai Sơn man ngưu run rẩy đầu, tiếp tục rơi xuống, lực lượng nặng nề đã làm vỡ nát mặt đất. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, nắm chặt nắm đấm, kích phát lực lượng chiến trụ, ngang nhiên lao đến man ngưu. Giống. Man ngưu gào thét, kim giác chói mắt trên trán lan tràn ra đường vân tinh mịn, quấn quanh toàn thân. Ầm ầm trầm đục, toàn thân hắn khuấy động cương khí đáng sợ, càng hùng tráng hơn, cứng rắn hơn, cũng càng cuồng dã, bốn vó đạp mạnh mặt đất, lại tiếp tục lao đến Khương Phàm. Rầm rầm rầm. Trận va chạm dã man, oanh minh khắp quảng trường, vô cùng rung động lòng người. Nhưng, không đợi bọn người Hứa Như Lai hô to lớn tiếng khen hay, cảnh tượng trước mắt đã chấn kinh tất cả mọi người. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn sóng nhiệt, tử khí khẩn thiết bạo kích đầu châu, đè ép Khai Sơn man ngưu lùi lại. 10 mét, 20 mét, 100 mét, 500 mét, 381 quyền, đánh Khai Sơn man ngưu lui hơn 1.900 mét. Khương Phàm gào thét. Gương mặt dữ tợn, trọng quyền thứ 382 sôi trào cương khí kinh khủng, vượt qua trăm vạn cực cảnh. Răng rắc, đầu trâu nứt ra, man ngưu kêu rên, lùi lại mấy chục mét, đập vào trên tường cao cứng rắn. Bức tường bất chợt lay động, đảo mắt đã sụp đổ. Khai Sơn man ngưu nương theo đá vụn bay lên, liên tiếp phóng lên, lần nữa tháo chạy mấy chục mét. Khương Phàm vỗ cánh trùng kích, một phát bắt được cái sừng của hắn, bay lên trời cao. Giống. Khai Sơn man ngưu hét lớn dãy giụa, thiên ngưu giác bộc phát ra ánh sáng kinh khủng, tiếp tục công kích Khương Phàm, lại bị Khương Phàm cường thế chống đỡ. Khương Phàm huy động hỏa dực, nắm lấy sừng châu phóng lên trời cao hơn 2.000 mét, cuồng lực luân chuyển, kình phong gào thét, đột nhiên buông tay. Khai Sơn man ngưu bị thả ra, hắn lập tức khống chế cương khí, muốn giữ vững thân thể. Nhưng, Khương Phàm ở trên không sôi trào lên liệt diễm vô biên, giống như biển lửa trải rộng ra mấy ngàn thước. Ngay sau đó, mãnh hổ gào thét, cự tượng huyết dài, số lượng lớn mãnh thú liên tiếp thành hình. Tràng diện rung động, kim quang vô biên. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm hét lớn, liệt diễm bạo động, trên trăm con mãnh thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới kéo lấy liệt diễm vô biên giống như thú triều bảo đảm tràn ngập đất trời che mất Khai Sơn man ngưu. Khai Sơn man ngưu đường đường là tứ trọng thiên, da thịt cứng rắn, hắn giãy giụa kịch liệt. Mạnh mẽ đâm tới nghênh chiến thú quyền. Nhưng, thú quyền số lượng quá nhiều, mỗi con đều có đặc thù không giống nhau, bọn chúng giống như là ác thú chân thực, sống sờ sờ che mất Khai Sơn man ngưu. Ngay sau đó, Khương Phàm nhanh chóng giết tới, trọng quyền xuyên thấu liệt diễm đánh vào phía sau lưng Khai Sơn man ngưu. Răng rắc, man ngưu kêu rên, ầm vang rơi xuống, nương theo huyết thủy đầy trời, đập vào trên quảng trường. Khương Phàm vỗ cánh hô to. Rác rưởi. Không chịu nổi một kích, kế tiếp, giống. Khai Sơn man ngưu tức giận gào thét, kết quả vừa mới chống lên tới thì đã lảo đảo hai bước, trực tiếp quỳ gối ở nơi đó. Tiếp tục lên, ngũ trọng thiên đâu, lục trọng thiên đâu, lên đi. Thiếu nữ kêu to, mặt như phủ băng. Đủ rồi. Các lão nhân ra mặt, ngăn hỗn loạn lại. Khương Phàm nhìn quanh toàn trường, hung tợn phun nước bọt, chí tôn kim thành, một thành dơ bẩn, với tư thái các ngươi đây. Chính là hoàng tộc làm bậy. Một tên đệ tử nho nhỏ của thánh địa như ngươi, còn không có tư cách bàn bạc về hoàng tộc. Muốn nói về hoàng tộc, trước tiên ngươi cần phải trở thành hoàng tộc, nhưng ngươi đời này không có tư cách. Đừng tưởng rằng thắng Ngô Thiên Khải liền có thể không coi ai ra gì, kỳ thật ngươi căn bản không có thắng.
Đừng tưởng rằng vô hồi thánh địa tại vương quốc hắc ám có thể ngang hàng cùng với chúng ta thì có thể thật có thể cùng chúng ta khiêu chiến, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đám người Kim Thành tức giận quát tháo. Khương Phàm tiếp tục xì miệng. Một đám rác rưởi, dứt bỏ Kim Thành, các ngươi chẳng là cái gì cả. Trước khi chế giễu ta, trước tiên ngươi cần phải có tư cách đánh bại ta. Đến đây, ai đến, ta đưa các ngươi sinh tử chiến. Ngươi thắng ta rút bất tử thiên bia về, ta thắng, ta muốn mạng của các ngươi. Khương Phàm giận dữ mắng mỏ rốt cuộc cũng đè đám người đang sao động xuống. Bọn hắn sao động lại rất kiêng kỵ. Bất tử thiên bia xác thực mê người, nhưng trong bọn họ còn không có ai có lòng tin sẽ thắng Khương Phàm, huống chi lại còn là lấy mệnh ra cược. Không dám, ta lại cho các ngươi cái lá gan, hai người cùng lên. Khương Phàm quơ hai ngón tay, nhìn quanh toàn trường, đáy mắt đầy sự hung ác. Ba người giống như trên, nếu như có thể thắng ta về vương quốc hắc ám tuyên cáo hủy bỏ bất tử thiên bia. Nếu như thua, để lại mệnh, lại bồi mệnh ba người. Đám người trợn nhìn, hô hấp dồn dập, đây nào chỉ là dụ hoặc, đây quả thực là nhục nhã. Ba người đánh một. Bọn hắn là hoàng tộc. Nếu như cảnh giới Hứa Thiên Kỳ đuổi theo được, hắn tuyệt đối không cho phép Khương Phàm làm càn như vậy. Nếu như thiếu chủ của bọn hắn có ở Kim Thành, càng có thể hung hăng ngược sát Khương Phàm. Còn không dám sao, các ngươi thật sự là rác rưởi đến từ trong lòng. Năm tên cùng tiến lên, linh văn không đủ, cảnh giới đến đụng, trên năm tên linh hồn tứ trọng thiên, lục phẩm, càn nguyên, đại thừa, cho dù là chí tôn thánh phẩm, đều có thể. Khương Phàm ta sẵn sàng nghênh tiếp. Khương Phàm mang theo tức giận nhục nhã gào thét, quanh quẩn quảng trường. Chúng ta phụng bồi tới cùng. Thiếu nữ áo xanh tiếp chiến, mắt phượng hàm sát, đều đã cuồng ngạo đến nước này, còn có cái gì không dám. Năm người, mệnh 10 người, bao gồm cả ngươi, bao gồm cả Hứa Như Lai, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp. Chúng ta tiếp. Hứa Như Lai cũng hô to. Chúng ta bồi tiếp. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp đều tiếp chiến, đằng đằng sát khí. Đừng đến lúc đó ngươi lại không nhận nợ. Đi theo ta, thiếu nữ áo xanh gọi Khương Phàm, muốn đi đến đài diễn võ của Hứa gia bọn hắn. Ngươi nghĩ ta nhược trí sao? Đi vương quốc hắc ám, lên lôi đài. Ta chờ các ngươi 3 giờ, chọn tốt người khiêu chiến, đi qua nhận lấy cái chết. Vương quốc hắc ám. Đại tự tại điện thứ 5. Giúp ta làm tuyên truyền, ta muốn khiêu chiến chí tôn Kim Thành. Một mình ta, chiến 5 người. Ước định, bất tử thiên bia của ta, 10 cái mạng của bọn hắn. Khương Phàm tìm tới người phụ trách điện thứ 5, sau khi nói xong hắn liền đi thẳng đến đài diễn võ lớn nhất ở tầng thứ 3. Võ hầu đúng là võ hầu, mỗi lần đều náo đến kích thích như thế. Người phụ trách lập tức làm theo, phát động bọn thị vệ tuyên dương khắp trốn tại vương quốc hắc ám. Vương quốc hắc ám lần nữa oanh động. Lấy một địch 5. Tuổi trẻ đúng là tốt, nhìn sức sống người ta này. Võ hầu chính là võ hầu. Nếu ta có kích tình này, ta có thể ngâm 10 ngày tại hoa lâu, mà người ta chỉ muốn đánh. Đây là nghẹn điên rồi sao? Đánh xong hỗn độn tử phủ, đánh chí tôn Kim Thành. Hoàng tộc không cần mặt mũi sao? Vậy cũng không nghẹn điên sao? Hơn một năm không có trở về trang bức, thật vất vả mới trở về, không được cùng hưởng ân huệ. Quá khi dễ người, lấy một địch 5. Nếu ta là chí tôn Kim Thành, ta nhịn không được. Vương quốc nhanh chóng sao động. Đều tranh nhau chen lấn chạy đến đại tự tại điện thứ 5, sợ không giành được vị trí. Ngay cả hỗn độn tử phủ cùng vô hồi thánh địa sau khi lấy được tin tức đều sửng sốt một hồi, lập tức ném chuyện trong tay đi, chạy tới đại tự tại điện. Tầng thứ 3 náo nhiệt lại oanh động, đám người gieo hò càng là sao động, đều đang mong đợi đại chiến bắt đầu. Trong sương phòng, mọi người nhìn Khương Phàm ở trên đài diễn võ nhắm mắt minh tưởng, từ đáy lòng đều là rung động. Tiểu gia hỏa thật sự là một khắc đều không nhàn rỗi. Đây là sợ vô hồi thánh địa lại hắn bắt về giam lại, muốn hung hăng cho bớt nghiện sao? Ai? Lâm Thiên Lộc ngồi trong sương phòng, lắc đầu thở dài, thật là phục. Liền không thể yên tĩnh được một lát sao? Đứa nhỏ này có phải có một loại bệnh nóng nảy nào đó hay không? Ta cho rằng hắn còn đang trốn trong ôn tuyền tiên cảnh, thì ra là chạy tới chí tôn Kim Thành đi trêu chọc dâu hùm. Hàn Ngạo đều chẳng muốn đến lôi đài nơi, hắn ngồi trong sương phòng lắc đầu rung động. Sư phụ, còn muốn ngăn cản sao? Lâm Nam đứng bên cửa sổ, nhìn qua Khương Phàm trên đài diễn võ. Đây là đánh với thiên phẩm không có đủ nghiện sao, còn muốn một chọi 5.
Tùy theo hắn đi, vị thiếu chủ chí tôn Kim Thành kia hẳn là còn ở hải vực lịch luyện, mà Hứa Thiên Kỳ vừa mới tiến vào linh hồn cảnh, chỉ cần hai người bọn họ không đến, thánh phẩm mạnh nhất mà chí tôn Kim Thành có thể điều tới là đại thừa thánh phẩm. Liền xem như tứ trọng thiên, Khương Phàm cũng có thể ứng phó. Lần này Lâm Thiên Lộc ngược lại có chút lòng tin. Trong sương phòng Nguyệt Hoa Thiên bảo, tỷ tỷ, hãy cảm nhận không khí nơi này, cùng thi đấu bài vị của cổ hoa các ngươi, có phải rất không giống nhau hay không? Đông Hoàng Như Yên đứng bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Nàng là sau nhận được tin tức liền từ cổ hoa trở về, chỉ tiếc là tới chậm. Mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy ảo não với trận tranh tài của Khương Phàm cùng Ngô Thiên Khải, không nghĩ tới Khương Phàm lại mở tiếp một trận khiêu chiến, còn là lấy một địch năm, nghênh chiến chí tôn Kim Thành. Kích thích, quá làm cho người ta kích động. Đông Hoàng Như Ảnh cười lắc đầu, muội muội này xác thực đã biến dã man. Tỷ tỷ, tỷ ngược lại là nên đến đây đi. Đông Hoàng Như Yên lôi kéo Đông Hoàng Như Ảnh đi đến bên cửa sổ. Diễn võ trường rộng rãi, mấy vạn người chen trên khán đài, náo nhiệt ồn ào, bầu không khí sốt ruột. Bởi vì những người xông đến nơi này đa số đều là bởi vì mạo hiểm mà xông lầm, cho nên phổ biến đều là có sự dã tính. Bình thường là 3 người 5 người tập hợp một chỗ, khả năng không cảm thấy được gì, nhưng mấy vạn người tụ tập một chỗ, tinh khí thần cùng ánh sáng trong mắt của bọn hắn để không khí đều trở nên sao động. Hắn là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Đông Hoàng Như Ảnh cảm thấy rất kỳ quái, trước đó còn tưởng rằng Khương Phàm trốn ở Kiều Gia, không nghĩ tới người ta lại không một tiếng động đã trở lại Nam Bộ, còn huyên náo oanh oanh liệt liệt tại Vương quốc Hắc Ám. Hắn rời khỏi cổ hoa hẳn là mới 6 tháng, là trên đường trở về tìm được cơ duyên gì sao? Đông Hoàng Như Yên cũng kỳ quái, lúc nào linh hồn cảnh lại đột phá dễ dàng như vậy? Oanh! Cửa điện nặng nề bị thô lỗ phá tan. Đám tử đệ chí tôn Kim Thành khí thế hung hăng xông vào. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng nhiệt liệt, mọi người tranh nhau nhìn ra xa, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tử đệ chí tôn Kim Thành như vậy. Khương Phàm đứng dậy. Ai đến? Huynh đệ chúng ta. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ nhảy lên đài diễn võ, thân thể hùng tráng, khí thế cuồng dã, mang cho toàn trường cảm giác áp bách mãnh liệt. Bọn hắn đều là Càn Nguyên Thánh Văn, một kẻ là Khai Sơn Man Ngưu, một kẻ là Kim Cương Mãng Ngưu, đều là huyết mạch Man Ngưu cực kỳ hung hãn, thiện chiến lại càng hiếu chiến hơn. Còn có ta, nhớ kỹ tên của ta, Hứa Đan. Nữ tử áo xanh đi đến lôi đài, cao ngạo nâng đầu lên. Ta, Hứa Thương. Một tên nam tử hùng tráng đi đến lôi đài, toàn thân quấn quanh lôi quang chói mắt, khí tức cực kỳ táo bạo. Chỉ 4 người các ngươi. Khương Phàm phán đoán khí tức của bọn hắn, ngoại trừ nữ tử áo xanh Hứa Đan ra, còn lại toàn bộ đều là linh hồn cảnh tứ trọng thiên. 4 người cười lạnh, nhìn về một thiếu niên trong đám người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ hắc thiết. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Khương Phàm một lát, sau đó xốc áo bào đen lên, đi đến đài diễn võ. Hắn là ai? Nhìn rất không bình thường. Khí tức bị che giấu, nhìn không thấu. Có ai quen biết không? 4 người lên đài này, ta không biết ai cả, ta còn có thể nhận biết người này. Những này tất cả đều là thánh văn sao? Chí tôn Kim Thành quả nhiên là hoàng tộc, một hơi ném ra 5 thánh văn chưa xuất hiện qua bao giờ. Trên khán đài, đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngay cả đám người trong sương phòng cũng cram thấy kỳ lạ. Người kia là ai? Theo như ta biết trong đại tân sinh của Chí tôn Kim Thành hình như không có người nào như thế. Thiếu chủ Kim Thành trở về rồi sao? Hẳn là không phải, nếu thật là thiếu chủ Kim Thành. Hắn cũng không phối hợp cùng người khác. Chẳng lẽ là bí mật mời chào? Hai huynh đệ Hứa Nguyên Khôi và Hứa Nguyên Giáp chính là do Chí Tôn Kim Thành mời chào, ban cho họ Hứa. Chí Tôn Kim Thành lợi dụng ưu thế vị trí địa lý, quanh năm ở bên ngoài tìm kiếm thánh phẩm huyết mạch cường đại, chiêu mộ được gia tộc, trực tiếp ban cho tên họ, lấy danh nghĩa người nhà mà đối đãi, dùng phương thức này cam đoan huyết mạch của bọn hắn đời đời cường thịnh. Người này có thể là huyết mạch mà bọn hắn bí mật mời chào, mà lại còn vô cùng cường đại. Khương Phàm lại giúp chúng ta kích thích ra một phần tử nguy hiểm thâm tàng. Trong sương phòng, rất nhiều thế lực suy đoán thân phận nam tử kia. Bọn người Lâm Thiên Lộc liên tiếp đứng dậy, sắc mặt thoáng nghiêm trọng. Người này là ai, chẳng lẽ trận luận võ hôm nay sẽ có biến cố? Ngươi là ai? Khương Phàm đã nhận ra khí tức đặc thù từ trên người nam tử, hắn khiến cho Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải sao động. Hứa Thừa N. May mắn gia nhập Hứa gia.
Nam tử mang theo mặt nạ hắc thiết, thanh âm khàn khàn. Một câu, may mắn gia nhập Hứa gia, thể hiện được thân phận của hắn. Là cường giả chí tôn kim thành bí mật mời chào từ bên ngoài. Năm người gom góp, người chôn cùng đâu, ngoại trừ tên rác rưởi Hứa Như Lai kia, còn có ai? Khương Phàm mặc kệ người kia là ai, hôm nay nhất định phải giết. Hứa Đan đi lên phía trước, kiêu ngạo đầu có chút sơ lên. Người có quyền ra điều kiện, chúng ta cũng có quyền đổi điều kiện. Nếu như chúng ta thắng, người giao bất tử thiên bia ra. Nếu như người thắng, người trên trận này, có thể giết bao nhiêu tính bấy nhiêu, sau đó chí tôn kim thành sẽ không truy cứu. Khương Phàm tức giận cười. Người coi ta là bị thiểu năng trí tuệ sao? Các ngươi không truy cứu. Các ngươi cùng hỗn độn tử phủ là một loại như nhau, ngoài miệng nói không truy cứu, trên tay so với ai khác đều hung ác hơn. Một câu nói lại khiến các tộc nhân chí tôn kim thành nhao nhao nhíu mày, cũng làm cho sắc mặt của đám người của hỗn độn tử phủ trong xương phòng rất khó coi. Khương Phàm nói, không muốn chôn cùng đúng không? Vậy thì sửa đổi điều kiện một chút. Nếu như ta thắng, từ nay về sau, trong 10 năm, vô hồi thánh địa tùy tiện ra vào luân hồi bí cảnh. Các ngươi không được dùng bất cứ phương thức nào hãm hại, nếu có bất kỳ một kẻ nào chết ngoài ý muốn, trong vòng một năm chí tôn kim thành không được đi lại tại vương quốc hắc ám, nếu như xảy ra hai cái chết ngoài ý muốn, kỳ hạn 2 năm, nếu như vượt qua 3 cái, 5 năm. Mệnh của ngươi, không đáng. Lần này đến phiên Hứa Đan tức giận cười, còn toàn diện mở ra. Còn 10 năm, nằm mơ sao? Vậy thì để mạng chôn cùng, đều 5 người cùng nhau lên, còn có mặt cò kè mặc cả. Chí tôn kim thành buồn nôn đến thế sao? Khương Phàm, chú ý ngữ khí của ngươi. Hứa Như Lai đứng dậy mắng mỏ. Ta chú ý đại gia ngươi, một đám rác rưởi buồn nôn, xúc sinh trong bại hoại. Khương Phàm đột nhiên quay người, chỉ hỗn độn tử phủ xương phòng trên đài cao. Đừng ở nơi đó xem náo nhiệt, có năng lực đến tử lâu tầng đầu tiên dưới đáy biển của chí tôn kim thành nhìn. Nữ nô nơi đó giống các nữ tử của ngươi như đúc. Người của Hứa gia đang đứng xếp hàng trà đạp đấy. Đám người hỗn độn tử phủ hơi biến sắc, ánh mắt sắc bén quét về phía chí tôn kim thành. Toàn trường yên tĩnh, cái gì? Cái gì? Ta nghe được cái gì? Ngươi đánh giám. Hứa Như Lai gầm thét, người của Hứa gia càng trợn mắt lên nhìn. Dám làm không dám chịu. Bọn rác rưởi buồn nôn các ngươi này, còn mời ta đi qua. Ngoại trừ nữ tử hỗn độn tử phủ, còn có đại tự tại điện. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, thậm chí các nữ tử lưu danh trên võ hầu bảng, các ngươi đều tìm đến một người tương tự, trang điểm, đổi cái tên, phủ lên tên đứng đầu, từng ngày đứng xếp hàng ở đó. Một hoàng tộc lại buồn nôn đến loại trình độ này. Các ngươi có mặt xưng hoàng tộc, các ngươi còn có mặt mũi còn sống. Xúc sinh, bại hoại, Khương Phàm không che đậy miệng mà chửi ầm lên, thanh âm cao vút, quanh quẩn khắp diễn võ trường. Sắc mặt của mọi người liên tục thay đổi, khó có thể tin. Cũng đều lộ ra mấy phần giận dữ. Khương Phàm, đừng ngậm máu phun người, đó là mộng cảnh của ngươi. Sắc mặt của bọn người Hứa Như Lai cực kỳ khó coi, hỗn đản này lại dám đứng ở trước mặt mọi người gọi ra. Mộng đại gia ngươi, nếu như không phải ta ở nơi đó thấy được nữ tử giống như người của vô hồi thánh địa, mẹ nó, ta có thể liều mạng cùng các ngươi sao? Khương Phàm gầm thét như sấm, chấn động cung điện. Còn có chúng ta. Lâm Nam và các đệ tử lên cơn giận dữ nhìn về người của chí tôn Kim Thành. Đừng nghe hắn nói bậy, chí tôn Kim Thành chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện buồn nôn này. Khương Phàm là đang vu oan, chúng ta lấy danh nghĩa hoàng tộc mà thề, tuyệt đối không có chuyện này. Đám người Hứa Như Lai vội vàng giải thích, vấn đề thanh danh chính là vấn đề lớn, nếu quả thật bị người khác hiểu lầm, rất có thể chí tôn Kim Thành sẽ bị các phương căm thù, không chỉ gần như là ở vương quốc hắc ám. Mà còn sẽ nhận chỉ trích ở thế giới bên ngoài. Chí tôn Kim Thành, ai giải thích? Trong xương phòng của hỗn độn tử phủ truyền ra một thanh âm hùng hồn. Lời nói vô căn cứ, chỉ bằng câu vu hãm này của hắn, ta đã có thể chụp chết hắn ở chỗ này. Trong xương phòng của chí tôn Kim Thành, Hứa Vĩnh Thọ cắn răng đáp lại. Làm đều đã làm, còn không có mặt thừa nhận. Chính miệng Hứa Như Lai nói, sau khi cùng nữ tử trên võ hầu bảng đánh xong luận võ, đều sẽ đến tòa tử lâu dưới đáy biển kia muốn cùng nữ tử giống như vậy làm càn một lần. Ngươi đánh giám. Ta thả ngươi, ta thả cả nhà ngươi. Xúc sinh, bại hoại, rác rưởi, trận luận võ này hôm nay, bất luận như thế nào, ta đều phải lấy được mệnh Hứa Như Lai. Đến đây, năm đấu một, nếu như ta thắng,
các ngươi chết hết, lại kéo theo 5 người chôn cùng, hoặc là ta muốn mệnh hứa Như Lai, còn muốn tư cách ra vào luân hồi bí cảnh 10 năm. Khương Phàm đỏ hồng cả mắt táo bạo gầm thét, để vô số người kinh ngạc lại ngờ vực vô căn cứ. Đây nhất định là đã nhận lấy kích thích rất lớn, nếu không thì không thể nào lại kích động như vậy. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật sự có hoa lâu như thế? Thật là buồn nôn, quá hèn hạ, đúng là phát rồ. Hứa Đan cắn răng nói. Ngươi là tên điên, chó hoang, ngậm máu phun người. Chỉ bằng phần nói xấu này của ngươi, Chí Tôn Kim Thành sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi là tiện nhân, cũng không phải đồ tốt. Nếu ta thắng, kéo ngươi về thánh địa, bồi Ngu Khuynh Thành. Tên hỗn đản ngươi, ngươi mới là tên xúc sinh. Tiện nhân, cẩu vật nuôi ra cẩu vật, ngàn người lên vạn người đến nhà xí. Ngươi muốn chết. Toàn bộ đám người Hứa ra đều gầm thét. Tràng diện hỗn loạn lại kích động, toàn trường tiếp tục yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới khiêu chiến thi đấu thật tốt vậy mà lại diễn biến thành giống như bát phụ mắng chiến như thế này. Đủ rồi. Người phụ trách đại tự tại điện cao giọng quát tháo, áp bách cường thịnh tràn ngập toàn trường. Trong xương phòng truyền đến thanh âm của Hứa Vĩnh Thọ. Nếu như ngươi có thể thắng, luân hồi bí cảnh sẽ mở ra 3 năm với vô hồi thánh địa, ta lấy danh dự Chí Tôn Kim Thành xin thề, tuyệt đối không hãm hại. Nếu như ngươi thua, không chỉ phải giao ra bất tử thiên bia, còn phải chết ở chỗ này, nhưng cái chết của ngươi, không tính là làm trái quy tắc võ hầu, như thế nào? Tăng thêm tiện mệnh của Hứa Như Lai. Không thể. Nhất định phải thêm, nếu như ta thắng, mạng chó của hắn chính là của ta. Không thể. Hứa Vĩnh Thọ nghiêm khắc đáp lễ. Hứa Như Lai như bị chọc giận mà muốn nổ tung, hỗn đản này há miệng ngậm miệng là mắng hắn. Đáy mắt Khương Phàm lóe ánh sáng màu đỏ, thở sâu, cao giọng hét lớn, tiện mệnh ở lại luân hồi bí cảnh. Luận võ hôm nay, bắt đầu. Trong xương phòng của vô hồi thánh địa, Lâm Nam và Hàn Ngạo trao đổi ánh mắt, đều nhíu mày lại. Thời gian bọn hắn ở chung cùng Khương Phàm không ngắn, nhưng chưa từng có nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy. Hắn thật sự nhìn thấy. Trong xương phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Đông Hoàng Như Yên khẽ nhếch môi, bộ dáng của tên điên này bây giờ quá dọa người. Bầu không khí toàn trường tiếp tục trở nên quái dị, rất nhiều ánh mắt tấp nập bay tới phía Chí Tôn Kim Thành nơi đó. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật ác tâm như vậy, phát rồ như vậy? Hướng Vãn Tình xuất hiện trên đài cao, tự mình tuyên cáo. Khương Phàm, vô hồi thánh địa, khiêu chiến 5 vị truyền nhân Chí Tôn Kim Thành. Ước định, luân hồi bí cảnh 3 năm mở ra, cùng bất tử thiên bia của Chí Tôn Kim Thành. Trên đài diễn võ, sống chết có số. Các vị còn có dị nghị gì không? Không có. Giọng Hứa Vĩnh Thọ, Lâm Thiên Lộc đồng thời truyền đến diễn võ trường. Bắt đầu rồi. Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng tăng vọt, hôm nay không chỉ là luận võ, mà còn là huyết chiến, là muốn xảy ra nhân mạng. Giống. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp phát ra tiếng gào thét cuồng dã, yêu khí cuồn cuộn, biến thành man nghiêu yêu thể. Bọn hắn đều cao 10 mét, hùng tráng, trắng kiện. Giáp ra đầy người giống như sắt thép, lóe ra ý lạnh không thể phá vỡ. Toàn thân Hứa Thương sôi trào lôi chiều, hóa thân sư thứ thú cường thịnh, mình sư tử đầu ưng, dương hai cánh, hắn nhấc lên cuồng phong phóng tới không trung, tiếng gáy to rõ nương theo lôi uy đáng sợ, khuấy động diễn võ trường. Bọn hắn đều là thú linh văn, càn nguyên thánh phẩm, càng là linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Mà, sau khi bọn hắn hóa thân thành yêu thể, khí tức toàn thân đã tăng vọt, hai mắt sung huyết. Phát ra tiếng gào thét cuồng dã. A, bọn hắn cũng tăng cường khí tức, uống thuốc sao? Rất nhiều người đều đã nhận ra vấn đề. Đều đã là tứ trọng thiên, còn ăn đan dược tăng cường tiềm lực. Quá phận. Nhưng không chờ bọn hắn nghị luận về vấn đề quá phận, rốt cuộc Hứa Thừa N cũng cho thấy linh văn của chính mình, để cho toàn trường kinh hô. Một mảnh hải triều màu đen bạo động từ toàn thân hắn, giống như thiết thủy màu đen, mang theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hài cốt toàn thân bắt đầu hắn vặn vẹo, lân giáp lan tràn, hóa thân thành một con hắc giao, cao 15 mét, lay động mãnh liệt, phát ra tiếng gầm kịch liệt. Hắc giao. Hắn là Chí Tôn Thánh Văn. Các xương phòng kinh hô trước tiên, ngay sau đó là toàn trường bắt đầu oanh động. Chí Tôn Kim Thành lại còn có Chí Tôn Thánh Phẩm. Mà còn là hắc giao kinh khủng. Đây chính là dị thú cường đại có thể hóa rồng, xưng bá tại hải vực, mà có được tiềm lực huyết mạch. Vô cùng có khả năng sẽ thức tỉnh Long Uy. Chí Tôn Kim Thành lại có thể tìm được huyết mạch cường đại đặc thù như thế.
Hứa Thiên Kỳ là chiến đấu thánh viên, danh xưng lục chiến vô địch. Hứa Thừa N là hắc giao, thực lực tăng vọt tại hải vực. Một tên là chiến thú lục địa, một kẻ là long mạch hải vực, bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành thống lĩnh tương lai của Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn thánh phẩm đều đến 5-1, thật đúng là để ta được rửa mắt. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên thánh viêm màu vàng, hóa thân thành chu tước yêu thể, hung uy mạnh mẽ, hoành kích trời cao, lao thẳng tới sư thú thú trên không trung. Trước hết giết một tên, phá chiến thuật vây bắt của bọn hắn. Nhưng, kính tượng lĩnh vực, Hứa Đan nâng chân đạp hư không, hai tay bỗng nhiên dương lên, tóc dài loạn múa, linh văn lấp lóe, trong chớp mắt không gian lôi chàng đã bất chợt lay động mạnh, hiện ra ba mặt kính to lớn, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Rầm rầm. Khương Phàm lao tới, đối diện đụng nát, ngay sau đó thân thể chợt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thừa N, cách xa nhau không đến 20 mét. Hứa Thừa N vẫn sức chờ phát động, sóng chiều màu đen cuồn cuộn xung quanh hóa thành cây giáo thô to. To 1 mét, dài 10 mét, ù ù tiếng vang, đè sập không gian, lấy uy thế kinh người oanh kích Khương Phàm. Những tất cả nước màu đen này đều do năng lượng biến thành, nặng nề như thiết đen. Sóng chiều đen cuốn ra vài trăm mét đột nhiên ngưng tụ thành cây giáo, chỉ là trọng lượng liền đạt tới ngàn vạn tấn, lực bộc phát, lực trùng kích, càng là khủng bố. Khương Phàm mới xuất hiện, còn có chút kinh ngạc, cây giáo nước màu đen đã mang theo uy thế nặng nề phá diệt hết thảy mọi thứ, đâm đến mặt của hắn. Cùng lúc đó, Hứa Thừa N xoay chuyển yêu thân, cái đuôi tráng kiện hung hăng rút kích cây giáo, tốc độ cây giáo trong nháy mắt đã tăng vọt uy thế. Khương Phàm bỗng nhiên xoay chuyển, kéo căng hai cánh ngạnh kháng. Ầm ầm, sóng chiều màu đen cuồn cuộn, liệt diễm mất khống chế, hai cánh Khương Phàm cùng Thái Dương Chiến Y đều bị chấn động kịch liệt. Mà lực trùng kích kinh khủng cách Chiến Y đã chấn động hài cốt hai cánh, suýt chút nữa bị đánh nát. Ngay sau đó, ba mặt kính tượng ở phía trên cùng trái phải lại vỡ nát. Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu, còn có sư thú thú toàn bộ đều xô ra tới. Khai Sơn Man Ngưu được đan dược kích thích đã tăng vào thực lực, nóng nảy hung tàn, sừng châu xuyên trời khuấy động ánh sáng hủy diệt, hung hăng đâm vào trên thân Khương Phàm. Kim Cương Mãng Ngưu chân đạp cương khí, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, bộc phát ra lực trùng kích trăm vạn cực cảnh, cũng đánh vào trên người Khương Phàm. Sư thứ thú dẫn phát lôi đình đầy trời, ánh sáng tăng vọt, hừng hực giữa bầu trời, hóa thành ba đường lôi điện, đánh vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm lọt vào vây bắt, hài cốt toàn thân vỡ vụn. Huyết khí cuồn cuộn theo chỗ thủng mà ra. Không đợi hắn phản kháng, ba mảnh mặt kính giao thoa tới, đánh vào trên người hắn, hắn vô tình bị cuốn đi, đánh về phía ngoài ngàn mét. Đây là linh văn gì? Kính tượng, dịch chuyển không gian, linh văn thật đáng sợ. Có linh văn như thế này khống chế tràng diện, bốn thú linh văn đơn giản là có thể muốn làm gì thì làm. Khương Phàm khinh thường rồi. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thật là đáng sợ. Toàn trường oanh động, đều bị biến cố kích thích cho. Không gian trong gương. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên đều rất kinh ngạc, Chí Tôn Kim Thành lại bồi dưỡng được cường giả như vậy. Khương Phàm bị chật vật, không đợi ổn định, kính tượng lại lần nữa xuất hiện, nhanh chóng va chạm. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, làm bộ muốn trùng sát, nhưng lần này, hắn không có bị đưa đến vòng vây, mà bị chuyển rời đến trước mặt bình chướng. Khương Phàm vẫn sức chờ phát động thế công cường đại, nương theo liệt diễm cuồng bạo, đối diện tiếp xúc cùng bình chướng bảo vệ. Ầm ầm, bình chướng bảo vệ bộc phát lên ánh sáng cường thịnh, Khương Phàm tung bay ra ngoài. Là ai không thể chịu một kích? Hứa Đan kiêu ngạo cười lạnh, giống. Hứa Thừa N, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, Hứa Thương, đều nắm chặt thời gian, ngưng tụ lại thế công cường đại, ngang nhiên đập tới phía Khương Phàm. Bốn mặt kính ngưng tụ ở phía trước, tiếp dẫn bọn hắn vây bắt Khương Phàm. Cùng lúc đó, Hứa Đan lại lần nữa vung ra kính tượng không gian, xuất hiện xung quanh Khương Phàm, muốn mạnh mẽ di chuyển hắn, đưa đến bên trong vòng vây của bọn người Hứa Nguyên Khôi. Nhưng, Khương Phàm bất chợt dương cánh gáy to, liệt diễm bạo động. Phần thiên quyết, thức đầu tiên, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn, trong chốc lát đã khuấy động vài trăm mét, bóp méo không gian. Kính tượng sáng tỏ vỡ nát ngay tại chỗ. Cái gì? Hứa Đan không tin được. Giết! Khương Phàm kích phát, bản thân, thực lực tăng gấp bội, cường thế bước lên tứ trọng thiên. Hắn chấn kích hai cánh, khuấy động thánh viêm màu vàng, mở ra không gian lay động, nhào về Hứa Đan ở phía xa xa.
Sắc mặt Hứa Đan hơi biến đổi, quả quyết khống chế kính tượng, tiếp dẫn bọn người Hứa Thừa N ở nơi xa đã va chạm xuất hiện ở trước mặt nàng. Hứa Thừa N và những người khác vừa mới xuất hiện liền muốn cường thế phóng thích võ pháp, kết quả, Khương Phàm đâu? Không phải hẳn là đang ở trước mặt sao? Nơi đó, hắn đến rồi, Hứa Đan cao giọng la lên. Hứa Thừa N bỗng nhiên quay người, không có chút gì do dự, thủy triều màu đen lao nhanh lắc lư kịch liệt, hóa thành 888 sợi xiềng xích bằng nước màu đen, hoành kích bầu trời, đan dệt ra lồng giam thiên địa, trùng kích Khương Phàm. Lực điều khiển cường đại của Chí Tôn Thánh Văn đạt tới cực hạn, dưới sự kích thích của đan dược, thực lực của hắn cũng tăng vọt đến đạt tới tam trọng đỉnh phong. Nếu như là ở trong Hải Dương, loại uy thế và số lượng này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hứa Thương vỗ cánh kêu gào lên, sôi trào lên lôi chiều cường đại, trùng kích xiềng xích. Những sợi xiềng xích nước màu đen nặng nề giống như sắt thép, sau khi tiếp nhận lực lượng lôi chiều uy thế đã mạnh hơn, rực sáng cả mảnh trời này. Mà Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu cũng nhanh chóng đạp tan mặt đất, chống đỡ phong tới. Khương Phàm nhanh chóng trùng kích, lại lập tức phanh lại, bay lên không. Ngay một khắc này, phía trước xuất hiện ba mảnh kính tượng. Hoàn Mỹ tránh né. Không phải hắn phát hiện kính tượng, mà là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú dự đoán được Hứa Đan sẽ ra tay ở lúc này, hắn kéo vào trong xiềng xích. Kết quả, thành công. Khương Phàm bay lên. Sau khi di chuyển tránh khỏi kính tượng, hơn 100 loại thú ấn trong thức hải toàn bộ đều thắp sáng, giống như là mãnh thú ngủ say phục sinh, đang sao động ở bên trong ý thức hải. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, sôi trào khắp cả bầu trời, cường quang mãnh liệt chiếu thấu diễn võ trường. Hơn 100 loại mãnh thú liên tiếp xuất hiện, mãnh mé gầm thét, táo bạo phóng tới, từ con mãnh thú đầu tiên đến con mãnh thú cuối cùng, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra chừng vài giây đồng hồ. Theo thực lực của Khương Phàm đã tăng lên gấp bội, bọn chúng cũng càng mạnh hơn, càng cuồng hơn, càng nóng nảy hơn. Ầm ầm. Khi xiềng xích bao phủ tới, tất cả mãnh thú đều thiêu đốt lên liệt diễm, cuồng bạo nghênh đón. Cả mảnh trời đều sôi trào. Liệt diễm cuồn cuộn, thủy triều tán loạn, lôi đình sụp đổ. Phạm vi trải rộng ra hơn 800 mét. Quả nhiên có chút thực lực. Hứa Thừa N có chút nhíu mày. Có rất ít người có thể chính diện đánh tan võ pháp của hắn, huống chi lại còn là phối hợp lôi chiều tứ trọng thiên. Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Mãng Ngưu liên tiếp dừng lại, không có tùy tiện xông phiến năng lượng đỏ hồng kia. Đừng lo lắng, tiếp tục. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, đang muốn tiếp tục phối hợp bọn hắn, bên trong năng lượng còn đang táo bạo phía trước đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh kịch liệt. Mãnh thú gào thét, hỏa điểu gáy to, cả tòa lôi đài đều lay động. Ầm ầm. Hơn 100 con mãnh thú lại lần nữa thành hình, đạp động mặt đất, liệt diễm dâng trào, phá tan năng lượng vẫn còn đang cuồn cuộn kia, xông về đám người Hứa Thừa N. Toàn bộ đến chỗ ta. Hứa Thừa N lập tức la lên, nhấc lên năng lượng hóa thành cửu trọng chiều cường, mỗi tầng đều cao tới 100 mét, mỗi tầng đều mang theo lực lượng nặng nề tựa như hủy diệt, bọn chúng tiến lên đánh tới thú triều. Mà ở không trung, Hứa Thương cũng quả quyết phóng thích lôi điện, tràn ngập đất trời va chạm thủy triều. Tăng cường uy lực, phối hợp oanh kích thú triều. Ầm ầm, lôi tràng lại lần nữa bạo động, thú triều cùng thủy triều và lôi triều va chạm rung động lòng người, mãnh liệt đánh vào thị giác kích thích tất cả mọi người. Phạm vi khổng lồ, tràng diện kinh người. Trên khán đài, quần tình xúc động, võ hầu chính là võ hầu, có thể ổn định rất nhanh, còn phát khởi phản kích đặc sắc. Thật đặc sắc. Hứa Đan chân chính cảm nhận được khí thế hung hãn của Khương Phàm, trước tiên phải ra tay. Ngưng tụ kính tượng trùng kích Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, mình cũng nhanh chóng đi đến, toàn bộ tụ tập đến sau lưng Hứa Thừa N. Xuất hiện sau một khắc, Hứa Đan lần nữa ngưng tụ kính tượng, muốn di chuyển Hứa Thương đang phóng thích lôi điện phối hợp thủy triều ở không trung. Nhưng, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước sau va chạm hai lần đã hình thành năng lượng, trong lúc bất chợt đã mất khống chế, bạo động kịch liệt, ù ù lao nhanh, toàn bộ nhận dẫn dắt mãnh liệt. Xông về không trung. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa trời cao, trước mặt trải rộng ra pháp trận khổng lồ huyền diệu. Pháp trận cuồn cuộn liệt diễm, kim quang, ở giữa có thần điểu dương cánh gáy to, giống như lỗ đen đang điên cuồng thôn phệ năng lượng. Trước trước sau sau hai lần va chạm, năng lượng hình thành tương đương với 4-5 người liên thủ phóng thích, tại thời khắc này đã hội tụ toàn bộ, cuốn vào trong pháp trận. Vạn vật trở về nguyên thủy, hóa thành năng lượng nguyên thủy. Hoa! Toàn trường oanh động,
lại là bí thuật này, quá kinh khủng. Giống như tất cả năng lượng đều có thể hóa thành thứ để mình sử dụng, mà có thể thôn nạp mấy lần năng lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thừa N và những người khác đều bất ngờ, trước khi tới đây chỉ là nghe Hứa Như Lai nói quá trình Khương Phàm khiêu chiến Ngô Thiên Khải, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, càng không cách nào tưởng tượng đến được. Trong lúc bất chợt lại thấy cảnh này đã mang tới chấn kinh vẫn vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm. Khương Phàm hung hãn đánh tới pháp trận đang xoay tròn, trưởng khống năng lượng khổng lồ bên trong, cường thế diễn biến ra tám thánh quyền liệt dương. Liệt diễm cuồn cuộn, ánh sáng hừng hực, bọn chúng giống như mặt trời chân thực hoành không bạo kích, bằng tốc độ kinh người xông về Hứa Thừa N ở xa xa. Ta tiếp ngươi một kích này. Hứa Thừa N dâng cao chiến ý, nhấc lên thủy triều màu đen bành trướng nặng nề, ở phía trước cường thế ngưng tụ lại thành chính cánh cửa to lớn. Các cánh cửa lớn ầm ầm thành hình, nặng nề nghiêm túc, xung quanh cuồn cuộn thủy triều. Mỗi tòa đều cao tới hơn 30 mét, trước trước sau sau hình thành 9 tầng phòng ngự. Trong xương phòng, các phương đều hết sức chú ý. Nếu như võ pháp như thế này là ở trong hải dương, thì có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Giống Khai Sơn Man Nghiêu, Kim Cương Man Nghiêu, toàn bộ đều vào tới phía sau hàng phòng ngự. Nếu như Khương Phàm liên tiếp công phá cửu trọng môn giết tới, bọn hắn sẽ liền tự mình đụng vào. Hứa Đan cũng sẵn sàng trận địa đón quân địch, ngừng tụ lại kính tượng, tùy thời di chuyển bọn hắn, hoặc là vây bắt Khương Phàm. Nhưng, nàng đã quên mất Hứa Thương. Khương Phàm đột nhiên ở trên không gáy to, linh văn trên trán nở rộ cường quang, bằng vào lực khống chế cường đại, khống chế Thái Dương Thánh Quyền đang nhanh chóng hoành hành thay đổi phương hướng, kéo lấy thánh viêm bay thẳng lên trời, lao đến Hứa Thương vẫn còn ở không trung. Ngọa tào. Hứa Thương bỗng nhiên biến sắc, tuôn ra lời nói tục, vỗ cánh chạy trốn, toàn thân sôi trào lôi chiều, tốc độ trong nháy mắt đã tăng vọt. Khương Phàm, người gian trá. Hứa Thương, mau tới đây. Hứa Đan kinh hãi, trước tiên liền khống chế kính tượng xung quanh, toàn bộ quăng về phía Hứa Thương. Ong ong ong. Không gian vặn vẹo, kính tượng kịp thời đuổi tới, đối diện va chạm Hứa Thương. Nhưng, tám đường Thái Dương Thánh Quyền đã theo sát mà tới, không đợi trực tiếp va chạm đã bị Khương Phàm khống chế dẫn nổ toàn bộ. Ầm ầm. Tám đường Liệt Dương Thánh Quyền, tám loại truyền thừa thánh pháp, bạo tạc mãnh liệt lại giúp gia tăng lẫn nhau, cuồng bạo bóp méo vùng trời kia. Rầm rầm. Kính tượng đều bị liên lụy, suýt chút nữa vỡ nát. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hứa Thương đụng đến, bị cưỡng ép di chuyển. Sau một khắc, phía sau Hứa Đan xuất hiện kính tượng to lớn, ứng thanh vỡ nát, Hứa Thương nhào đi ra. Nhưng, toàn thân hắn đã rách dưới, máu thịt be bét, liệt diễm đáng sợ còn dính liền ở trên người, thiêu đốt xương cốt cùng huyết nhục. À! Hứa Thương đau đớn kêu rên. Bầu không khí tại diễn võ trường lập tức tăng vọt mấy lần. Quá đặc sắc. Khương Phàm dâng cao chiến ý, thẳng tiến không lùi, hai cánh màu vàng mở ra bầu trời, đuổi giết Hứa Thừa N. Không có nói nhảm dư thừa, chính là chiến. Khương Phàm, người cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đáy mắt Hứa Đan chợt hiện lên tia sắt lạnh, phát ra linh lực minh mông, khuấy động không gian hơn ngàn mét. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, nổi sóng chập trùng, 33 mảnh kính tượng liên tiếp xuất hiện. Phân tán bốn phương tám hướng xung quanh Khương Phàm. Giết! Hứa Thừa N xuất hiện ở bên trong tất cả kính tượng, giống như 33 tên Hứa Thừa N đang bao vây Khương Phàm, bọn hắn gia tăng khí thế, rung động toàn trường, bọn hắn lên tiếng gào thét, tiếng như long ngâm. Sau một khắc, tất cả Hứa Thừa N đều kịch liệt vặn vẹo bên trong kính tượng, từ hắc giao uy nghiêm biến thành hắc giao chiến đao. Huyết nhục là đao cốt, lân giáp làm đao phong, sôi trào lên uy thế kinh khủng. Toàn trường không dám tin mà nhìn hình ảnh bên trong kính tượng. Hứa Thừa N biến thành đao. Đây là bí thuật truyền thừa gì? 33 mảnh kính tượng lấp lóe cường quang, 33 Hứa Thừa N mang theo uy thế kinh người, cuồng bạo giết ra. Thanh thế kinh người, tiểu sát toàn phương vị. Mặc dù thật sự chỉ có một Hứa Thừa N, nhưng bởi vì ở giữa kính tượng kết nối mật thiết với không gian. Giờ khắc này Hứa Thừa N tương đương với việc có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong chớp mắt, nói cách khác, có thể tất cả bọn hắn đều là giả, cũng có thể tất cả đều là thật. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh. Bầu không khí tại diễn võ trường tăng vọt gấp mấy lần, mấy vạn ánh mắt trừng lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. Phần thiên quyết, hoắc loạn thiên địa. Toàn thân Khương Phàm tăng vọt kim quang, sôi trào lên liệt diễm kinh khủng, tại thời gian rất ngắn quét sạch toàn trường, trải rộng ra hàng trăm hàng ngàn mét.
Đạo thế công này bắt nguồn từ Đại Hoang Ấn truyền thừa, liệt diễm càng mạnh, uy thế càng khủng bố hơn. Mà liệt diễm của Khương Phàm thoát thai từ Chu Tước Yêu Hỏa, dung hợp Sát Lục Chi Hỏa, M Linh Ác Hỏa, Thái Dương Thánh Hỏa, Đại Địa Thú Linh Viêm, Tam Sắc Yêu Hỏa, cùng Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, uy thế chính là khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, không gian đại bạo động, tất cả đều dìm ngập kính tượng, toàn bộ đã vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng, Hứa Thừa N bắt lấy cơ hội Khương Phàm phát huy, cường thế giết ra, liền ở sau lưng Khương Phàm. Hắc giao chiến đao đen như mực, bỏ đầy lấy huyết văn quỷ dị, giờ khắc này đã bộc phát, là hắc giao truyền thừa chân chính, có thể mở ra đại dương mênh mông, chặt đứt biển động. Nhưng, trong liệt diễm Khương Phàm thả ra lại hòa với hỏa vũ màu vàng, hỗn loạn trùng kích, lại cùng ý thức hắn tương thông. Tại thời điểm hắc giao chiến đao cường thế mở ra liệt diễm, bổ về phía Khương Phàm, số lượng lớn hỏa vũ trong liệt diễm đều bị đánh nát, cũng trợ giúp Khương Phàm tinh chuẩn đoán được phương vị tập kích. Hai cánh lấp lóe cường quang, kích phát năng lượng chiến trụ. Trong chớp mắt, cường thế xoay chuyển, Bác Thiên thuật bộc phát, thẳng đến hắc giao chiến đao. Ầm ầm. Hắc giao chiến đao rung động kịch liệt, ngửa mặt tung bay ra ngoài, huyết văn mặt ngoài đều suýt chút nữa sụp ra. Đây là áp chế của tứ trọng thiên đối với tam trọng thiên. Càng là áp chế của bát cấm thánh thiên quyết đối với đan dược. Khương Phàm vỗ cánh bay lên, cường thế truy kích. Hắc giao chiến đao gào thét xoay chuyển, cũng sôi trào lên thủy triều màu đen kinh khủng, liên tiếp hóa thành ba con hắc giao, tiến lên chặn đánh Khương Phàm. Hắc giao nặng nề, sinh động như thật, giống như phân thân của Hứa Thừa N, bọn chúng phun trào ra sóng triều đen, nặng đến ngàn vạn tấn, quả thực là đã quấy nhiễu được sự truy kích của Khương Phàm. Oanh! Hắc giao chiến đao cường thế ổn định, bộc phát ra đao khí nhuốm máu, chiến ý dâng cao, lần nữa chém về phía Khương Phàm. Khương Phàm đánh vỡ nát hắc giao, vỗ cánh gáy lên, nghênh kích hắc giao chiến đao. Ngay một khắc này, kính tượng lại lần nữa xuất hiện, phân biệt hai vị trí sau lưng Khương Phàm. Khai Sơn Man Ngưu, Kim Cương Mãng Ngưu cuồng dã gào thét, thân thể nặng nề đạp động trời cao, phá tan kính tượng đuổi giết Khương Phàm. Thời khắc hỗn loạn, nghìn cân treo sợi tóc. Khương Phàm đột nhiên sôi trào lên cường quang vô tận, chiếu thấu không trung, mãnh liệt đến mức để cho người ta không mở mắt ra được. Hắn nhanh chóng xoay chuyển, không cùng ai ngạnh kháng mà là nương tựa theo tốc độ của mình, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến đang bao vây tiêu diệt. Ngay một khắc này, kính tượng mới lại xuất hiện cách đó không xa. Đây là do Hứa Đan ngưng tụ ra, chuẩn bị tiếp dẫn Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Mãng Ngưu. Dựa theo chiến thuật trước đó của các nàng, Hứa Thừa N là chủ công, mặc dù bọn người Hứa Nguyên Khôi là tứ trọng thiên, nhưng phải phối hợp, cho nên sau khi nàng phóng thích bọn hắn đi qua, liền lập tức chuẩn bị tiếp dẫn trở về. Nhất là sau khi Hứa Thương bị trọng thương, nàng càng cẩn thận hơn. Nhưng, Hứa Đan căn bản không biết mình đang đối mặt với một tên cuồng chiến đấu như thế nào. Đầu Khương Phàm nhanh chóng di chuyển, rất khéo léo lợi dụng điểm ấy. Tốc độ của hắn tăng vọt. Bay thẳng đến kính tượng đang hình thành phía trước. Quá đột nhiên. Cũng quá nhanh. Hứa Thừa N và những người khác còn đang chặn đánh ở không trung, kim quang cũng còn đang sôi trào khắp trời, vậy mà Khương Phàm đã xuất hiện ở bên trên kính tượng. Rầm rầm. Khương Phàm va chạm kính tượng, đi ngang qua con đường không gian. Nếu Hứa Đan chuẩn bị tiếp dẫn, như vậy cuối con đường, chính là bên cạnh nàng. Rầm rầm. Kính tượng bên cạnh Hứa Đan đột nhiên vỡ nát. Tình huống bất ngờ để nàng đều sửng sốt một chút, nhanh như vậy đã trở về rồi. Hứa Đan vừa quay đầu, trong chốc lát, sắc mặt đã kịch biến. Khương Phàm gáy to, vỗ cánh bạo kích. Đột nhiên thay đổi, để truyền nhân chí tôn Kim Thành xung quanh lôi đài đều sửng sốt một hồi, sao hắn lại ở đây? À, Hứa Đan quá sợ hãi, dưới sự bối rối, nàng điên cuồng ngưng tụ kính tượng, chặn đánh ở trước mặt. Nhưng tốc độ Khương Phàm lại quá nhanh. Liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, kim quang tăng vọt, lệ khí hung uy khuấy động lôi tràng. Tại thời khắc kính tượng vừa mới thành hình, con đường không gian vẫn còn không có nhận điểm tương thông vi diệu, Khương Phàm liên tục đánh vỡ nát, dễ như trở bàn tay giống như xung kích về đằng trước. Kính tượng sụp đổ, con đường bị chôn vùi, không gian nhanh chóng bạo động. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Phàm gào thét trong lòng, hai cánh chấn động, móng vuốt khuấy động lực lượng tê liệt kinh khủng. Đánh thẳng đến Hứa Đan. Không gian xung quanh Hứa Đan vặn vẹo, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hình thành ba mảnh mặt kính, đánh tới trên người nàng, cưỡng ép di chuyển. Nhưng, Khương Phàm vẫn cuồng dã bạo kích,
móng vuốt đã xé rách hết thảy lực lượng, đánh vào bên trên kính tượng đang vỡ vụn, phần năng lượng hủy diệt kia đã thẩm thấu kính tượng, trùng kích con đường không gian bên trong. Rầm rầm, kính tượng nổ tung, không gian vặn vẹo. Toàn trường kinh hô, vô số người đều đứng lên. Bọn hắn hoảng hốt lại khiếp sợ, ý thức đều không theo không kịp tầm mắt. Một giây sau, một cái kính tượng xuất hiện ở cách đó 300 mét. Hứa Đan chật vật bị đập đi, phía sau lưng be bét máu thịt, lộ ra cả xương cột sống, phần gáy bị không gian bạo động xé mở, hết sức kinh khủng. Người đâu? Đám người Hứa Thừa N vồ hụt một kích, mục tiêu đã biến mất, bọn hắn đang muốn tìm kiếm Khương Phàm, kết quả lại nghe được tiếng kêu thảm, cũng nhìn thấy bộ dáng Hứa Đan hết sức thê thảm. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đan, tỉnh lại đi, nhanh cứu người. Phía ngoài, Hứa Như Lai đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Toàn trường bạo động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bởi vì, sau khi Khương Phàm tại xua đuổi Hứa Đan, hắn lại đột nhiên chuyển hướng, nhào về phía Hứa Thương đang chữa thương. Hứa Đan đang kinh hồn chạy trốn, lại quên mất Hứa Thương. Khương Phàm nâng một cái móng vuốt bóp lấy đầu, một cái móng vuốt bóp lấy cổ của Hứa Thương. Hứa Thương ớn lạnh toàn thân, ánh mắt lắc lư, hoảng sợ, tuyệt vọng, hoảng hốt. Tại thời điểm toàn trường ánh nhìn đi, Khương Phàm đã bay thẳng lên trời, lên tới 300 mét. Phốc phốc, máu văng khắp nơi, Khương Phàm kéo đầu Hứa Thương xuống. Sát phạt quả quyết, không chần chờ chút nào. Không, bọn người Hứa Nguyên Khôi gầm thét. Không cái rắm, sau đó chính là các ngươi. Khương Phàm mở miệng, hình dạng hỏa điểu hắn điều khiển cũng há miệng cắn ngay thi thể, mồm miệng khép kín lại, hài cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra giữa bầu trời. Bộ dáng hung tàn làm cho toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người có thể cảm giác được, lần này Khương Phàm thật sự đã nổi giận, cũng thật sự là muốn giết tới đáy. Hứa Đan, nhanh phối hợp với chúng ta. Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp lắc lư thân thể tráng kiện, kích thích dược hiệu trong cơ thể, thực lực tứ trọng thiên tăng vọt đến đỉnh phong. Hứa Đan gian nan chống thân thể lên, lại đau nhức khó chịu nổi, nàng là công chúa của Chí Tôn Kim Thành. Luôn được nuông chiều từ bé, chưa từng có nhận qua thương thế nghiêm trọng như vậy. Hứa Đan, nghỉ ngơi, không nôn nóng. Hứa Thừa N hóa thân thành trường đao, mở ra trời cao, lao đến Khương Phàm. Không có không gian di chuyển, hắn ngược lại càng có thể tự do phát huy, hiện ra thực lực càng chân thực. Hứa Nguyên Khôi và Hứa Nguyên Giáp nâng bốn vó vọt lên không trung, một trái một phải phối hợp với Hứa Thừa N cùng nhau lao đến Khương Phàm. Khương Phàm phát ra liệt diễm. Ngưng tụ trăm con mãnh thú, một tiếng gáy to vang lên thống ngự thú triều giết tới. Ầm ầm, lôi tràng đại bạo động, hỏa thú gào thét, man thú cuồng kích, Khương Phàm cùng ba người Hứa Thừa N triển khai chém giết kịch liệt. Hỗn loạn, điên cuồng, va chạm dã man, chém giết kinh hoàng, mạnh mẽ đánh vào thị giác, nhóm lên lửa kích tình của tất cả mọi người. Diễn võ trường lâm vào náo động lớn trước nay chưa có, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Quyết đấu giữa thú linh văn vẫn luôn là chiến đấu hấp dẫn người nhất tại diễn võ trường, bởi vì dã man, bởi vì huyết tinh, cũng bởi vì kích thích. Nhưng, càng nhiều lục phẩm thú linh văn, hay thánh phẩm thú linh văn chém giết quá hiếm thấy, huống chi hôm nay lại còn là dòng dã bốn thánh phẩm thú linh văn, còn có hai chí tôn thánh phẩm ác chiến. Bọn hắn giết tới kịch liệt, giết tới sôi trào. Bầu không khí tiếp tục tăng vọt, thanh âm thanh chiều vang lên như núi kêu biển gầm, vô cùng chấn động. Hứa Thừa N liên tiếp thay đổi giữa cự đao cùng hắc giao yêu thể, nhấc lên thủy triều, ác chiến với Khương Phàm. Hứa Nguyên Khôi và Hứa Nguyên Giáp thì kích ra thực lực tứ trọng thiên đỉnh phong, mạnh mẽ đâm tới, trùng kích dã man. Khương Phàm không hề sợ hãi, càng đánh càng điên cuồng, cũng càng đánh càng cường đại. Đã bằng vào bản thân mà tăng thực lực gấp bội, bởi vì có thuần dương chính thiên hỏa cường đại kích thích, càng trở nên khủng bố hơn. Sau khi cuồng dã va chạm hơn 300 lần, Khương Phàm đã tăng vào thế lực đến cực hạn, đánh tan Hứa Thừa N, liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng gáy to, bát hoang liệt dương quyền bá đạo xuất kích, oanh kích huynh đệ Hứa Nguyên Khôi giết tới ở hai bên. Ầm ầm bạo hưởng, liệt diễm cuồn cuộn, hai con man như cuồng bạo kêu rên thê thảm, nằm ngang tung bay ra ngoài. Khương Phàm khóa chặt Hứa Nguyên Khôi, vỗ cánh vồ giết tới. Ầm ầm, sóng chiều đen bạo động kịch liệt. Trải rộng ra vài trăm mét, khí thế nặng nề đè ép lôi tràng. Hải khiếu, thập tự trảm. Hứa Thừa N cường thế ổn định, trở lại với hình thái hắc giao yêu thể,
linh văn trên trán phát sáng, toàn thân tràn ngập năng lượng mãnh liệt, dâng lên vảy dày đặc, không ngừng trùng kích không trung. Hải triều bạo động đến cực hạn, mãnh liệt ngưng tụ, dưới sự dẫn dắt của lân phiến, hóa thành hai thanh tuyệt thế trường đao. Mỗi chuôi nặng đến ngàn vạn tấn đè sập hết thảy tất cả, giao thoa bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, gáy to bay lên trời, lấy bác thiên thuật mạnh kích song đao. Ầm ầm, liệt diễm bạo động, hải triều tán loạn. Mặc dù Hứa Thừa N vô cùng mạnh, nhưng bất đắc dĩ thực lực của Khương Phàm sau khi tăng gấp bội đã đạt tới tứ trọng thiên, gắt gao áp chế tất cả các đòn tấn công của hắn. Khương Phàm trải rộng ra pháp trận màu vàng, thôn nạp toàn bộ năng lượng trên lôi tràng, lấy quy nguyên thuật cưỡng ép luyện hóa. Sau đó, trận pháp màu vàng bao trùm hai cánh, tốc độ Khương Phàm tăng vọt, mang theo thực lực khủng bố, đuổi giết Hứa Thừa N. Pháp trận phun trào, năng lượng táo bạo để cho bác thiên thuật lần nữa tăng vọt thực lực. Đại hải khiếu. Dược hiệu trong người Hứa Thừa N tiếp tục phát huy, kịch liệt chuyển động giữa tam trọng thiên đỉnh phong cùng tứ trọng thiên. Hắn lên tiếng gào thét, miệng đầy răng nanh, từ bên trong phun ra khí tức hắc sát, cuồn cuộn khắp trời cao. Trong hắc khí có thiên khung mênh mông, mây mù cuồn cuộn, có tinh thần tô điểm, lộng lẫy lại chói mắt, càng có những hòn đảo chập trùng, kỳ quang lượn lờ. Tại thời điểm hình ảnh nhanh chóng phổ quyển, một hình ảnh đang ngửa đầu khiếu rông che khuất bầu trời lao ra khỏi biển, vỡ nát thiên khung, phá tan tinh thần, chôn vùi hòn đảo. Giống như biển động che trời, hủy thiên diệt địa, thanh thế kinh khủng, thẩm thấu linh hồn. Cách bình chướng bảo vệ, mấy vạn người trên khán đài đều hít vào khí lạnh, cảm thấy đáng sợ với hình ảnh tựa như nện vào ý thức, ấn vào trong đầu bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất đặt mình vào đại dương mênh mông. Nhỏ bé như hạt bụi, trơ mắt nhìn biển động giáng lâm hủy diệt đất trời. Tuyệt vọng, bất lực, bi thương. Rất nhiều người nhìn một chút, rồi ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân đều là mồ hôi. Khương Phàm cảm nhận được uy thế kinh khủng kia, nhưng hắn vẫn thẳng tiến không lùi, đối diện giết tới trong bức tranh hủy diệt thiên địa. Giờ khắc này, hắn giống như là chú tước yêu tổ chân chính, mở ra thiên hải, biển trời, đang bạo động, nghênh kích biển động hủy diệt. Tuyệt thế vô địch. Ầm ầm. Thời khắc này, thực lực Khương Phàm quá mạnh, trùng kích dữ dội, đánh xuyên toàn bộ thế giới hủy diệt dễ như trở bàn tay. Thế giới sụp đổ, năng lượng bạo tạc cũng nuốt sống Khương Phàm. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, giống như thật muốn bị thiên hải chôn vùi. Nhưng, hắn đã hất lên thái dương chiến y, sôi trào uy thế vô biên, vẫn lấy chu tước bác thiên thuật mở chấn động, cường thế giết ra. Cái gì? Sắc mặt Hứa Thừa N đột nhiên biến đổi. Chân thực cảm nhận được sát uy cường đại đập vào mặt, thậm chí cảm nhận được một loại áp chế cùng uy hiếp huyết mạch. Ầm ầm, Khương Phàm lao tới, dự uy bác thiên thuật không giảm, lao thẳng tới Hứa Thừa N. Giống, Hứa Thừa N không có tránh lui, không có e ngại, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, đối diện va chạm với Khương Phàm. Hai mãnh thú cường đại, lần đầu tiên chính diện với nhau, giống như hai thanh thần binh oanh kích một chỗ, vang lên tiếng leng keng chói tai. Phốc phốc, máu tươi bắn ra. Hứa Thừa N tháo chạy, một vết thương đáng sợ từ sau cái cổ thẳng tới phần đuôi, lân phiến mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị đâm rách toàn bộ. Toàn trường xôn xao, cho dù đã quen với sự cường đại của Khương Phàm, nhưng thật sự vẫn bị kinh hãi, gương mặt đều có chút ngây ra. Hứa Thừa N bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, vô cùng thê thảm. Khương Phàm gáy to, vỗ cánh trùng kích, sát ý quyết tuyệt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, kính tượng lại lần nữa xuất hiện ở hai bên, rầm rầm, kính tượng phá toái, hai tiếng châu rông vang vọng khắp trời, khai sơn man ngưu cùng kim cương mãng ngưu cao 10 mét cuồng dã vọt tới, một trái một phải đụng vào trên thân Khương Phàm. Trốn! Hứa Đan kịch liệt thở dốc, chịu đựng đau nhức, lần nữa ngưng tụ kính tượng mới, đánh về phía Khương Phàm đối diện với Hứa Thừa N. Hứa Thừa N bay lên va chạm với kính tượng. Trong chốc lát đã xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài. Nhưng, ngay một khắc này, tiếng kinh hô lại lần nữa cao vút, đám người Hứa Như Lai đều lo lắng và tức giận hô to. Ta chính là đang chờ các ngươi. Hứa Đan, cảm ơn ngươi đã đưa bọn hắn đến nhận lấy cái chết. Khương Phàm bị hai con man ngưu đâm kích tới, một khắc này, trong lúc bất chợt đã dùng toàn lực xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi. Hai con man ngưu vồ hụt, suýt nữa đụng vào lẫn nhau. Bọn hắn chật vật bị lệch, muốn tránh khỏi. Nhưng, Khương Phàm lại lập tức xuất kích, hai cái móng vuốt như thiểm điện giữ lại cái cổ của Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Mãng Ngưu, cứ thế mà bị xé rách.
Da thịt bọn hắn vô cùng cứng rắn, so với thép đen còn cứng hơn mấy lần, nhưng móng vuốt của Khương Phàm cũng là vũ khí mạnh nhất của hắn, vô cùng sắc bén. Cùng với tiếng kim loại ma sát chói tai, vang vọng khắp lôi tràng, móng vuốt Khương Phàm mở ra da thịt ở cổ của hai man nghiêu, tàn nhẫn giữ lại xương sau cổ. Vừa chuẩn lại rất hung ác. Giờ khắc này, hắn một mực chờ đợi. Giờ khắc này, hắn sớm đã đoán trước. Bò, bò. Con người khai sơn man nghiêu cùng kim cương mãng nghiêu ngưng tụ, cuồng dã phản kích, cương khí điên cuồng bạo động. Không. Hứa Đan vừa mới di chuyển Hứa Thừa N, sau khi thấy cảnh này, sắc mặt đã trắng bệt. Khương Phàm, dừng tay, chúng ta nhận thua. Dưới đài, các tộc nhân Kim Thành lập tức hô to, lo lắng lại tức giận. Khương Phàm vỗ cánh gáy to, người khoác chiến y, ngạnh kháng hai man nghiêu tứ trọng thiên đỉnh phong đang trùng kích cương khí. Toàn thân phun trào lên liệt diễm, trùng kích huyết mạch, chu tước bác thiên thuật hiển hiện đường vân trên móng vuốt, tiếp đó. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bộc phát trên móng vuốt, đánh thẳng vào xương sống hai con man nghiêu, vỡ nát ra thịt chỗ cổ. M thanh bò, ò, điên cuồng im bặt mà dừng, hai cái đầu to lớn giống như cối xay nương theo lấy huyết nhục hài cốt phun ra, từ trên cao rơi xuống, mất đi ý thức, thân thể cũng rời khỏi từ dưới móng vuốt Khương Phàm, đập xuống trên lôi đài. Chết rồi. Hai man nghiêu chết hết. Khai sơn man nghiêu cùng kim cương mãng nghiêu nếu như trưởng thành, tuyệt đối là chiến tướng cường đại, cứ như vậy mà chết trên lôi tràng rồi. Ta đã nói, vừa rồi vì sao Khương Phàm chỉ lo dây dưa loạn chiến cùng với bọn người Hứa Thừa N, không có diệt trừ kẻ uy hiếp là Hứa Đan, thì ra là đang đợi Hứa Đan khôi phục, càng đang đợi Hứa Đan đưa hàng cho hắn. Thật là đáng sợ, đơn đả độc đấu không thể địch nổi. Hỗn chiến càng tinh thông tính toán chiến thuật hơn, vô hồi thánh địa làm sao lại bồi dưỡng được một tên cuồng chiến đấu như thế chứ? Trên khán đài, tất cả mọi người bị một màn thảm liệt này làm cho kinh đến. Trận săn bắt tinh diệu này thậm chí so với những loại võ pháp cường đại nào đó mà Khương Phàm thi triển ra đều càng muốn cường liệt hơn, kích thích hơn. Trong xương phòng của Chí Tôn Kim Thành, sắc mặt Hứa Vĩnh Thọ vô cùng khó coi. Có Hứa Đan phối hợp. Bọn hắn hoàn toàn có thể đánh ra phối hợp tinh diệu, nhanh chóng khóa chặt chiến cuộc, kết thúc trận chiến. Thế nhưng, sau khi xem hoàn toàn trận so đấu, hắn bỗng nhiên có một ảo giác kỳ quái. Hứa Đan phối hợp, ngược lại là kiềm chế phát huy của bọn người Hứa Thừa N. Cũng không thể nói Hứa Thừa N và bọn hắn không có ăn ý với Hứa Đan, không thích hợp loại phối hợp này, mà là kinh nghiệm chiến đấu của Khương Phàm phong phú đến một mức độ đáng sợ, thực lực cường đại phối hợp với phán đoán tinh diệu. Để hắn ngược lại đã mượn dùng loại vượt qua không gian này, khống chế chiến trường, dự đoán trước các loại thế công. Ngay cả Hứa Thừa N trên lôi tràng đều đã tỉnh ngộ tại thời khắc này, loại chiến thuật này cũng không sai, nhưng gặp gỡ đối thủ như Khương Phàm, ngược lại là đã sai 10 phần. Bọn hắn quá độ ỷ lại vào kính tượng của Hứa Đan, ngược lại đã hạn chế phát huy riêng phần mình. Thế nhưng, bây giờ tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi. Ba thánh phẩm thú văn cường hãn cứ như vậy mà chết một cách bi thương, không có chút ý nghĩa nào trên lôi đài. Chết ba tên, còn hai người các ngươi. Khương Phàm nhấc lên liệt diễm, tăng vọt chiến ý, ánh mắt sắc bén như điện, thánh viêm màu vàng tràn ngập hung uy đáng sợ. Giờ khắc này, trong mắt của tất cả mọi người, hắn tựa như người thợ săn đỉnh cấp trong rừng rậm nguyên thủy. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa N nhìn Hứa Đan bên cạnh, cái gì? Hứa Đan đang chìm ngâm ở trong bi thương, thống khổ, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực phảng phất muốn đốt thấu nàng. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa N có thể cảm giác được chênh lệch giữa hắn cùng Khương Phàm, nếu như trong lòng Hứa Đan không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà dùng hết sức phối hợp hắn, có lẽ còn có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng, hắn có chút kiêng kỵ kinh nghiệm chiến đấu của Khương Phàm, thật sợ đột nhiên có cái gì đó ngoài ý muốn, Khương Phàm lại đến săn giết Hứa Đan. Mà kính tượng linh văn của Hứa Đan có không gian trưởng thành rất lớn, Chí Tôn Kim Thành không thể nào mất đi nàng. Nơi này không có nhận thua, chỉ có sinh tử. Khương Phàm vỗ cánh, bạo kích trời cao, lao đến bọn hắn. Đáng chết! Hứa Đan giật mình, quả quyết ngưng tụ kính tượng, trùng kích nàng cùng Hứa Thừa N. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài lôi đài. A! À, toàn trường kinh ngạc, làm cái gì vậy, trực tiếp nhận thua sao? Nhận thua. Bọn người Hàn Ngạo đều sửng sốt một chút, tiếp đó là một trận vui mừng không thôi. Tên điên này lại thắng, thắng được hung hiểm, càng thắng được xinh đẹp. Nếu thắng,
cũng mang ý nghĩa luân hồi bí cảnh đã mở ra đối với tất cả mọi người của Vô Hồi Thánh Địa. Nơi đó chính là bí cảnh tu luyện đặc biệt lại quý giá, nhất là thích hợp linh hồn cảnh. Chẳng lẽ bọn hắn có thể đi lịch luyện thành đoàn? Thắng, Khương Phàm lại thắng. Đâm liền hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, danh hào võ hầu, danh xứng với thực. Quá mạnh, võ hầu chính là võ hầu, biểu hiện đặc sắc của hắn đủ để triệt để vững chắc cái danh xưng võ hầu tại vương quốc hắc ám này. Toàn trường oanh động, thậm chí có người lại lần nữa hô to lên võ hầu, tựa như thời khắc lúc trước Khương Phàm dũng mãnh đoạt được võ hầu. Hướng Vãn Tình nhếch miệng lên một đường cong, xuất hiện giữa không trung, tự mình tuyên cáo. Tranh tài kết thúc, người thắng trận, Khương Phàm. Dựa theo ước định hai bên, từ hôm nay trở đi, sau này, trong vòng 3 năm, Vô Hồi Thánh Địa, lên tới thánh chủ xuống đến đệ tử bình thường đều có thể tự do ra vào luân hồi bí cảnh mà Chí Tôn Kim Thành khống chế, Chí Tôn Kim Thành không được dùng bất cứ cái gì tiến hành ngăn cản hay hãm hại. Từ hôm nay trở đi, Đại Tự Tại Điện sẽ phái người vào ở luân hồi bí cảnh, tự mình giám sát, liên tục 3 năm. Vào ở luân hồi bí cảnh. Các phương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này có chút hung ác thật, trưng cầu ý kiến của Chí Tôn Kim Thành rồi sao? Trong xương phòng của Chí Tôn Kim Thành lại không có truyền ra tiếng kháng nghị nào, bởi vì luân hồi bí cảnh quá đặc thù quá phức tạp, không phải một nhà bọn hắn đang khống chế. Bên trong tiếng reo hò cùng nghị luận của toàn trường, Khương Phàm giơ tay lên, chỉ đến bọn người Hứa Như Lai. Bầu không khí nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người thuận tay của hắn nhìn về đám người Chí Tôn Kim Thành. Đáy mắt Khương Phàm mang theo sát ý lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên lôi tràng. Đều không phục sao, còn không có đánh đủ sao? Ta hôm nay liền đến luân hồi bí cảnh. Chúng ta, tiếp tục, đột nhiên tuyên cáo để vô số người kinh ngạc, cũng làm cho sắc mặt của rất nhiều người trở nên nghiêm trọng. Đây là giết đỏ cả mắt rồi. Chẳng lẽ, loại chuyện ghê tởm trước đó Khương Phàm nói đều là thật sao? Phách lối, quá phách lối. Ngươi dám đi. Chúng ta liền dám phụng bồi tới cùng. Luân hồi bí cảnh hoan nghênh ngươi, lần này nhất định làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, để cho ngươi lưu luyến không muốn về. Đám người Hứa ra nhao nhao đáp lễ. Bọn hắn còn đang muốn làm sao lại cùng Khương Phàm đánh một trận, cứu vãn mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại tự chui đầu vào lưới. Luân hồi bí cảnh là lãnh địa của bọn hắn, chỉ cần Khương Phàm tiến vào nơi đó, bọn họ sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Nụ cười của bọn người Hàn Ngạo đều cứng ở trên mặt, vừa giết thánh phẩm thú linh văn của Chí Tôn Kim Thành, bây giờ liền tiến vào luân hồi bí cảnh, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nhưng, bọn hắn đã chết lặng, cũng không muốn lấy ngăn cản. Khương Phàm khôi phục hình người, từ trên trời xuống tới, người khoác chiến giáp, đi đến trước mặt Khai Sơn Man Nghiêu cùng Kim Cương Man Nghiêu, cũng kéo sư thứ thú cách đó không xa tới. Một cử động kia để rất nhiều người không hiểu thấu. Chí Tôn Kim Thành đang muốn lên đài nhặt xác các tộc nhân cũng bất chợt liên tiếp dừng lại. Hai tay Khương Phàm mở ra, liệt diễm từ lòng bàn tay dâng lên, tiếp đó lại giống như vẩy xuống dung nham, bọc lại thi thể của bọn Khai Sơn Man Nghiêu hắn. Các tộc nhân Kim Thành giận dữ. Ngươi đang làm gì, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Khương Phàm gọi hắn lại bọn họ, tất cả chớ động, nhìn cho kỹ. Nhìn cái gì? Chính là nhìn. Các tộc nhân Kim Thành cau chặt lông mày, nhìn kỹ. Nhưng càng xem càng cảm thấy là lạ. Khương Phàm khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành vòng xoáy, nhanh chóng hòa tan vào thi thể, tinh luyện lấy huyết khí, hồn khí, còn có linh khí bên trong. Hắn đang luyện đan. Trên khán đài có người kinh hô, luyện đan. Các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành bỗng nhiên biến sắc, giống như điên xông lên diễn võ trường. Ta để cho các ngươi nhìn kỹ, gấp làm gì? Khương Phàm ngưng tụ hỏa dực, phóng tới không trung. Bay thẳng đến chỗ xương phòng Vô Hồi Thánh Địa. Liệt diễm trong tay vẫn tiếp tục cuồn cuộn, nhanh chóng luyện hóa ba bộ thi thể. Khương Phàm, thả bọn hắn. Nếu không Chí Tôn Kim Thành sẽ không đội trời chung với ngươi. Bọn người Hứa Như Lai liên tiếp đuổi tới, đằng đằng sát khí, hỗn đản này đúng là khinh người quá đáng. Chúng ta chẳng lẽ còn chưa có không đội trời chung? Ngươi lăng mạ bọn hắn, chính là lăng mạ Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành các ngươi còn cần người khác lăng mạ. Trách không được đều thích dùng màu vàng trang trí bên ngoài, các ngươi đang che giấu nội tâm dơ bẩn, ghê tởm. Ngươi muốn chết? Hứa Như Lai tức giận, không ngừng lại sao? Ngươi đến đây, nơi này là diễn võ trường, ta đánh với ngươi một trận, chỉ đánh cược với ngươi một quyền không đánh nát ngươi, ta theo họ ngươi. Ngươi?
Hứa Như Lai dâng lên huyết khí, suýt chút nữa tức đến ngất đi. Khương Phàm, buông thi thể xuống. Ngươi có thể thắng, có thể giết, nhưng ngươi không được lăng mạ bọn hắn. Trong xương phòng xa xa truyền đến âm thanh cảnh cáo trầm thấp của Hứa Vĩnh Thọ. Ha ha, ta có thể thắng, ta có thể giết, nơi này mặc dù là lôi đài, các ngươi lại đồng ý ước định, nhưng dựa theo tính tình cao ngạo của các ngươi, ta hẳn là nói giết một tên, liền xem như đã làm bị thương một tên, các ngươi cũng sẽ nhớ tử thù, sau khi xuống đài sẽ nghĩ cách nhục nhã ta, giết chết ta. Ngươi, có bản lĩnh liền quang minh chính đại mà thắng ta, không có bản sự liền lén lút ám hại ta. Tóm lại chớ nói những lời nhảm nhí này với ta. Khương Phàm phách lối hô to để rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, vị võ hầu này xác thực có khí phách. Trong xương phòng sau lưng Khương Phàm, Lâm Thiên Lộc mơ hồ cảm giác có chút là lạ, táo bạo như thế. Rốt cuộc bên trong Chí Tôn Kim Thành đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm rằng co với bọn người Hứa Như Lai, tiếp tục luyện hóa đan dược. Hắn chính là muốn hung hăng kích thích Chí Tôn Kim Thành. Dẫn càng nhiều người giết đến luân hồi bí cảnh, trước khi chết, trước đó có thể không cố kỵ gì mà giết đến thống khoái. Đời này, chỉ sợ cũng chỉ có lần này. Ngay cả Hứa Thừa N đều cực kỳ giận dữ, ngươi đã một lòng muốn chết, chúng ta thành toàn cho ngươi. Ở chỗ này quang minh chính đại giết ta, hay là đến luân hồi bí cảnh đánh lén ta? Ha ha, ta thay các ngươi chọn, luân hồi bí cảnh. Khương Phàm nói xong, liệt diễm trước mặt cuồn cuộn, xông ra 9 viên đan dược. 3 viên tinh hồng mượt mà, tràn ngập huyết khí nồng đậm. 3 viên đen như mực, dâng lên hồn khí mơ hồ bày biện ra thú ảnh. 3 viên màu sắc tinh khiết, linh lực bành trướng. Hắn luyện thi thể thành đan dược. Đây là thuật luyện đan quỷ dị gì đây? Ta đều quên mất, hắn còn là luyện đan sư. Thật đáng sợ, trực tiếp luyện người thành đan dược. Diễn võ trường bạo động, ai cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy. Khương Phàm vuốt vuốt đan dược. Mắt lạnh nhìn Hứa Như Lai, ta hỏi lần nữa, chuyện tử lâu ở dưới đáy biển, các ngươi thừa nhận hay không thừa nhận? Ta thừa nhận cái rắm, chúng ta không có dơ bẩn như vậy. Hứa Như Lai tức giận, lập mộng cảnh như thế vì để kéo Khương Phàm tới tầng thứ hai, không nghĩ tới gia hỏa này lại phản ứng kịch liệt như vậy, lại còn chạy đến Vương quốc Hắc Ám đứng ở trước mặt mọi người tuyên cáo. Mà đã nháo đến tình trạng này, khả năng có rất nhiều người đều đã tin là thật. Rác rưởi. Khương Phàm nói xong, đột nhiên nắm tay lại, bóp nát 3 viên huyết đan, máu Hứa ra, thúi. Ngươi! Đám người Hứa ra tập thể lao về phía trước, hận không thể xé sống Khương Phàm. Khương Phàm thu hồi linh đan và hồn đan, giơ tay lên nói, luân hồi bí cảnh, xin mời. Mời! Tất cả mọi người Hứa ra quát lớn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Phàm, đừng xúc động, chậm 2 ngày. Hàn Ngạo cao giọng la lên. Không sợ, luân hồi bí cảnh cũng là lôi chàng. Sau 3 tháng, ta có thể còn sống trở về, coi như Chí Tôn Kim Thành thua, nếu như ta chết ở nơi đó, Chí Tôn Kim Thành cũng thua, bởi vì bọn hắn đã tàn sát võ hầu. Khương Phàm cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng, nhanh chân đi ra khỏi diễn võ trường. Rất nhiều người của Hứa gia chau mày. Lời này là cố ý nói cho người khác nghe được sao? Chỉ cần hắn chết. Mặc kệ là bị giết thật hay đúng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều sẽ nhận định là Chí Tôn Kim Thành bọn hắn làm. Hứa Đan cắn răng nói. Đừng để ý tới hắn nói cái gì, chỉ cần hắn tiến vào luân hồi bí cảnh, chính là con mồi của chúng ta. Chúng ta có thể không giết hắn, nhưng chúng ta có thể cho hắn sống không bằng chết. Chính hắn nói 3 tháng, chúng ta sẽ tra tấn hắn 3 tháng. Mấy vạn người tại diễn võ trường đưa mắt nhìn Khương Phàm cùng người Chí Tôn Kim Thành rời khỏi. Đều hận không thể đuổi theo, tiếp tục thưởng thức săn giết càng đặc sắc hơn. Nhưng đó là luân hồi bí cảnh, không phải nơi bọn hắn muốn đi liền có thể đi. Bọn hắn rung động lại bội phục, thánh địa có thể nuôi dưỡng được truyền nhân cường đại lại bá khí như thế. Đây vẫn chỉ là mới mười mấy tuổi, nếu như trưởng thành, có thực lực tuyệt đối, lại sẽ là cường thế, hào hùng đến cỡ nào. Mà, nếu quả như thật trưởng thành, hắn sẽ đạt tới cái cấp bậc gì? Niết bàn đỉnh phong sao, có thể đụng vào vấn đề bán thánh sao? Trong xương phòng vô hồi thánh địa, nam tử cường tráng bên cạnh Lâm Thiên Lộc lo lắng nói, sư phụ, nếu như hắn vào luân hồi bí cảnh, khả năng Chí Tôn Kim Thành sẽ hại chết hắn thật. Lâm Thiên Lộc trầm ngâm một lát. Đại hoang sao động, ta nhất định phải ở lại bảo vệ. Bạch Nguyệt cũng đều đã theo thánh chủ đi đến hồn thiên thánh địa, trong thời gian ngắn về không được.
như vậy đi, ngươi mang theo các đệ tử của ngươi đi qua, không cần can thiệp chuyện của Khương Phàm, cũng đừng nổi xung đột cùng Chí Tôn Kim Thành, tác dụng của ngươi chỉ là trấn nhiếp. Đệ tử đã hiểu, chúng ta không nên nổi xung đột cùng hoàng tộc ở ngoài vương quốc Hắc Ám, ta sẽ nắm tốt phân tắc. Nam tử cường tráng là đệ tử thân truyền đầu tiên của Lâm Thiên Lộc, Đỗ Uyên. Cho đến trước mắt cũng là đệ tử đời thứ hai của Vô Hồi Thánh Địa, là người đầu tiên tiến vào Niết Bàn Cảnh. Lâm Thiên Lộc lại nói. Chú ý quan sát, ta cảm giác Khương Phàm hẳn là có mục đích gì đó. Trong sương phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng chắp tay, nhìn qua diễn võ trường đã trống rỗng, trầm mặc thất thần. Lúc mới quen Khương Phàm, luôn cảm thấy hắn làm càn lại phách lối. Nhưng càng chú ý, càng có thể cảm thấy được hắn rất đặc biệt. Ngay cả phần làm càn cùng phách lối kia đều biến thành cường thế cùng đảm phách, bởi vì Khương Phàm đúng là có thực lực, có tư cách. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thánh Kiệt bỗng nhiên có chút quý trọng nhân tài. Khương Phàm ở lại thánh địa, thật sự quá lãng phí. Nếu như có thể mời chào vào thần giáo, lấy tài nguyên thần giáo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ có khả năng vô hạn. Nhưng, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Đáng để lão tổ thần giáo phải tự mình phái phó giáo chủ tới đây. Tỷ tỷ, thấy được chưa? Đây mới là bản tính của Khương Phàm, thời điểm xem tại cổ hoa đều đã bị khắc chế. Đông Hoàng Như Yên đứng bên cửa sổ kéo Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu mà cười, so sánh Khương Phàm thời điểm tại cổ hoa cùng nơi này xác thực rất nhu thuận. Phái người vào luân hồi bí cảnh. Trong hộp gấm lơ lửng bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt truyền ra giọng của phó giáo chủ. Sao, chúng ta muốn nhúng tay chuyện này sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong trầm tư tỉnh lại, hồn niệm của phó giáo chủ xuyên thấu qua hộp gấm truyền ra âm thanh. Ta cảm giác Khương Phàm cố ý, trong hành vi quá khích của hắn có một nửa là tức giận, một nửa kích thích. Hắn khăng khăng muốn đến luân hồi bí cảnh, cũng không chỉ đơn giản là muốn săn giết Chí Tôn Kim Thành như vậy, còn có mục đích khác. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, ta đi an bài, nữ nhi muốn đi, nữ nhi muốn đi, Đông Hoàng Như Yên kích động báo danh. Nàng rất muốn đến nơi đó nhìn Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành chém giết, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Để ta đi, ta càng dễ ở cùng hắn hơn. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảm giác biểu hiện Khương Phàm có chút khác thường, cái này rõ ràng là muốn đi chịu chết. Nếu như không phải điên rồi thì chính là có mục đích gì đó thật. Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu. Các ngươi tự mình dẫn người đi, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận. Thùng thùng. Bên ngoài sương phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nàng tới. Trong hộp gấm hồn niệm nhanh chóng yên lặng. Ai? Đông Hoàng Như Ảnh mang mạng che mặt, che giấu dung nhan. Đông Hoàng cung chủ, ta có thể đi vào không? Bên ngoài truyền đến thanh âm mỹ diệu. Hướng điện chủ sao? Mời vào. Đông Hoàng Thánh Kiệt ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên lui đến phía sau. Hướng Vãn Tình đẩy cửa phòng ra, gót sen uyển chuyển, yêu mị yêu kiều. Dáng người thướt tha, dung nhan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, giống như là tình dược nồng đậm, làm cho cả sương phòng đều nhiều hơn mấy phần khí tức kiều diễm. Nàng ôm bạch ngọc hồ ly trong ngực, cười nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá mọi người trong phòng, không có quấy rầy đến các ngươi chứ. Đông Hoàng Thánh Kiệt vô ý liếc mắt nhìn hồ ly trong ngực Hướng Vãn Tình, Hướng điện chủ có gì muốn làm. Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sáng tỏ, nụ cười quyến rũ câu hồn đoạt phách. Đông Hoàng cung chủ giống như rất chú ý Khương Phàm. Luận võ đặc sắc như vậy, chẳng lẽ không đáng để xem xét? Ta chỉ cảm thấy, lấy thân phận của ngài, giống như không cần thiết tự mình tới đây. Hứa Vĩnh Thọ, Ngô Chính Hùng đều tới, ta tới, cũng không thể quở trách nhiều được. Ha ha, Đông Hoàng cung chủ thật sự để mắt đến bọn hắn. Người trong vương quốc Hắc Ám này, bất luận là địa vị hay là thực lực, ai có thể đánh đồng cùng ngài, ai có thể bằng một phần mười với ngài. Chỉ là ngài, quá vô danh, Hướng điện chủ là đến ủng hộ. Chỉ là hiếu kỳ, ta đến xem trận đấu mà thôi, liền để ngươi hiếu kỳ rồi. Ta hiếu kỳ chính là, vì sao ngài còn ở nơi này? Cửu thiên thần giáo tại bách tộc chiến trường giết rất náo nhiệt, vì sao không có chiêu ngài đi qua? Cái này có gì hiếu kỳ, ta chỉ là cung chủ thiên cung, phụ trách trấn thủ một phương. Chuyện bách tộc chiến trường, thần giáo nơi đó tự nhiên sẽ phụ trách. Ngài cũng không phải cung chủ bình thường, linh văn của ngài có thể phát huy tác dụng rất lớn ở nơi đó. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười nhạt lắc đầu. Nếu như thần giáo cần, tự nhiên sẽ có lệnh. Nếu nơi đó tạm thời không cần,
ta chỉ có thể làm tốt bản chức. Hướng điện chủ, nơi này là vương quốc hắc ám, chúng ta là đại biểu các nơi, chỉ cần chú ý nơi này là được, không cần thiết bàn bạc chuyện bên ngoài. Vậy cũng đúng. Nếu hướng điện chủ đã tới, ta vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo. Khương Phàm, chuyển giao bất tử thiên bia rồi. Người trẻ tuổi, tính tình gấp, hắn muốn thử xem hiệu quả của bất tử thiên bia. Ha ha, chỉ là thử một chút sao? Theo ta hiểu rõ, hắn hẳn là đã giao ra hai bất tử thiên bia. Đông Hoàng Cung Chủ, ngài giám sát hỗn độn tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành. Cái này có thể có chút làm trái quy tắc nha, Đông Hoàng Thánh Kiệt nói. Người của ta chỉ là hoài nghi, tuy nhiên hướng điện chủ nói kiểu này, hẳn là không sai được. Hướng Vãn Tình cười khanh khách. Một nhân vật lớn như ngài đây, mưu kế một tiểu nữ tử như ta, thích hợp sao? Ở trước mặt cô, ta cũng không dám xưng nhân vật. Thế nhưng cô nơi đó lại tự mình nhờ tới điện chủ. Ngài gọi cái này gọi nhờ, cái này gọi lưu vong, cũng gọi là giáng chức. Hướng Vãn Tình cười nói. Đông Hoàng Thánh Kiệt kéo theo thâm ý mà nói, một chút nhỏ sai lầm mà thôi, chỉ là để cho cô tỉnh táo một chút. Rốt cuộc nụ cười yêu mị của Hướng Vãn Tình cũng có một chút thay đổi, nàng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thánh Kiệt, bên trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên ý lạnh hiếm thấy. Hướng điện chủ, nếu như không có việc gì, chúng ta phải đi về. Đông Hoàng Thánh Kiệt khẽ vuốt cằm, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh các nàng rời khỏi. Hướng Vãn Tình không hề cười, nàng lạnh lùng nói, Đông Hoàng Cung Chủ đi thong thả, thay ta vấn an phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh. Đông Hoàng Thánh Kiệt dừng chân lại, không nói cái gì, lại tiếp tục dẫn người rời khỏi xương phòng. Phụ thân, nàng phạm sai lầm gì rồi? Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng hỏi. Nàng biết thân phận thật sự của Hướng Vãn Tình, lại không nghĩ rằng bên trong còn có bí mật. Sai lầm không thể tha thứ, nơi đó không có sự tử nàng, nhờ có tỷ tỷ của nàng. Chính là con hồ ly trong ngực nàng kia, Thánh Vương. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thánh Vương. Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh đại biến. Trong xương phòng, Hướng Vãn Tình nhắm mắt lại, má ngọc mỹ lệ lạnh như băng xương, y phục dưới trường bào nhẹ nhàng run rẩy. Hồ ly trong ngực nàng trừng mắt lên, thản nhiên nói. Có gì phải tức giận, ngày ngươi tới ấy. Chỉ sợ Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng đã tiếp cận ngươi. Lấy lực lượng Cửu Thiên Thần Giáo, đương nhiên có thể tra được chuyện đó, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được. Ánh sáng lấp lóe, Khương Phàm lần nữa đi tới tế đàn không gian của Chí Tôn Kim Thành. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Có tử đệ Kim Thành nhìn không được nữa, lập tức bổ nhào qua Khương Phàm. Dừng tay. Hứa Thừa N quát tháo bảo ngưng lại. Khương Phàm cười lạnh. Chờ không kịp, vậy cũng chớ lề mề. Bây giờ liền đi luân hồi bí cảnh. Hứa Đan đi đến trước mặt Khương Phàm, mặt đối mặt. Ngươi để Chí Tôn Kim Thành mất hết mặt mũi tại vương quốc hắc ám, ta sẽ lột mặt của ngươi trong luân hồi bí cảnh. Thật sao, ngươi đã khách khí như vậy, có qua có lại, ta sẽ lột ra ngươi. Ha ha, giữ vững lại phần phách lối này, đừng đến lúc đó kêu phụ thân gọi phụ mẫu cầu xin tha thứ. Triệu tập nhiều người chút, nếu không kẻ kêu phụ thân gọi phụ mẫu có thể là ngươi đấy. Như ngươi mong muốn, Chí Tôn Kim Thành chúng ta cam đoan làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Đan lui lại hai bước, phân phó ở hai bên, trước tiên đưa Khương Phàm đến luân hồi bí cảnh, sau đó chúng ta liền đến. Đi thôi, đi pháp trường. Hai vị tộc nhân mang theo Khương Phàm đi đến chiến xa màu vàng óng trước mặt, chiến xa ù ù, nhảy vọt lên, chạy tới Xích Chi Đại Liệt Cốc. Phái tộc ít nhân mang theo thị vệ đến luân hồi bí cảnh bắt sống Khương Phàm. Hứa Đan máu me khắp người, muốn trở về điều trị, thuận tiện tắm rửa một chút. Hứa Vĩnh Thọ xuất hiện tại tế đàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Thúc phụ phó thống lĩnh. Số lượng lớn tộc nhân nhao nhao hành lễ. Người đâu? Đã đưa qua, chúng ta sẽ đuổi theo. Bắt sống cho ta, hiểu chưa? Đã hiểu, chúng ta sẽ không giết hắn, chúng ta sẽ hung hăng tra tấn đến mức để hắn nửa tàn phế, tra tấn đến khi hắn sống không bằng chết. Đừng lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta gánh không nổi người này. Hứa Vĩnh Thọ rời khỏi tế đàn không gian, chạy tới tòa điện cao nhất Chí Tôn Kim Thành tại kia. Hắn muốn đích thân giải thích tình huống cùng tộc trưởng và các tộc lão, nhất là chuyện luân hồi bí cảnh mở ra toàn diện với vô hồi thánh địa, còn có chuyện Khương Phàm ban bố bất tử thiên bia. Xích Chi Đại Liệt Cốc. Nó không phải một cái khe lớn, mà là vết nứt đáng sợ đếm mãi không hết, xé rách mấy vạn dặm đại địa Tây Bắc Bộ. Giống như những vết thương thật lớn, tràn ngập thê lương cùng bi tráng.
vết nứt rộng nhất có thể đạt tới mười mấy 20 dặm, dài nhất là kéo dài ra hơn 2000 dặm. Rung động, tráng quan. Rất nhiều vết nứt giống như thương long gào thét khắp đại địa. Rất nhiều vết nứt răng ở khắp nơi, cuồng dã lan tràn. Rất nhiều vết nứt sâu không thấy đáy, phảng phất liên tiếp đến cửu u địa ngục. Gió mạnh gào thét quanh năm xoay quanh sâu trong vết nứt, thanh âm một ngạt như ma hống, liên tiếp, ngày đêm không ngớt. Nơi này không thể nghi ngờ là hình dạng mặt đất tự nhiên hùng vĩ nhất tại đại địa Tây Bắc Bộ. Nhưng, điều thật sự để Xích Chi Đại Liệt Cốc vang danh thiên hạ là bên trong bể bổn vết nứt lại có vết nứt giống như thật xé mở sinh tử lưỡng, hay, giới, liên kéo đến không gian thần bí lại mênh mông. Luân hồi bí cảnh cũng theo Xích Chi Đại Liệt Cốc danh chấn đại địa Tây Bắc. Thời điểm Khương Phàm đáp lấy chiến xa chạy tới nơi này, cũng bị cảnh tượng mênh mông trước mắt kích thích. Số lượng vết nứt cực kỳ khổng lồ, cuồng dã xen lẫn, vô cùng hùng tráng. Từ chỗ cao nhìn xuống, mỗi vết nứt đều như sâu không thấy đáy, đen kịt khiếp người. Nhưng mỗi vết nứt trên vách núi treo leo cũng đều mọc đầy đại thụ cứng cáp, cũng trải rộng rất nhiều hang động mãnh cầm. Rất nhiều vết nứt thâm thúy khổng lồ, có thác nước, có hồ nước, có rừng cây, sinh cơ bừng bừng, giống như từng cái thế giới dưới đất độc lập. Chiến xa chở Khương Phàm chạy 5 ngày 5 đêm mới đi đến được địa giới trung ương của Xích Chi Đại Liệt Cốc. Vết nứt ở nơi này càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy cũng càng thê lương hơn. Trong đó có một cái khe to lớn lượn vòng lan tràn mấy trăm dặm, bên trong còn có số lượng mãnh cầm khổng lồ, giống như là vệ sĩ đang tuần tra, bảo vệ lãnh địa của mình. Thị vệ Chí Tôn Kim Thành ném cho Khương Phàm một cái ngọc bài, lạnh lùng nói. Phía dưới cùng chính là luân hồi bí cảnh, cầm ngọc bài, đi đến chờ chết đi. Khương Phàm tiếp được ngọc bài, ngưng tụ hỏa dược thả người nhảy xuống. Thu! Trong cái khe lớn, mấy trăm hơn ngàn con mãnh cầm nhanh chóng bay lên không, lượn vòng vây Khương Phàm lại, mắt đầy dẫy hung quang. Khương Phàm giơ cao ngọc bài lên, lao xuống phía dưới. Càng là hướng xuống, số lượng mãnh cầm càng nhiều, cũng đều thành đàn xoay quanh, nhìn Khương Phàm giống như đang nhìn con mồi. Khương Phàm không để ý đến sự uy hiếp của bọn chúng, hắn từ trên hướng xuống lao xuống hơn 5000 mét, giống như là xuyên qua gió xoáy mà mãnh cầm tạo thành, cuối cùng rơi xuống dưới đáy. Nơi này không hề tăm tối, ngược lại đầy đủ màu sắc, sáng tỏ lộng lẫy, giống như là tiến vào trong rừng rậm thâm thúy. Ngoại trừ cây rừng rậm rạp, còn có ba tòa cung điện nguy nga ở riêng ba nơi. Mỗi tòa cung điện đều cao tới trăm trượng. Bên ngoài đều khảm nạm lít nha lít nhít tinh thạch, tỏa ra ánh sáng, chiếu thấu màn đêm. Một tòa cung điện màu đỏ, trên tấm biển viết Đại La Thiên. Một tòa cung điện màu vàng, trên tấm biển viết Chí Tôn Kim Thành. Một tòa cung điện màu tím, trên tấm biển lại viết Phạm Thiên Thư Viện. Bọn hắn chính là trưởng khống giả liên hợp tại Luân Hồi Bí Cảnh. Đại La Thiên là một ngọn núi toa lớn nguy nga, ở phía tây nam Xích Chi Đại Liệt Cốc, núi cao 3 vạn mét, cao vút tới trong mây. Giống như trụ trời, ngọn núi khổng lồ trọn vẹn chân áp mười mấy cái khe lớn xung quanh. Đại La Thiên cũng là chủ nhân của Xích Chi Đại Liệt Cốc, nơi đó chiếm cứ rất nhiều yêu tộc kinh khủng, thống trị tất cả yêu thú trong khe nứt lớn. Phạm Thiên Thư Viện là thư viện nổi danh nhất Tây Bắc Bộ, nội tình hùng hậu, bồi dưỡng được vô số cường giả, trong đó rất nhiều người đều đã khai tông lập phái, hùng bá một phương. Tại Tây Bắc Bộ, thanh danh Thiên Thư Viện có thể so với thánh địa, đuổi sát hoàng tộc. Ba bên bọn hắn đều bởi vì vị trí địa lý lại cùng có địa vị, liên hợp khống chế chỗ luân hồi bí cảnh này. Bất kể là ai, muốn tiến vào luân hồi bí cảnh thăm dò, đều cần được bọn hắn đồng ý. Phía trước cung điện màu tím, bầu không khí náo nhiệt. Một đám nam nữ tử mặc áo bào tím tụ tập ở nơi đó, đang hưng phấn mà nhìn xung quanh. Những lời ta nhắc nhở, các ngươi đều nhớ kỹ. Luân hồi bí cảnh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được chủ quan. Một vị đạo sư mỹ nữ lãnh diễm trắng tuyết chính nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn. Bạch Ly đạo sư yên tâm đi, chúng ta vì trận lịch luyện này mà đã được huấn luyện 3 tháng, không có việc gì đâu. Chúng ta đi đến là tìm kiếm cơ duyên, không phải đi chịu chết, gặp được nguy hiểm chúng ta sẽ tránh khỏi. Bạch Ly đạo sư, chúng ta đều đã 20 tuổi, cũng không phải hài tử. Hoàn thành trận lịch luyện này, chúng ta sẽ muốn rời khỏi Phạm Thiên Thư Viện, chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi. Hơn 20 vị học viên đều liên tiếp tỏ thái độ. Học viên tại Phạm Thiên Thư Viện có mấy vạn người, có thể có tư cách tới đây lịch luyện đều là tinh anh thông qua tầng tầng khảo hạch. Nếu như có thể còn sống mà ra khỏi luân hồi bí cảnh, bọn hắn đều sẽ đứng trước hai lựa chọn,
hoặc là hoàn thành việc học, lấy thân phận học viên ưu tú rời khỏi, hoặc là ở lại Thiên Thư Viện, đảm nhiệm vai trò đạo sư. Bạch Ly đạo sư gật đầu, gọi tên ba vị phía trước. Nam Cung Cẩm Thành, Lãnh Tuyền, Thi Văn Kiệt, các ngươi là đội trưởng, đều phải cố hết trách nhiệm. Ba người lập tức tỏ thái độ. Đạo sư yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót mà đi ra ngoài. Theo ta, Bạch Ly đạo sư dẫn người tiến vào cung điện, Khương Phàm chỉ là nhìn, cũng đi đến cung điện màu vàng. Ngươi là, đám người thủ vệ Chí Tôn Kim Thành tiếp nhận ngọc bài, đánh giá Khương Phàm. Vương quốc Hắc Ám, Khương Phàm nói đơn giản, bọn thủ vệ khẽ nhíu mày, ngữ khí bất thiện. Người đưa ngươi tới không có nhắc nhở ngươi, rời khỏi nơi đó cũng đừng có nhắc lại bốn chữ kia, nhất là khi tiến vào luân hồi bí cảnh. Nhớ kỹ, ngươi tên là gì? Khương Phàm. Khương Phàm, tên này có chút quen thuộc, làm sao ta đi đến được? Chờ một chút, ngươi tên Khương Phàm, võ hầu của Vương quốc Hắc Ám. Bọn thủ vệ một lần nữa đánh giá đến Khương Phàm, đây chính là võ hầu sao, không phải chạy đến vô hồi thánh địa trốn à, sao lại tới đây nơi này? Làm sao tiến vào luân hồi bí cảnh? Khương Phàm hỏi lại, bên trong có một pháp trận. Bọn thủ vệ đều không hẹn mà cùng cau lông mày lại. Tên này xác định là Khương Phàm sao? Cảnh giới đạt tới linh hồn cảnh tam trọng thiên. Khương Phàm đang muốn đi lên phía trước, bọn thủ vệ lại gọi hắn lại. Ngươi cái gì cũng không biết thật sao? Cầm ngọc bài, đó là cái không gian thực thi, chừng nào ngươi muốn về thì chỉ cần kích hoạt nó sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến tế đàn không gian gần đó, cũng chỉ có cầm nó, tế đàn không gian mới có thể trả ngươi trở lại. Nếu như mất, ngươi coi như không về được. Khương Phàm tiếp được ngọc bài, xuyên qua cửa đá, đi tới nội điện. Trên mặt đất tại nội điện khắc họa pháp trận khổng lồ. Pháp trận phức tạp, tất cả đều là phù văn có chút phức tạp khó hiểu. Bọn chúng giống như có sinh mệnh, phiêu đãng uốn lượn trên mặt đất ở bên trong điện. Trên vách tường xung quanh nội điện khắc đầy phù chú không gian thần bí, giống như động đá vôi vặn vẹo không gian, bên trong có chút cự lang vải tím đáng sợ, lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, tiếp cận phía dưới Khương Phàm. Khương Phàm triệu ra tàn đao, cảnh giác đi đến pháp trận. Trong pháp trận phù văn đột nhiên cuồn cuộn, phát ra kim quang mênh mông, che mất Khương Phàm. Nơi này chính là luân hồi bí cảnh. Khương Phàm đứng trên một vách đá dốc đứng, ngắm nhìn núi cao trùng điệp. Nơi này có rừng rậm xanh tươi tốt, có sông lớn lao nhanh, uốn lượn không dứt. Nơi này còn có yêu thú thành đàn, linh cầm bay lượn. Nhìn sinh cơ bừng bừng, không hề lờ mờ âm trầm như trong tưởng tượng. Giọng đan hoàng vang lên trong thức hải Khương Phàm. Nơi này nếu thật là luân hồi tinh không như trong trí nhớ của ta, phạm vi sẽ vô cùng lớn. Có rừng rậm cũng có hoang mạc, còn có hải dương cùng các hòn đảo. Những bí địa thần bí quỷ dị kia đều là giấu ở một số nơi. Càng lớn càng tốt, lớn, thoải mái, huyên náo vui mừng. Khương Phàm nhếch miệng bôi lên đường cong tàn nhẫn, ngưng tụ hỏa dược phóng tới phương xa. Sư phụ! Loại dược liệu nào có khả năng sinh trưởng nhất ở nơi này? Đan Hoàng nói, là thứ rất quan trọng kia, tên Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Khương Phàm lướt qua giữa không trung, quan sát rừng rậm, tìm kiếm mục tiêu, nó trông thế nào, sinh trưởng trong hoàn cảnh nào. Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa không phải sinh trưởng tại luân hồi bí cảnh, mà là giáng lâm tới đây. Nơi mà nó được sinh ra thật sự là Cửu U Thâm Không. Cửu U Thâm Không, cũng được gọi là luân hồi hư không. Là nơi đám vong linh trong U Minh địa ngục đi đến luân hồi. Nơi đó phiêu đãng rất nhiều minh thụ đặc biệt, tên là độ hồn thụ. Bọn chúng hấp thu khí tức luân hồi để sinh tồn, cũng sẽ phóng thích uy lực độ dẫn. Đám vong linh tiến vào Cửu U Thâm không muốn trùng nhập luân hồi thì khí tức luân hồi cùng uy lực độ dẫn đều thiếu một thứ cũng không được. Độ hồn thụ sau khi hấp thu đầy đủ khí tức luân hồi liền sẽ tàn lụi, nhưng sau khi tàn lụi lại sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Lặp đi lặp lại nghìn lần như thế, sẽ ở thời điểm khôi phục lần nữa, nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm mê người, sau đó triệt để khô héo, chôn vùi tại thâm không. Những đóa hoa này sẽ phiêu đãng ở thâm không, có một số sẽ tụ tập khí tức luân hồi, một lần nữa hóa thành độ hồn thụ mới, có một số sẽ rơi vào U Minh địa ngục, trợ giúp một ít quỷ vật trùng nhập luân hồi. Nếu như giữa luân hồi bí cảnh cùng Cửu U Thâm không có liên hệ, thời điểm khi xuất hiện vết nứt liền có khả năng sẽ bay ra Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Cho nên nói, có thể đụng phải Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa ở chỗ này hay không, chủ yếu vẫn là phải tìm vận may. Đan Hoàng giới thiệu tình huống về Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa xong, lại nói. Nhưng vận may này,
người tốt nhất là có thể đụng tới. Nếu như chỉ muốn để Kiều Hinh tỉnh lại, có thể không cần đến Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, nhưng muốn để Kiều Hinh thật sự sống lại thì khí tức luân hồi và uy lực Tuế Nguyệt bên trong nó, không thể thiếu. Nó trông như thế nào, có đặc điểm gì? Tìm tới nơi có vong linh chiếm cứ, nơi đó thường thường sẽ kết nối cùng cửu u hư không, sau đó chờ cơ hội là được rồi. Luân hồi bí cảnh có rất nhiều nơi như thế, tìm thêm mấy chỗ, thử thời vận. Khương Phàm đột nhiên từ trên cao lao xuống, đến trong rừng rậm bắt được một con lợn rừng, nhét ngọc bài vào trong bụng nó, sau đó trở lại bầu trời, quan sát dãy núi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Luân hồi bí cảnh đã có từ lâu, hoàn cảnh phong bế, cho nên khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại linh quả bảo dược thần kỳ, có một số sẽ còn chôn giấu tại một vài vùng đất thâm thúy, yên lặng sinh trưởng mấy trăm đến hơn ngàn năm. Đúng là bảo địa. Chỉ là Khương Phàm tạm thời đều không để ý đến, việc cấp bách vẫn là đi tìm Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa trước. Chỉ có khi tìm được mới có thể buông tay buông chân, cùng Chí Tôn Kim Thành giết thật sảng khoái. Ở nơi đó, Khương Phàm rời khỏi tầng mây, nhào về phía núi bụi nơi xa. Giữa ba ngọn núi cổ lão đè ép nhau có một hẻm núi vặn vẹo đen kịt, bên trong âm khí âm u, sát khí cuồn cuộn. Bên trong mấy ngàn mét gần đó đều không có cây cối hoa cỏ, hoàn toàn hoang lương. Khương Phàm rơi xuống trước hẻm núi, cảnh giác nhìn một lát, vừa muốn đi đến bên trong, đột nhiên trong bóng tối sáng lên hai ngọn đèn lồng, ngay sau đó một cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên lao ra. Ngọa tào! Sắc mặt Khương Phàm kịch biến, là một con cự mãng vảy đen, răng nanh đều hiện ra hắc khí, trên cái đầu kia còn xuất hiện sừng rồng. Sát khí bạo động, hắc ám xâm nhập. Cự mãng giãy giụa thân thể to béo xông ra hẻm núi, dương miệng to muốn nuốt về phía Khương Phàm. Khương Phàm kinh hồn né tránh, liên tiếp phóng lên mấy chục lần, hung hiểm thoát khỏi. Giống. Cự mãng ngẩng đầu gào thét, phát ra tiếng long ngâm chân thực giống như một con sông sôi trào mấy vạn mét không gian xung quanh. Rừng rậm trong dãy núi, số lượng lớn mãnh thú sợ hãi chạy trốn, còn có con trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khương Phàm bị chấn động, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa rơi xuống dưới. Hắn cắn răng huy động hỏa dực, điên cuồng chạy trốn ra thật xa mới ngừng lại được. Quá nguy hiểm. Khương Phàm đang muốn thở phào thì toàn thân bất chợt nổi lên cơn ớn lạnh, không có chút do dự gì, hắn lập tức nhấc lên liệt diễm phóng lên tận trời. Liền ngay trong chớp mắt này, đỉnh núi kia đột nhiên vỡ ra, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn sụp đổ, bên trong vung ra một đầu lưỡi đẫm máu, cuốn tới phía Khương Phàm. Thứ quỷ gì vậy? Khương Phàm vào tới độ cao 2000 mét, quan sát xuống phía dưới. Bên trong đỉnh núi vỡ ra lại là một con quái vật to béo xấu xí, toàn thân đều là dịch nhờn, cơ hồ đã hòa làm một thể cùng ngọn núi cao kia. Khương Phàm nhấc lên 12 phần tinh thần, tiếp tục dò xét rừng rậm mênh mông. Nửa ngày sau, Khương Phàm vừa né tránh vài con mãnh cầm đuổi bắt, bỗng nhiên chú ý tới trong dãy núi xa xôi lại xuất hiện một ngọn núi thần kỳ. Núi cao thẳng nhập mây xanh, tỏa ra hào quang hoa mỹ, chiếu sáng khắp đất trời. Định thần nhìn ra xa, trên núi cao còn giống như có mảng lớn cung điện, có một con đường thật lớn đang lơ lửng, còn có thác nước lao nhanh. Nơi này còn có tông môn, là phân bộ của Chí Tôn Kim Thành ở chỗ này sao? Khương Phàm càng nhìn càng kinh ngạc, lập tức vò tới nơi xa. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được ngọn núi kia nguy nga hùng vĩ. Nó thật sự quá to lớn, giống như bá chủ trong núi, tất cả những ngọn núi khác ở trước mặt của nó đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mà linh vụ tràn ngập, cung điện kéo dài, tia sáng ngũ sắc đến từ pháp trận cường đại bao phủ. Nhưng, tiếp tục tới gần, Khương Phàm chợt có cảm giác quái dị. Lúc nhìn từ đằng xa chỉ là cảm giác rất tráng quan rất hùng vĩ, sau khi tới gần lại cảm giác được phiêu miểu mông lung, giống như rất không chân thực. Nơi quái quỷ gì đây? Khương Phàm mang theo nghi vấn đầy bụng, đi tới trước núi cao. Núi cao nguy nga hùng kỳ, thẳng đến trời cao, thác nước lao nhanh. Kỳ quang lượn lờ, số lượng lớn cung điện xen vào nhau một cách tinh tế. Nhưng, cả ngọn núi lại trông rất mông lung mơ hồ, bốc hơi mê vụ nồng đậm, giống như một loại huyễn tưởng nào đó, lại như là hình ảnh nơi nào đó vung xuống. Tại thời điểm Khương Phàm chạy tới nơi này, đã có rất nhiều người tụ đến trong rừng rậm. Có nam có nữ, có mạnh có yếu, có một số lại núp trong bóng tối một mình, có một số top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Mặt mũi bọn hắn đều tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua núi cao phiêu miểu. Ngươi là từ đâu tiến đến? Khương Phàm đi đến bên cạnh một nam tử thô cuồng. Nam tử đánh giá hắn,
hỏi ngược lại, ngươi là từ đâu tiến đến? Chí Tôn Kim Thành, ngươi là người của hoàng tộc, không giống nha, làm sao không giống? Ha ha, nam tử chỉ cười cười, tiếp tục nhìn qua núi cao. Có phải ta nên ngước cổ lên mới giống hay không? Ta chỉ hỏi, ngươi là từ đâu tiến đến? Ngươi thật không biết, hay là bắt ta làm trò cười? Ta thật không hiểu rõ. Luân hồi bí cảnh ngoại trừ những con đường an toàn do Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn cùng Phạm Thiên Thư Viện khống chế thì còn có mấy con đường nguy hiểm, phân tán tại cái khe trong Xích Chi Đại Liệt Cốc. Chúng ta đây là không có bối cảnh, không có thế lực, muốn đến nơi này mạo hiểm, lại không bị những kẻ Chí Tôn Kim Thành kia xua đuổi, chỉ có thể thông qua mấy con đường nguy hiểm kia. Rất nguy hiểm. Ha ha, chính là cược mệnh, sinh tử chia 5 năm. Nam tử thô cuồng nói rất thoải mái, có thể còn sống tiến đến, phải nhìn mệnh. Có thể tìm tới cơ duyên hay không, phải nhìn mệnh. Cuối cùng, lúc rời khỏi, có thể còn sống xuyên qua vết nứt hay không, cũng là phải nhìn mệnh. Cho nên, trong luân hồi bí cảnh, ngoại trừ người của các thế lực Chí Tôn Kim Thành ra, những người khác đều là dân liều mạng coi nhẹ sống chết. Khương Phàm hỏi, ngọn núi này có cái gì kỳ quặc? Nó chính là nguyên nhân chúng ta cược mệnh tiến đến. Luân hồi bí cảnh không chỉ có nguy hiểm vùng đất tử linh, còn có loại ảo ảnh này, chỉ cần cảnh tượng này xuất hiện liền mang ý nghĩa có thể sẽ có đại bảo bối xuất thế. Nam tử thô cuồng nói xong, Đan Hoàng lại đang nhớ tới ở trong đầu Khương Phàm. Không sai, nơi này hẳn là luân hồi tinh không. Xích Chi Đại Liệt Cốc xuất hiện rất có thể là luân hồi tinh không rơi xuống, va chạm địa tầng đưa tới vết nứt. Sư phụ, ngài từng nói qua trình độ thần bí của luân hồi tinh không cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn không khác nhau lắm. Nguyên nhân hình thành nên luân hồi tinh không là một câu đố, nhưng nó xác thực đều có liên hệ với cửu u thâm không cùng tinh không vô tận. Kết nối cùng cửu u thâm không, khí tức luân hồi và khí tức tử linh nơi đó sẽ ăn mòn không gian, ảnh hưởng đến nơi này, hình thành bí cảnh quỷ dị âm trầm. Liên hệ cùng tinh không vô tận, tương đương với sinh ra liên hệ cùng hư không minh mông, lại hình thành vòng xoáy không gian và vết nứt không gian ở chỗ này, có rất nhiều linh bảo phiêu đãng ở trong hư không, cũng sẽ nhận dẫn dắt mà rơi vào nơi này. Bảo bối phiêu lưu trong hư không. Khương Phàm hưng phấn. Hư không không chỉ có hắc ám thâm thúy, minh mông vô biên, kỳ thật còn phiêu đãng rất nhiều thời đại khác biệt, bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà bảo bối đã rơi vào không gian sụp đổ. Bọn chúng phiêu đãng khắp nơi trong tinh không, dần dần suy bại, dần dần chôn vùi. Có linh bảo lúc trôi qua luân hồi bí cảnh, có thể sẽ bị vòng xoáy không gian dẫn dắt, phiêu lưu đến đây. Những cảnh tượng ảo ảnh kỳ diệu này, chính là thời điểm bọn chúng bị cuốn vào vòng xoáy, bị kích thích thả ra ký ức cổ lão. Khương Phàm nhìn qua núi cao phiêu miểu, hưng phấn lại chờ mong. Rốt cuộc là bảo bối gì có thể tái hiện ra, ký ức nguy nga như vậy. Núi cao nguy nga chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, khí thế mênh mông thê lương tràn ngập khắp đất trời, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới. Từ mấy trăm đến hơn ngàn, đều là chút điên cuồng liều mạng. Bọn họ trốn ở trong rừng cây, ánh mắt cuồng nhiệt lại kích động. Cảnh tượng kỳ dị như thế này chính là cơ duyên bọn hắn mong đợi gặp phải nhất. Đây chính là, ảo ảnh, trong truyền thuyết sao. Nam Cung Cẩm Thành của Phạm Thiên Thư Viện mang theo 7 học viên chạy tới nơi này, vui mừng lại hiếu kỳ nhìn qua núi cao phiêu miểu lượn lờ kỳ quang. Ảo ảnh xuất hiện, mang ý nghĩa sẽ có linh bảo tuyệt thế giáng thế. Ảo ảnh xuất hiện không có chút quy luật nào, có đôi khi mấy năm khó gặp được một cái, có đôi khi lại tấp nập xuất hiện. Chúng ta thật sự quá may mắn, vừa mới tiến đến liền gặp được ảo ảnh. Nam Cung học trưởng anh minh khi chọn phương hướng như thế. Chỉ mong sẽ có rất nhiều bảo bối. Các học viên kích động hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không chút khách khí nào, đi tới phía trước nhất. Bọn hắn là học viên của Phạm Thiên Học Viện, tương đương với chủ nhân luân hồi bí cảnh, cho nên đồ từ trên trời rơi xuống tới, đương nhiên là của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn cao ngạo tự tin đứng ở phía trước, dân liều mạng trong rừng rậm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Bọn hắn là cược mệnh tiến đến, cũng là sẽ cược mệnh để ra ngoài, trong lòng bọn họ, cơ duyên lớn hơn sinh tử, cho nên trong lòng đều không có chút kính sợ nào. Ầm ầm, bầu trời bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng vang lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu thấu tầng mây đầy trời. Núi cao phiêu miểu đột nhiên trở nên chân thực không gì sánh được, thật giống như chân chính đứng vững tại giữa dãy núi. Cung điện trên núi dãy bắt đầu xuất hiện bóng người rõ ràng, có đệ tử tu luyện, có trưởng lão thụ pháp, có người cưỡi mãnh thú bay lên không, càng có cường giả tám phương từ trên trời cao đến,
cung kính lễ bái. Tòa cung điện rộng rãi lấp lóe kỳ quang nhất trên đỉnh núi kia, rõ ràng chiếu ra ba chữ thật to, Vu Thần Tông. Tất cả mọi người cảm nhận được hoảng hốt, phảng phất vượt qua cổ kim, xuất hiện ở niên đại xa xưa, đứng ở phía trước tông môn thần bí này, ngước nhìn nó rộng rãi, chứng kiến nó hưng thịnh. Thần! Vu Thần! Nam Cung Cẩm Thành cuồng nhiệt, như là có thể nghe được tiếng tim mình đập. Dám dùng chữ thần, đến đặt cho tông môn, khẳng định là đại tông tuyệt thế đã từng kinh diễm qua một thời đại nào đó, có được lực ảnh hưởng bao trùm chúng sinh, còn có lực lượng cường đại chấn kinh thế giới. Hôm nay thật sự là đã gặp được cơ duyên. Được ông trời chiếu cố. Vừa mới tiến đến nửa ngày liền muốn thay đổi vận mệnh rồi. Vu Thần Tông. Khương Phàm rất khiếp sợ, vạn cổ phiêu lưu mà đến vậy mà lại treo tục danh thần. Chỉ là cái tên càn rỡ hay là thật sự có phần thực lực kia. Bầu không khí trong rừng rậm càng ngày càng nóng, lúc tất cả mọi người gắt gao tiếp cận tấm biển khổng lồ kia, núi cao nở rộ cường quang vạn trượng trong lúc bất chợt lại cuồn cuộn mãnh liệt, trải rộng ra hơn trăm dặm, quét sạch trời cao, bao phủ sơn hà. Ánh sáng lộng lẫy bảy biển ra hình ảnh bạo loạn giết chóc. Tông môn kịch biến, tám phương vây bắt. Có cự thú thượng cổ kinh khủng cuồng kích pháp trận, có cường giả thần bí hiện ra tuyệt thế thần thông. Có trăm vạn thú triều bao phủ núi cao, có ngàn vạn cường giả liên thủ tế trời. Vu Thần Tông bao phủ bên trong gió tanh mưa máu. Tiếng kêu, giết, sầm trời, thiên địa tung bay máu. Sau đó không lâu, ánh sáng cuồn cuộn, cảnh tượng kịch biến. Nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, pháp trận tại Vu Thần Tông bị phá nứt, trăm vạn cường địch điên cuồng xâm lấn, từ dưới núi giết tới đỉnh núi. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Trăm ngàn trưởng lão Vu Thần Tông bi thương hô to, sau khi lễ bái đỉnh núi, riêng mình đã mang theo đệ tử chém giết ra ngoài. Đại địch xâm lấn, tông môn gặp phải đường cùng. Cảm xúc bi thương vượt qua cổ kim, thấm vào cả đất trời. Bọn người Khương Phàm đặt mình vào sâu trong ánh sáng, giống như tự thân tới chiến trận. Tâm tình của bọn hắn bị ảnh hưởng, có kích động, có tức giận, có bi thương. Có một số người còn bị ảnh hưởng đến ý thức, gầm thét giết tới. Tại đỉnh ngọn núi, năm vị lão nhân tang thương sau khi chắp tay đáp lễ chư vị trưởng lão, dứt khoát kiên quyết đạp không lên trời. Hai mắt bọn hắn phát sáng, bạo động như lôi đình, chiếu thấu màn trời, chấn động không gian. Khi số lượng lớn cường giả tuyệt thế giết tới đỉnh núi thời điểm, bọn hắn hét lên đầy thê lương, sau đó điên cuồng dẫn nổ bản thân mình. Vu Thần bất hủ, sơn hà đại táng. Nương theo tiếng hò hét trước khi chết, máu tươi cùng toái cốt, vẩy về phía đỉnh núi đã sớm khắc họa pháp trận phức tạp. Trong chớp mắt, pháp trận màu máu tăng vọt, lấy núi cao làm trung tâm, quét sạch vô tận sơn hà. Ầm ầm, ánh sáng sôi trào, hình ảnh vặn vẹo, vô tận sơn hà sụp đổ toàn diện. Ngọn núi to lớn lún xuống, những con sông chảy ngược dòng, vết nứt vô tận nhanh chóng lan tràn, dung nham dưới mặt đất phóng lên tận trời, tai nạn quét sạch khắp nơi. Chư thiên lục táng, chết tiệt, ngươi nói đùa cái gì?